Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 15. Tìm thấy rồi. Diệp Lâm giật mình, sau đó cúi đầu về phía các thi thể trên mặt đất. Trong đó, Lữ Đạo Hiên là người mạnh nhất, dù sao đó cũng là thân thể của tông sư thần cảnh, có lẽ có thể sử dụng được chăng? Cậu đang nghĩ gì vậy? Âm thanh khinh thường của Sở Vô Đạo vang lên, cơ thể của đám tôm tép này, có cho tôi cũng chẳng thèm. Nếu sử dụng bọn họ, chẳng bằng cướp luôn cơ thể của cậu còn dễ dùng hơn. Diệp Lâm nghĩ cũng phải. Thế là anh lại nói, vậy ông Sở nhìn chúng ai vậy? Tôi sẽ giết người đó cho ông. Ha ha ha. Sở Vô Đạo cười ha ha mấy tiếng, rất hài lòng nói, cậu có tâm như vậy, cũng xem như những năm này chúng tôi không phí công đào tạo cậu. Nhưng cậu không có năng lực giết chết pháp thân mà tôi thích, cũng không cần phải ra tay, vì thật ra ông ta đã chết từ lâu rồi. Nghe vậy, Diệp Lâm lại giật mình, đã chết rồi. Ở đâu cơ? Sở Vô Đạo đưa tay chỉ vào một đại diện phía dưới, là ở điện Lữ Tổ ở Bạch Vân Quan. Dưới tượng đồng trong điện có thi thể của Lữ Tổ. Tôi muốn cậu giúp tôi có được pháp thân đó. Pháp thân của Lữ Tổ. Nghe được lời này, Diệp Lâm lập tức ngạc nhiên. Lữ Tổ, còn được gọi là Lữ Nham, tự là Động Tân, hiệu là Thuần Dương Tử, là một trong Bát Ngũ Tổ của đạo giáo. Ông ta là một nhân vật thần tiên trong truyền thuyết ở Đại Hạ. Lữ Tổ còn có pháp thể ở đây sao? Sau đó, Diệp Lâm mới ngộ ra, khó trách lúc mới đến Bạch Vân Quan, tôi đã cảm giác được nơi này có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Có pháp thân của tiên nhân ở đây, đương nhiên là một phước lành cho nơi đây, tạo ra một vùng đất địa linh nhân kiệt. Khi Lữ Tổ phi thăng, tổng cộng còn lại 10 pháp thể, được đặt tại các địa phương ông ta từng tu hành, Bạch Vân Quan này chính là một trong số đó Sở Vô Đạo nói. Nếu đã gần như vậy rồi, sao ông không đi lấy ngay bây giờ? Diệp Lâm không hiểu, tại sao ông ta lại bảo mình ra tay? Dù sao mọi việc ở Bạch Vân Quan bây giờ đều nằm dưới sự kiểm soát của ông Sở, tại sao ông ta không đi lấy pháp thân cơ chứ? Sở Vô Đạo giải thích. Tôi đã không còn thân xác nữa, chỉ còn lại linh hồn. Nơi cất giữ pháp thân dưới lòng đất chắc chắn sẽ bày bố trận pháp, tôi không thể đến gần được. Nếu miễn cưỡng đột nhập, nếu không cẩn thận sẽ bị mắc kẹt tại chỗ, vĩnh viễn không thể trốn thoát. Đừng tưởng rằng tôi ở trong thân thể của cậu tàn sát mọi người là có thể làm gì thì làm, thực ra tôi vốn đã rất yếu rồi. Sức mạnh tôi sử dụng phần lớn đều là sức mạnh của cậu, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được mà thôi. Trong ngũ hành, cậu lại thuộc mệnh hỏa, trời sinh đã thuần dương, đi lấy pháp thân kia sẽ rất dễ dàng, không chừng còn gặp được thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Lâm gật đầu nói, được. Tôi sẽ làm ngay đây. Sở Vô Đạo tiếp tục cảnh cáo, khi cậu thành công lấy được pháp thể, hay làm theo lời tôi nói. Sở Vô Đạo lại giải thích các bước tiếp theo, Diệp Lâm cũng ghi nhớ trong lòng. Được rồi, ông Sở, tôi đã nhớ hết rồi. Diệp Lâm lo. Lắng thúc giục, mau giao cơ thể lại cho tôi sẽ đi làm ngay. Sở Vô Đạo ngạc nhiên nói, sao đột nhiên cậu lại nóng lòng muốn đuổi tôi đi? Sợ tôi hối hận không trả lại thân thể cho cậu sao? Không, không phải. Diệp Lâm cười khổ giải thích, tôi chỉ muốn xem những người dưới kia có thể cứu được hay không thôi. Dù sao cũng có rất nhiều người trong số đó là người của anh và các chiến sĩ từ xa tới ủng hộ anh. Nếu có thể cứu thì Diệp Lâm sẽ không để bọn họ bị liên lụy và hy sinh vô ích. Nghe vậy, Sở Vô Đạo lại cười lớn. Đừng lo. Sở Vô Đạo, tôi cả đời chỉ giết những kẻ đáng phải giết. Tôi sẽ không bao giờ giết người vô tội đâu. Nếu không phải vì tin tức tôi còn sống không thể để lộ ra ngoài thì tôi cũng sẽ không muốn làm khó những người này đâu. Vừa rồi tôi dùng kiếm trấn áp họ chỉ để xóa đi mọi ký ức về trận chiến ngày hôm nay trong đầu họ mà thôi. Còn tính mạng của bọn họ cũng không có vấn đề gì lớn, cậu yên tâm. Nói xong, Sở Vô Đạo lại vẫy tay. Hàng vạn thanh kiếm tập hợp lại thành một thanh kiếm khổng lồ, xuất hiện bên cạnh ông ta. Tôi và cậu tuy là thầy trò, nhưng ở trong tù, tôi không có gì để dạy cậu cả. Thanh kiếm này là tinh hoa của những thanh kiếm nổi tiếng mà tôi đã sưu tầm. Nó có thể thay đổi theo cách mà chủ nhân muốn. Từ nay trở đi, tôi sẽ tặng nó cho cậu. Đừng quên những gì tôi đã nói với cậu, tôi đi đây. Dứt lời, Sở Vô Đạo lại huýt một tiếng dài. Đột nhiên, một con hạc trắng xuất hiện trên bầu trời. Sở Vô Đạo và Bạch Hạc nhìn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn ông ta nhập vào con hạc trắng. Nó dang rộng đôi cánh và bay lên cao, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Một lúc sau thì biến mất. Ông Sở, tạm biệt.
Diệp Lâm dần dần lấy lại tỉnh thần, vẫy tay về phía chân trời. Sau đó, từ trong không trung, Diệp Lâm thanh kiếm khổng lồ rơi vào trong tay anh. Quả nhiên đúng như lão Chu đã nói, thanh kiếm này có thể to hoặc nhỏ tùy ý, thiên biến vạn hóa, đúng là kỳ diệu. Nếu mày là hợp thể của hàng vạn thanh kiếm, vậy tao sẽ gọi mày là quy nhất kiếm. Diệp Lâm cất kiếm lại nhanh chóng nhảy ra ngoài sàn đấu để kiểm tra vết thương của Hoa Quốc Đống, Hắc Long và những người khác. Quả nhiên họ chỉ đang ngất xỉu thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Lúc này, Diệp Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Điện Lữ Tổ. Diệp Lâm lợi dụng lúc mọi người tại hiện trường đều ngất đi, lập tức ra tay, tiến vào Điện Lữ Tổ để tìm kiếm pháp thân cất giữ trong đại điện. Không bao lâu sau khi Diệp Lâm tiến vào Điện Lữ Tổ, mọi người trong và ngoài võ đài cũng lần lượt thức dậy. Hừ, đầu tôi đau quá, tôi bị sao vậy? Cảm giác như có ai đó dùng cành cây đập vào đầu vậy. Mẹ ơi, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nó đột nhiên trở nên như thế này? Vừa rồi còn đang yên ổn, sao đột nhiên lại trông như vừa bị đánh bom vậy? Nhìn xem, ở gần võ đài có rất nhiều người đã chết. Chẳng lẽ trận chiến đã kết thúc rồi sao? Tại sao tôi lại không có ký ức nào cả? Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi ư? Tất cả những người tỉnh dậy đều hoàn toàn bối rối do đã bị xóa đi những ký ức liên quan. Khi ngày càng nhiều người chết được phát hiện, không khí tại hiện trường ngày càng căng thẳng và hỗn loạn. Tộc trưởng Khánh Hồng, bảy gia tộc võ cổ lần lượt tìm được những thành viên đã chết của nhà mình, một số thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc, thậm chí cả tộc trưởng đều đã chết, họ không khỏi cảm thấy vô cùng đau buồn. Bọn họ thậm chí còn không biết người ra tay là ai, sáu gia tộc trong thất tộc đều chịu tổn thất. Trong bảy gia tộc, chỉ có nhà họ Tân là thoát khỏi thảm họa này. Điều khiến thất tộc càng sốc và tức giận hơn là tất cả thanh kiếm của họ đều biến mất một cách bí ẩn. Người đứng đầu nhà họ Tần, kết hợp cả hai điều lại, có một linh cảm mơ hồ nhưng cũng không dám nói ra. Đại đương gia. Ở bên kia, Hứa Đại Mã bỗng chết thảm tại chỗ, Hồ Điệp Mê và tứ hổ nhà họ Hứa cũng đau buồn vô cùng. Tốt cuộc là kẻ nào mà lại dám giết cha tôi? Bước ra ngoài ngay, cậu con cả là Hứa Phúc ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ. Chắc chắn là có liên quan tới tên khốn kiếp Diệp Lâm kia. Hứa Tường, đứa con thứ tư, tuy mất đi trí nhớ, nhưng vẫn đoán chắc có liên quan đến Diệp Lâm. Đừng nói nhảm, Hồ Điệp Mê nói, sức mạnh của đại đương gia chỉ cách thần cảnh có nửa bước, tên nhóc họ Diệp đó sao có thể làm vậy được. Sau lưng chắc chắn phải có người nào đó mạnh hơn ra tay. Nhìn khung cảnh hỗn loạn như đống đổ nát, Hồ Điệp Mê không khỏi rùng mình. Thật khó để tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra ở đây. Và ai là kẻ quyền lực có thể gây ra hậu quả khủng khiếp như vậy? Ở phía bên kia, hai ông cháu Thiên Cơ Tử cũng đang gãi đầu với vẻ mặt khó hiểu. Ông nội, hình như cháu có một chuyện rất quan trọng, nhưng cháu lại không tài nào nhớ được. Thiên Cơ Tử nói, từ từ suy nghĩ đi, một ngày nào đó cháu sẽ nhớ lại thôi. Cháu cảm thấy mình đột nhiên phát tài, kiếm được rất nhiều tiền. Thiên Cơ Tử cười nói, sao cháu không ngủ thêm một lát? Xem ra cháu còn chưa tỉnh táo đâu. Sư phụ, quan chủ, ở phía bên kia, đệ tử của Bạch Vân Quan cũng đang than khóc. Bởi vì họ đã tìm thấy thi thể của quan chủ tại hiện trường. Đường đường là quan chủ của Bạch Vân Quan, cũng là người tổ chức cuộc thi này, vậy mà lại bị kẻ nào đó giết chết. Ai dám giết quan chủ của chúng ta? Bạch Vân Quan sẽ không bao giờ để yên đâu. Trong số những người chết có mặt thì Lữ Đạo Hiên, quan chủ của Bạch Vân Quan là người có địa vị lớn nhất và thực lực mạnh nhất. Có lẽ những người khác không biết, nhưng các trưởng lão cấp cao của Bạch Vân Quan đều biết rất rõ quan chủ của ngôi chùa là một tông sư thần cảnh. Vậy mà ông ta lại chết một cách bí ẩn. Xem ra sức mạnh của người ra tay vô cùng khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng được. Người đó thậm chí không phải là người mà Bạch Vân Quan có thể động vào. Vậy nên, thấy các đệ tử bình thường la hét chửi rủa một hồi, dọa sẽ báo thù. Các trưởng lão Bạch Vân Quan vội vàng ngăn lại, yêu cầu mọi người không được kêu la nữa, điều tra kỹ càng rồi tính tiếp. Chẳng bao lâu, sau khi xem xét hiện trường, mọi người đều ngạc nhiên phát hiện hai đại cao thủ Võ Đăng và Hoa Sơn, đồng thời cũng là trọng tài của trận đấu đã biến mất một cách thần bí. Ba vị người quyền lực chủ trì cuộc thi thì một người đã chết và hai người biến mất, điều này cũng dấy lên một sự nghi ngờ kỳ lạ hơn tại hiện trường. Hắc Long, cậu có thấy sư phụ của tôi không? Lúc này Hoa Quốc Đống cũng xoa đầu, vừa ngơ ngác, vừa bối rối. Không, đám người Hắc Long lắc đầu, không biết Long Vương đại nhân có tới hay không,
nhưng hình như cuộc tranh tài đã kết thúc rồi. Mọi người ở Long Môn tìm kiếm ở hiện trường nhưng không thấy Diệp Lâm đâu, đây là tin tức tốt nhất đối với bọn họ. Mặc dù mọi người đều đã mất đi những ký ức liên quan đến cuộc thi đấu này. Nhưng về phần kết quả thì đã gần trong tầm tay, 7 gia tộc võ cổ đã bị tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi bắt đầu xì xào, phải chăng có một cường giả nào đó đã âm thầm giúp đỡ và nghiền nát toàn bộ thất tộc võ cổ. Lúc người đó ra tay, những người ở hiện trường đều không kịp phản ứng, và sau đó mọi chuyện đã kết thúc. Mọi người không khỏi thêm phần tò mò về Diệp Lâm, người đã kết thúc cuộc thi trước khi xuất hiện này. Tôi đây để làm gì? Tại sao tôi không nhớ nhỉ? Lúc này, Đoàn Tử Du cũng đang bối rối, thậm chí quên mất mục đích chuyến đi của mình. Trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Sau đó, anh ta điểm danh các tướng lĩnh dưới quyền rồi ra lệnh cho quân rút lui về cơ quan. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Ở bên kia, Kim Lũ Y cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhớ mình được cử đi duy trì trật tự ở Bạch Vân Quan, nhưng đột nhiên trước mắt cô lại trở nên như thế này. Đại nhân, mau nhìn thời gian đi. Lúc này, Phó Ân Hồng Trang bỗng lên tiếng nhắc nhở, tôi nhớ lúc chúng ta tới đây là 11 giờ. Bây giờ đã là sắp 1 giờ chiều rồi. 2 tiếng trôi qua rồi. Cái gì? Nghe vậy, Kim Lũ Y vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn họ đã bất tỉnh trong 2 tiếng rồi sao? Và trong 2 tiếng đồng hồ này, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là ai làm cơ chứ? Kim Lũ Y vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ. Ngay sau đó, con! Xa xa vang lên một tiếng chuông du dương cổ kính. Thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Ngay sau đó lại có một tiếng động lớn khác. Các đệ tử của Bạch Vân Quan nhìn theo tiếng động, lập tức kinh hãi. Không hay rồi. Là Điện Lữ Tổ. Có người đột nhập Điện Lữ Tổ. Vẻ mặt của các trưởng lão Bạch Vân Quan đều thay đổi, họ biết rằng có một pháp thể ấn giấu trong Điện Lữ Tổ. Chẳng lẽ có người dám lợi dụng lúc hỗn loạn lẻn vào Điện Lữ Tổ, có ý đồ với pháp thân? Mọi người trong Bạch Vân Quan lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác, đầu tiên họ gạt cái chết của quan chủ sang một bên, nhanh chóng tập hợp về phía Điện Lữ Tổ. Không thể để mất pháp thân được. Chúng ta cũng qua đó xem sao. Kim Lũ Y lấy làm tò mò, cũng dẫn đôi cân về Yến Kinh đến hỗ trợ. Hai bông hoa nở, mỗi bên một bông. Diệp Lâm đi vào trong Điện Lữ Tổ, rất nhanh thì tìm được cơ quan phía sau tượng đồng. Anh vặn nhẹ một cái, tượng đồng Lữ Tổ nhích lên phía trước một chút, để lộ bậc thang đi xuống dưới. Diệp Lâm bước xuống cầu thang, đi vào trong lối đi tối tăm sâu thẳm. Đi khoảng hơn 10 phút, anh đoán là mình đã tới độ sâu 100 mét dưới lòng đất. Càng đi xuống dưới, càng có thể cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng nguyên thủy tràn ngập xung quanh. Chẳng lẽ đây chính là tác dụng thần kỳ của pháp, thân tiên nhân hay sao? Nếu không phải vì sốt ruột đi tìm pháp thân thì Diệp Lâm đã ở lại đây tu luyện một thời gian rồi. Anh rất nhanh thì đi đến cuối bậc thang. Một cung điện ngầm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lâm. Nó được xây dựng cực kỳ hoành tráng, không hề thua kém đại điện trên mặt đất. Chấm, Diệp Lâm thấy vậy thì giật nảy mình, không ngờ 100 mét dưới lòng đất lại có một kiến trúc khổng lồ như vậy. Đúng là rất có tâm khi chỉ dùng nó chứa pháp thân. Diệp Lâm bước ra khỏi bậc thang, đi vào trong cung điện ngầm. Có điều, bước chân anh mới vừa chạm xuống mặt đá địa cung, một luồng lực lượng khác thường giống như cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua mặt anh. Diệp Lâm cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, anh thấy một con hạc trắng đang lao về phía mình. Diệp Lâm giật nảy mình. Sao lại có hạc trắng trong cung điện ngầm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất? Là vật sống? Hay là ảo giác? Đáp án rõ ràng ngay sau đó. Diệp Lâm muốn tránh hạc trắng, nhưng hai chân lại như rót trì, không nhúc nhích được chút nào. Ngay tại khoảnh khắc bất ngờ này, hạc trắng giống như làn gió phất qua khuôn mặt Diệp Lâm, rồi bay xuyên qua người Diệp Lâm. Là ảo giác hả? Diệp Lâm mới vừa thả lỏng một hơi thì lại phát hiện không thích hợp. Cảm giác cả người mình cứ nhẹ tênh, giống như là sắp bay lên vậy. Chỉ có khoảnh khắc bị ông sở bám vào người lúc nãy, anh mới có loại cảm giác này. Giờ phút này, không ngờ rằng anh lại được cảm nhận rõ ràng lần nữa. Ngay sau đó, Diệp Lâm bị một màn trước mắt dọa sợ. Bởi vì anh phát hiện rằng anh đang bay lên, nhưng mà thân thể của anh vẫn còn đứng yên tại chỗ. Tôi! Thần hồn ra khỏi cơ thể. Diệp Lâm cảm thấy rất chấn động. Hóa ra con hạc trắng lúc nãy đâm vào anh rồi đâm luôn thần hồn của anh ra ngoài cơ thể. Trí tuệ trong vắt,
tâm thần an bình, ba hồn trường tồn, hồn không tan mất. Diệp Lâm vội vàng hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm tịnh tâm thần chú. Sau đó, thần hồn trở về thân thể một cách tự nhiên như là dòng nước chảy. Phì! Diệp Lâm thở nhẹ một hơi, thầm nói nguy hiểm thật. Suýt nữa thì thần hồn đã hoàn toàn ra khỏi cơ thể, rồi bị Hạc Trắng dẫn đi đâu đó rồi. Thảo nào ông Sở không chịu tới đây, nếu ông Sở ở đây thì chắc là thân hồn của ông ấy sẽ bị Hạc Trắng đâm bay ra ngoài. Sau đó, Diệp Lâm phát hiện mỗi khi mình bước lên một bước, đều sẽ gặp đủ loại ảo giác, giống như là nghìn quân vạn ngựa tấn công về phía mình từ các phương hướng. Diệp Lâm phải ngâm nga tịnh tâm thần chú mới có thể thuận lợi bước đi, không còn bị ảo giác ảnh hưởng. Có thể thấy được một đường nguy hiểm biết bao. Nếu đổi lại là người khác đi vào thì chắc là ba hồn bảy vía đều bị đánh nát thành từng mảnh rồi. Xem ra trong cung điện ngầm có chứa huyền cơ, mình không thể sơ sấy được. Sau đó, Diệp Lâm tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là lần này anh đi rất cẩn thận, không dám sơ ý một chút nào. Anh tiếp tục đi vài trăm thước. Cuối cùng cũng thuận lợi đi hết hành lang tối tăm sâu thẳm, bước vào trong đại sảnh. Trước mắt là không gian rộng mở thông thoáng. Đại sảnh hùng vĩ rộng rãi khoảng mấy nghìn mét, hai bên là các pho tượng xếp san sát nhau. Người đứng ở bên trong thế nào cũng sẽ cảm thấy mình vừa nhỏ bé lại vừa tầm thường. Cuối đại sảnh là một chiếc quan tài mơ hồ có dị tượng. Mọi lực lượng khác thường xung quanh mình dường như bắt nguồn từ quan tài. Diệp Lâm thấy vậy thì rất chấn động. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ pháp thân của Lữ Tổ nằm bên trong chiếc quan tài kia? Bởi vì cách xa nhau hơn 1.000 mét cho nên không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Diệp Lâm sốt ruột bước nhanh vào bên trong, định tự mình nhìn cho rõ ràng. Có điều, khoảnh khắc Diệp Lâm bước vào trong đại sảnh. Mặt đất rung chuyển, ầm ầm ầm, tượng đá hai bên bắt đầu nhúc nhích giống như là sống lại. Tuy rằng trong đại sảnh sáng ngời chỉ có một mình Diệp Lâm. Nhưng mà quỷ dị chính là ngay tại khoảnh khắc này, có vô số ánh mắt đến từ các nơi tụ tập lên người Diệp Lâm. Thấy vậy, Diệp Lâm không nhịn được mà nổi da gà. Mỗi pho tượng đá cao khoảng 10 mét giống như người khổng lồ. Bọn chúng biến thành người bảo vệ đá, bước về phía cửa, chặn lại đường đi. Thiên môn trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Lâm tập trung nhìn kỹ thì nhìn ra được manh mối. Cảnh tượng trước mắt có vẻ tuyệt diệu của trận pháp, mỗi một pho tượng đá như là các quân cơ ngựa xe pháo mang theo khí thế giết chóc. Nếu đi nhầm vào đội hình thì sẽ như đi nhầm vào chiến trường, có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Diệp Lâm có thể nhìn một cái là nhìn ra đây là thiên môn trận, bởi vì vị sư phụ thứ 50 của anh là một vị đại sư trận pháp. Anh từng học được cách điều binh khiển tướng, bài binh bố trận từ chỗ ông ta. Diệp Lâm không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì một pho tượng đá đã vung kiếm lên chém về phía anh. Ngay sau đó, có tiếng hô hào chém giết vang lên. Diệp Lâm chợt cảm thấy choáng váng. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Lúc này, anh thật sự đang đặt chân trên chiến trường, và sắp đối mặt với nghìn quân vạn ngựa đang lao về phía mình. Trận pháp thiên cấp. Diệp Lâm đang bị nhốt trong ảo cảnh, lập tức nhận ra rằng đây không phải là trận pháp bình thường, mà là trận pháp thiên cấp. Trận pháp được chia ra làm 3 cấp bậc, thiên cấp, địa cấp, nhân cấp. Trận pháp nhân cấp là trận cấp cơ bản nhất, bình thường nhất. Ví dụ như hai quân đánh nhau, thường dùng đội hình xếp hàng dài hoặc là các trận như thập diện mai phục trận, nhạn hình trận, uyên ương trận. Nói đúng ra thì trận pháp nhân cấp chỉ có thể gọi là trận, chứ chưa có sự huyền diệu của pháp. Nó thường được dùng trong các trận đấu của người thường, hiệu quả cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Cao hơn nhân cấp một cấp là địa cấp. Đây là loại trận pháp kết hợp giữa khí thế của trận và huyền diệu của pháp. Ví dụ như Gia Cát Võ Hầu sở trường Bát Quái Võ Hầu. Đây là một trận pháp địa cấp cực kỳ lợi hại, vòng đi vòng lại, biến hóa liên tục. Nghe nói Lục Tốn nhà Đông Ngô đã từng bị nhốt trong trận pháp, chỉ suýt nữa là chết ở bên trong, may. Mà được cha vợ Võ Hầu cứu ra, mới miễn cưỡng thoát nạn. Một khi khởi động trận pháp địa cấp, mặc kệ anh có nghìn quân vạn ngựa hay thế nào đi nữa, thì anh đều nằm trong tầm tay tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể giết chết. Trận pháp lợi hại nhất chính là trận pháp thiên cấp. Trận pháp thiên cấp ngoài có sự huyền diệu của trận pháp địa cấp ra thì còn có thêm sức mạnh quỷ thần, thậm chí có vài trận pháp thiên cấp cực kỳ lợi hại, cho dù là thần tiên vào nhăm trận pháp, nếu không thể phá trận thì cũng sẽ có nguy hiểm cho tính mạng. Ví dụ như hoàng đế đánh với Sivu, đánh trận nào là thua trận đó.
Sau này cửu thiên huyền nữ truyền cho hoàng đế trận pháp thiên cấp và độn giáp, hoàng đế mới đánh thẳng Si Vưu tại Trác Lộc, thành công bình định thiên hạ. Vài nét bút ít ỏi trên sách sử khiến người ta có ảo giác rằng đây chỉ là một chiến dịch khá nổi tiếng, lấy ít thẳng nhiều. Sự thật chưa hẳn là vậy. Phải biết rằng Si Vưu là thủ lĩnh cửu lê, một trong ba tổ của đại hạ, sử gọi là binh chủ. Dưới trướng Si Vưu có đủ các loại yêu ma quỷ quái, sơn dã mãnh thú, thần gió thần mưa, tất cả đều nghe theo lệnh Si Vưu. Trận chiến ấy thật sự là thần tiên đánh nhau, quỷ thần xuất hiện, đánh đến mức trời đất u ám. Hoàng đế đánh trận nào thua trận đó, cuối cùng lại có thể lấy ít thẳng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, tất cả là nhờ trận pháp do cửu thiên huyền nữ truyền thụ, nó đóng vai trò mấu chốt trong việc xoay chuyển cục diện thất bại. Đây chính là uy lực của trận pháp thiên cấp. Hiện giờ, ở biên cảnh đại hạ cũng có các loại trận pháp thiên cấp, dù là một người một trận canh giữ biên giới cũng có thể khiến cho tứ phương sợ hãi, không một ai dám xâm phạm. Đương nhiên, cao hơn trận pháp thiên cấp nữa là truyền thuyết cấp. Ví dụ như là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tĩnh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, cửu khúc hoàng hà trận. Có điều, cái loại cấp bậc này không phải là người thường có thể chạm đến. Không ngờ dưới cung điện ngầm này lại có trận pháp thiên cấp là thiên môn trận. Nghe nói thiên môn trận là trận pháp do Lữ Tổ sáng tạo, khi giận dỗi đấu pháp với sư phụ Hán Trung Ly đã bị Hán Trung Ly phá trận. Cách phá trận đơn giản nhất là nhanh chóng tìm được mắt trận. Giống như cơ quan đã khởi động. Chỉ cần tìm được chốt mở là có thể cho dừng lại. Diệp Lâm từng theo vị sư phụ thứ 50 học đủ các loại trận pháp, muốn phá giải trận pháp trước mắt cũng không khó. Anh chỉ cần tốn một ít thời gian tìm kiếm mắt trận là có thể nhẹ nhàng phá giải rồi. Có điều, vào lúc này, ong, Quy Nhất Kiếm trên người Diệp Lâm dường như cảm nhận được áp lực và nguy hiểm quanh mình, đột nhiên có phản ứng, tiếng kiếm vang lên. Diệp Lâm sửng sốt. Cảm nhận được ý chí chiến đấu dâng trào trong Quy Nhất Kiếm, nó dường như muốn phá tan mê trận trước mắt, lao thẳng về phía quan tài. Muốn phá trận hả? Vậy lên đi. Ngoài tìm kiếm mắt trận ra thì vẫn còn một cách khác đơn giản bạo lực hơn để phá trận. Đó là dùng sức phá trận. Lấy cứng đối cứng, lấy bạo đối bạo. Không có trận pháp nào là không thể dùng một kiếm chém vỡ được. Nếu không thể chém vỡ được thì có nghĩa là chưa đủ thực lực. Vậy thì dùng thiên môn trận đi thử kiếm mới trong tay tôi đi. Diệp Lâm, một người, một kiếm, đối mặt với nghìn quân vạn ngựa lao tới, không hề sợ hãi. Vung kiếm lên đỡ đòn. Ầm ầm ầm. Tuy rằng nghìn quân vạn ngựa trước mắt chỉ là ảo giác, nhưng mà nó vẫn rất có cảm giác áp bách. Giống như một chiếc xe ngựa khổng lồ nghiền áp mọi thứ nơi nó đi qua. Tình thế trước mắt giống như lúc gặp Hạc Trắng khi mới vào cung điện ngầm. Có điều. Điểm khác nhau là lăn này một khi bị đánh trúng, thần hồn không chỉ bị đánh bay ra ngoài cơ thể, mà còn bị dẫm nát sạch sẽ. Đây sẽ là một trận đánh mang tính hủy diệt. Lúc này, một người đối đầu với vạn quân, trận chiến chạm vào là bùng nổ. Diệp Lâm cầm kiếm bằng hai tay, suy nghĩ hiện lên trong đầu. Kiếm trong tay lập tức kéo dài ra gấp mấy trăm lần. Mũi kiếm đâm thẳng lên phía trên vách đá bên cạnh. Một đợt va chạm mạnh mẽ khiến cho cả tòa cung điện ngầm lắc lư liên tục, lung lay sắp đổ. Ầm ầm ầm. Giây tiếp theo, Diệp Lâm vung thanh kiếm khổng lồ trong tay lên, giống như là cối xay xay nát mọi thứ ở toàn trường. Nơi nó đi qua, người ngã ngựa đổ. Có loại ảo giác tử thần vung lên lưỡi hái trong tay, thu hoạch vô số đầu người. Chỉ một chiêu thôi đã khiến cho cảnh tượng nghìn quân vạn ngựa hoàn toàn tan biến. Bên tai vang lên từng đợt tiếng gió. Vài ảo cảnh còn sót lại lướt qua, không còn bất cứ uy hiếp nào. Không hổ là thần binh được tạo nên từ hàng vạn, kiếm. Diệp Lâm cũng bị chấn động bởi uy lực của một kiếm vừa rồi. Cái loại khí phách quét ngang toàn trường, nghiền áp mọi thứ mang đến cho anh cảm giác vui sướng chưa từng có. Đánh đâu thẳng đó, không gì cắn nổi, giống như cắt rau hẹ, cắt một cái là một đống vậy. Diệp Lâm cảm thấy anh của bây giờ dù có phải đối mặt với tông sư thần cảnh thì cũng có nắm chắc chém chết trong một kiếm. Dẹt. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, không gian dường như bị xé rách ngay tại giây phút này. Diệp Lâm ngẩng đầu lên nhìn, một pho tượng đá khổng lồ trong cung điện ngầm lúc nãy đang vung rìu đá trong tay lên chém về phía mình. Đợt này chưa đánh xong thì đợt khác đã tới. Uy áp đến từ tượng đá khổng lồ trước mắt và uy lực đến từ chiếc rìu kia không kém gì tông sư thần cảnh. Đương nhiên, đây chính là hiệu quả khủng bố của trận pháp thiên cấp.
Trong trận pháp, mọi thứ đều được tăng mạnh, thiên biến vạn hóa, khó lòng đề phòng. Diệp Lâm không dám coi thường, vội vàng rút thanh kiếm lại rồi vung lên đỡ rìu. Keng! Rìu và kiếm va chạm với nhau, lập tức phát ra tiếng động lớn như tiếng sấm sét. Ầm ầm ầm! Toàn bộ cung điện ngầm lại chấn động lăn nữa, kiến trúc sụp đổ, bụi đất mịt mờ. Diệp Lâm cảm thấy mình lún xuống, mặt đất dưới chân thế mà lại bị một chiêu mới vừa rồi làm cho sụp xuống ba phần. Cho dù là Diệp Lâm dùng quy nhất kiếm đỡ đòn thì cũng khó khăn lầm mới có thế hòa. Ngay sau đó, Diệp Lâm lợi dụng ưu thế nhanh nhẹn của bản thân, nhanh chóng rút kiếm lại, lắc mình nhảy lên phía trước, đôi tay cầm. Ầm! Một tiếng vang lớn nổ ra. Giống như là ngọn núi sạt lở. Kiếm trong tay Diệp Lâm lập tức đâm xuyên qua ngực tượng đá. Giây tiếp theo, dưới sự đánh sâu vào của kiếm khí, tượng đá vỡ ra thành từng mảnh, giống như là tự bạo. Đá vụn tung tóe dày đặc giống như cơn mưa rào. Diệp Lâm dùng ánh vàng phòng ngự ngăn cản đá rơi chúng mình. Đến lúc này, một pho tượng đá khổng lồ đã bị Diệp Lâm giải quyết xong hoàn toàn. Anh không kịp nghĩ nhiều, bởi vì... ầm ầm, lại có thêm hai pho tượng đá khổng lồ đột ngột ngoi lên khỏi mặt đất. Giống như là hai vị thần giữ cửa chặn đường đi. Phía sau hai pho tượng đá khổng lồ kia lại có ảo. Giác nghìn quân vạn ngựa mênh mông cuồn cuộn lao đến. Tới nữa hả? Diệp Lâm vung kiếm lên đánh càng hăng. Đối mặt với sự tấn công cùng lúc của hai pho tượng đá khổng lồ và nghìn quân vạn ngựa đang lao đến, Diệp Lâm lợi dụng ưu thế nhanh nhẹn của mình, lên xuống qua lại. Đồng thời, anh còn lợi dụng sự thay đổi của quy nhất kiếm, lúc to lúc nhỏ. Mạnh mẽ mở ra một đường máu dưới sự vây đánh của tượng đá. Ầm ầm, Diệp Lâm đâm ra một kiếm, thân hình như rồng, hai pho tượng đá lập tức sụp đổ, nghìn quân vạn ngựa phía sau cũng tan thành mây khói. Sau đó Diệp Lâm rơi xuống đất, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thoáng qua một cái, hết pho tượng đá khổng lồ này đến pho tượng đá khổng lồ khác đột ngột ngoi lên khỏi mặt đất, giống như là chướng ngại vật, lại giống như dãy núi liên miên chặn hết con đường phía trước. Diệp Lâm lại vung kiếm lên đi về phía trước. Đánh theo cách cũ, sấm rền gió cuốn. Anh thừa thẳng song lên, chém liên tiếp 12 pho tượng đá. Thiên môn trận đã bị phá. Diệp Lâm rốt cuộc đi tới trước quan tài nắm ở cuối cung điện ngầm. Phì! Diệp Lâm cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi. Mức độ khó khăn trong trận chiến mới vừa rồi thậm chí còn vượt qua cả trận chiến với Lữ Đạo Hiên. May là sư phụ cho mình quy nhất kiếm, nếu không thì trận chiến ban nãy sẽ khó càng thêm khó. Sau đó, Diệp Lâm nhìn chiếc quan tài khổng lồ trước mắt, nảy sinh kính sợ từ tận đáy lòng. Trong quan tài, chứa một khối pháp thân của Lữ Tổ hả? Đắc tội rồi. Diệp Lâm thầm nói một câu xin lỗi, sau đó từ từ mở nắp quan tài ra. Lúc quan tài bị mở ra hoàn toàn, một luồng ánh xanh chói mắt đột nhiên phát ra từ bên trong quan tài. Diệp Lâm còn chưa kịp thấy rõ bên trong quan tài là gì thì đã thấy một bóng dáng bay vụt ra khỏi quan. Tài. Cao hơn 2 mét, dáng người thon gầy, mặt mày tuấn tú, người mặc áo xanh, đội mũ đạo sĩ, đai lưng màu đen, trường kiếm hơn 2 mét vờn quanh người. Diệp Lâm sửng sốt, có thể dễ dàng đoán được ảo ảnh là dáng vẻ lúc còn sống của Lữ Tổ. Ảo ảnh Lữ Tổ đứng lơ lửng trên quan tài nhìn một vòng xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt hờ hững dừng trên người sống Diệp Lâm. Diệp Lâm lần đầu nhìn thấy bản thân Lữ Tổ, tuy rằng chỉ là ảo ảnh, nhưng đã là pháp thân thì có lẽ vẫn còn sót một tia thần niệm của Lữ Tổ. Diệp Lâm đang do dự có nên đi lên chào hỏi một tiếng hay không. Có điều, vào lúc này, ảo ảnh Lữ Tổ căm kiếm đâm về phía Diệp Lâm. Người ngoài tộc, đi mau. Ong! Tuy rằng kiếm trong tay Lữ Tổ chỉ là ảo giác, nhưng mà thế kiếm vẫn rất nhanh nhẹn. Thật sự là thay đổi khôn lường, cực kỳ ảo diệu. Dù Diệp Lâm đã vô cùng tập trung và dùng hết thủ đoạn của mình thì cũng chỉ có thể khó khăn mà tránh né được một đòn chí mạng. Kết quả là trên cánh tay bị cắt ra một đường tạo nên miệng vết thương to cỡ lóng tay. Kiếm nhanh quá đi. Diệp Lâm giật nảy mình, đồng thời bị vết thương trên cánh tay làm cho hoảng sợ. Nếu lúc nãy mình không tập trung hết tinh thần thì chắc là hiện giờ mình đã bị một kiếm chém chết. Anh không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Lữ Tổ chém chúng một kiếm, cũng không rút kiếm lại, mà tiếp tục tấn công đồn dập hơn nữa. Ngay sau đó, kiếm khí tung hoành toàn trường, giống như mưa rền gió dữ về phía Diệp Lâm. Đợt sau mạnh hơn đợt trước, sóng này cao hơn sóng kia. Trong nhất thời, Diệp Lâm bị kiếm pháp tuyệt diệu kia trấn áp,
đồng thời rơi vào cục diện bị động. Đây là kiếm pháp gì vậy? Diệp Lâm từng ở trong tù học kiếm thuật của các đại môn phái, học hiểu rõ ràng từ thấp nhất đến cao nhất. Để đến bây giờ, so với kiếm pháp mà Lữ Tổ đang dùng thì giống như trời với đất, khiến Diệp Lâm cảm thấy hoa cả mắt. Đây là thiên độn kiếm pháp. Đối mặt với câu hỏi cho có của Diệp Lâm, ảo ảnh Lữ Tổ thế mà lai lên tiếng trả lời. Thiên độn kiếm pháp. Nghe vậy, Diệp Lâm lại giật mình. Anh chợt nhớ một vài tin đồn vẽ Lữ Tổ. Chẳng lẽ đây là bộ thiên độn kiếm pháp được Hỏa Long chân nhân truyền cho? Nghe đâu lúc Lữ Tổ đi chơi Lư Sơn, gặp được Hỏa Long chân nhân, được truyền cho thiên độn kiếm pháp. Kiếm pháp một cắt vô minh tham sân, hai cắt vô minh ái dục, ba cắt vô minh phiền não. Vì kiếm ý vô song nên còn được gọi là ý niệm kiếm, có thể dùng theo ý mình, chảm yêu trừ ma. Đúng vậy. Lần này, đối mặt với vấn đề của Diệp Lâm, ảo ảnh Lữ Tổ buột miệng trả lời như là đang tham gia một hỏi một đáp. Bộ kiếm pháp này chính là thiên độn kiếm pháp do Hỏa Long chân nhân truyền dạy. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, kiểm tâm bất khả tức, thần duyến vô vi kình, chính nghĩa tam xích kiếm, bính tà chú đế kinh, thúc chỉ linh tiêu điện, thập phương cộng quang minh, vân trọng thiên tương vũ, tranh nhĩ kiếm hữu thanh, hoàng hoàng thất tinh văn, chiếu diệu tam thiên binh. Ảo ảnh Lữ Tổ vừa múa kiếm vừa đọc kiếm quyết. Một chiêu một thức, rõ ràng đâu ra đấy. Diệp Lâm dựa vào kiếm quyết, đần đần hiểu được thế kiếm, lúc sau chiêu cũng có vẻ thành thạo hơn, không còn bị động mọi lúc nữa. Đồng thời, sau một đợt đánh qua lại, Diệp Lâm phát hiện tuy rằng ảo ảnh Lữ Tổ có một chút thần niệm, nhưng mà không nhiều lầm. Hơn nữa, thần niệm dường như được cài đặt sẵn, biết trả lời các loại vấn đề được đưa ra. Ví dụ như đủ loại thắc mắc về thiên độn kiếm thuật, Diệp Lâm hỏi là Lữ Tổ sẽ trả lời. Tôi hiểu rồi. Diệp Lâm lập tức hiểu ra. Trong pháp thân có chứa thần niệm là vì để ban ơn cho hậu nhân và truyền thụ kiếm pháp tương ứng. Vậy nên nó mới có thể đọc kiếm quyết và giải đáp các thắc mắc. Cùng lúc đó, nếu đối mặt với pháp thân là người ngoài tộc thì sẽ bị thiên độn kiếm pháp đánh chết. Chỉ là Diệp Lâm cao tay hơn, lúc đỡ đánh thiên độn kiếm pháp đã vô tình kích hoạt hình thức dạy học. Kết quả là Diệp Lâm không chút khách sáo, vừa đánh vừa học tập. Rất nhanh sau đó, nhờ có ảo ảnh Lữ Tổ nghiêm túc dạy dỗ, Diệp Lâm đã hiểu rõ và học được 8-9 phần 10 thiên độn kiếm pháp. Sau một lát luyện tập cho thành thạo, Diệp Lâm bắt đầu dùng thiên độn kiếm pháp đi đánh với thiên độn kiếm pháp của ảo ảnh Lữ Tổ. Cùng là một kiếm pháp, hai bên lại đánh ngang sức ngang tài, không phân rõ cao thấp. Có điều, Diệp Lâm vì có quy nhất kiếm linh hoạt thay đổi, thỉnh thoảng thẳng ảo ảnh Lữ Tổ vài. Kiếm tốt, kiếm pháp tốt. Diệp Lâm vì học xong hiểu được nên cứ cảm thán mãi về bộ kiếm pháp phi phàm tuyệt diệu kia. Nhưng mà lại có một vấn đề nữa. Diệp Lâm đã học xong thiên độn kiếm pháp rồi, nhưng vẫn không thể làm gì được ảo ảnh trước mắt. Ảo ảnh Lữ Tổ giống như là không khí có thể nhìn thấy được nhưng không chạm được. Quỷ dị nhất là kiếm thuật mà ảo ảnh đánh ra có thể làm cho Diệp Lâm bị thương. Nói cách khác, đối phương có thể làm Diệp Lâm bị thương, nhưng Diệp Lâm lại không thể làm đối phương bị thương. Cho dù Diệp Lâm có mạnh hơn đối phương thì cũng chẳng làm được gì. Diệp Lâm dốc sức đánh một lát, giống như là đấu trí đấu dũng với không khí, không thể làm gì được đối phương. Có hơi phiền phức rồi, Diệp Lâm cảm thấy có chút khó giải quyết. Có lẽ vì có pháp thân nên không thể nào phá được ảo ảnh. Nói đúng hơn là ảo ảnh Lữ Tổ cùng tồn tại với pháp thân. Trừ khi là phá bỏ pháp thân, mới có thể hoàn toàn phá được ảo ảnh trước mắt. Cứ tiếp tục đánh cũng không phải là cách. Bởi vì lực lượng của Diệp Lâm là có giới hạn, còn ảo ảnh trước mắt là vô cùng vô tận. Cần phải nghĩ cách giải quyết ảo ảnh mới được. Diệp Lâm thử đi lại gần quan tài. Lúc này, ảo ảnh Lữ Tổ lại lên tiếng, người ngoài tộc, đi mau. Đánh ra một kiếm, buộc Diệp Lâm lùi lại vài bước có ảo ảnh Lữ Tổ chặn đường, Diệp Lâm không thể nào đi lại gần quan tài được. Người ngoài tộc. Theo cách hiểu của Diệp Lâm thì chỉ có hậu nhân của Lữ Tổ là có thể bình an đến gần, không bị tấn công. Còn nếu là người ngoài đến đây, dù có thông qua thiên môn trận thì cũng sẽ bị Lữ Tổ tấn công, muốn đi lên phía trước cũng không được thì nói gì tới chuyện lấy pháp thân trong quan tài. Diệp Lâm thầm nghĩ, trừ khi là có thế thắng ảo ảnh Lữ Tổ về mặt kiếm thuật. Có điều, Diệp Lâm mới học thiên độn kiếm pháp, có thể đánh ngang sức ngang tài, cũng đã là thiên tài dong thiên tài rồi. Không thể nào đánh thắng ảo ảnh trong nhất thời được. Ai ra, nếu có hậu nhân Lữ Tổ đi chung với mình, thì có lẽ sẽ dễ dàng đi lên.
Lúc này, Diệp Lâm chợt nhớ đến Lữ Đạo Hiên, thầm nghĩ quan chủ Bạch Vân Quan cũng họ Lữ, chẳng lẽ ông ta là hậu nhân của Lữ Tổ? Người ngoài tộc, đi mau. Lúc Diệp Lâm đang suy nghĩ, một kiếm suýt đánh trúng gò má Diệp Lâm lướt qua. Giờ phút này, Diệp Lâm chợt nghĩ đến một khả năng. Lúc trước Lữ Đạo Hiên dốc hết sức lực đánh ra một chiêu giết mình, phần lớn lực lượng trong một chiêu ấy đều bị dao găm hút đi. Nếu mình thả một phần lực lượng ấy ra thì có khi nào sẽ làm cho ảo ảnh Lữ Tổ hiểu lầm rằng tộc nhân đang ở đây hay không? Nói đến cùng thì ảo ảnh không có linh trí, chắc là có thể lừa được. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm lập tức móc dao găm ra. Tiếc là dưới sự ăn mòn của lưỡng lực lượng kinh khủng kia, dao găm đã hóa đá. Nhưng mà bên trong vẫn còn lực lượng. Kiếm khí đến từ ảo giác Lữ Tổ lại buộc cho Diệp Lâm phải lùi thêm vài bước. Diệp Lâm đã bị buộc đến một góc đại điện. Sau đó, anh lắc mình lao lên phía trước, dùng thiên độn kiếm pháp đẩy ra một kiếm của ảo ảnh Lữ Tổ, rồi bay nhanh lên tới trước mặt ảo ảnh Lữ Tổ, trở tay dùng dao găm đã hóa đá đâm thẳng ra. Cùng lúc đó, kiếm trong tay Lữ Tổ cuốn theo bụi đất lao tới. Hai bên cùng ra chiêu, Diệp Lâm vì có thể đâm trúng đối phương nên chỉ có thể dùng chung một cách đỡ một kiếm của đối phương. Trong nhất thời, kiếm khí của Lữ Tổ đâm xuyên qua vai Diệp Lâm. Và dao găm trong tay Diệp Lâm cũng thành công, đâm vào bụng của ảo ảnh Lữ Tổ. Người ngoài tộc. Giờ phút này, Lữ Tổ rút kiếm lại, định nhanh chóng ra chiêu tiếp theo. Không xong rồi. Diệp Lâm phát hiện dao găm đâm vào ảo ảnh dường như không có phản ứng gì lớn. Lúc này hai người lại cách rất gần nhau. Lữ Tổ chỉ cần nhảy lên chém ra một kiếm là Diệp Lâm sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, dao găm hóa đá chợt vỡ ra, ánh sáng sắc bén lập tức xuyên qua ảo ảnh Lữ Tổ. Một kiếm chí mạng trong tay Lữ Tổ còn chưa kịp rơi xuống thì. Ngay sau đó, ảo ảnh trước mắt giống như ảo ảnh rong mơ đần tan biến khỏi tầm mắt Diệp Lâm. Ảo ảnh Lữ Tổ lập tức biến mất. Phì. Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là lại trúng một chiêu nữa rồi. Có điều may là Diệp Lâm đánh cuộc chính xác. Quả nhiên, khi dùng lực lượng của tộc Lữ Thị, đối phương liền tự động xếp Diệp Lâm vào người một nhà, mới có thể dừng tay. Dao găm tan đá rồi. Sau đó, Diệp Lâm ngạc nhiên phát hiện ra rằng dao găm vốn dĩ bị hóa đá đã khôi phục bình thường rồi. Hơn nữa, sau một chiêu thử thách lúc nãy, mức độ sắc bén của dao găm cũng tăng lên nhiều. Đang lúc gấp gáp, Diệp Lâm tạm thời cất dao găm. Sau khi giải quyết xong ảo ảnh Lữ Tổ, Diệp Lâm cuối cùng cũng có thể mang lòng kích động đi tới trước quan tài xem pháp thân của Lữ Tổ. Một người đàn ông nằm thẳng trong quan tài, thần thái ung dung giống như là đang ngủ. Vóc dáng cao gầy, mặt mày tuấn tú, một thân áo xanh, eo thắt lụa đen. Rõ ràng là giống hệt phiên bản ảo ảnh Lữ Tổ mà Diệp Lâm thấy lúc nãy. Có điều, pháp thân Lữ Tổ là thật sự, có thể chạm vào được. Diệp Lâm chạm nhẹ vào pháp thân lập, tức bùng nổ ánh sáng như ban ngày. Một luồng lực lượng không gì sánh kịp tràn ra khỏi quan tài, giống như nước sông lan tràn khắp nơi. Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Có người lẻn vào điện Lữ Tổ. Mau bao vây nơi này lại, không cho bất cứ ai ra ngoài. Những người còn lại đi theo tôi. Nghe vậy, Diệp Lâm giật mình, không ngờ đám người bên ngoài đã tỉnh rồi, lại còn đổ đồn đến bên ngoài đại điện nữa. Xem ra là lúc nãy anh bị ảo ảnh Lữ Tổ lôi kéo khá lâu. Đắc tội rồi. Sau đó, Diệp Lâm không lẽ mề nữa, lập tức rời pháp thân trong quan tài ra ngoài, rồi dùng bảo gương chiếu vào pháp thân, tạm thời cất pháp thân trong bảo gương. Chứ nếu để mình xách theo một thi thể đi ra ngoài thì nổi bật lắm. Làm xong mọi chuyện, Diệp Lâm lập tức chạy ra ngoài. Có điều, đường ra ngoài dường như chỉ có một. Nghe tiếng hò hét ở bên ngoài là biết có nhiều người rồi. Nếu anh muốn đi từ nơi đây thì thế nào cũng sẽ có một trận chiến ác liệt. Diệp Lâm khựng lại, thầm nghĩ, tôi trộm pháp thân Lữ Tổ của Bạch Vân Quan, chắc là sẽ bị Bạch Vân Quan, thậm chí là toàn bộ đạo môn coi là kẻ thù. Tuy rằng với thực lực hiện giờ của Diệp Lâm không sợ bất cứ thế lực nào, nhưng mà cứ nghĩ đến tương lai đám người kia sẽ giống như ruồi bọ bay quanh người anh, sẽ rất là ồn ào. Vậy nên, Diệp Lâm nghĩ tới một cách đẹp cho cả hai bên. Giấu thân phận của mình, làm cho bọn họ như ruồi nhặng không đầu, không tìm thấy mình. Sau đó, Diệp Lâm vuốt nhẹ trên mặt mình một cái, dịch dung thành dáng vẻ Diệp Côn Lôn. Vậy là mình sẽ dùng thân phận Diệp Côn Lôn thần bí đánh thẳng ra ngoài,
sau đó để mặc cho Bạch Vân Quan đi điều tra Diệp Côn Lôn. Diệp Côn Lôn. Diệp Lâm vừa mới dịch dung xong đã bị một người đang đi tới nói thẳng ra thân phận. Nghe vậy, Diệp Lâm giật nảy mình, thầm nghĩ đừng có nói là xui xéo vậy nha. Mình đã dịch dung rồi, sao có thể bị người ta nhìn một cái là nhận ra được. Vậy, là anh hả, Diệp Côn Lôn, sao anh lại ở đây? Diệp Lâm nghe nghe rồi cảm thấy giọng nói hơi quen tai. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy là Kim Lũ Y đang dẫn đội cận vệ Yến Kinh canh gác ngay cửa ra vào. Hai người còn chưa kịp nói chuyện thì bên ngoài lại có một đám người mặc đạo bào xông tới. Giờ phút này, cả trong lẫn ngoài Bạch Vân Quan đều bị bọn họ bao vây kín mít, rất nhiều cao thủ trong quan chuẩn bị đi vào cung điện ngăm bắt trộm. Kim đại nhân, có người chạy ra ngoài không vậy? Một ông cụ dẫn đầu hỏi. Kim Lũ Y nhìn thoáng qua Diệp Lâm rồi nhìn lại đám người Bạch Vân Quan, lắc đầu nói, không có. Sau đó, đám người Bạch Vân Quan nhìn thấy khuôn mặt lạ Diệp Lâm, không nhịn được lộ vẻ nghi ngờ. Kim đại nhân, cậu ta là ai vậy? Ông cụ lên tiếng chất vấn. Bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Lâm cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đánh nhau bất cứ lúc nào. Anh ta là người của đội cận vệ Yến Kinh chúng tôi, không ngờ Kim Lũ Y lại giấu thay Diệp Lâm. Vậy hả, ông cụ vẫn còn nghi ngờ, sao cậu ta ăn mặc không giống các cô vậy? Đội cận vệ Yến Kinh đều mặc giáp cầm đao, kể cả Kim Lũ Y cũng là mặc quan phục, trông khác với người thường. Anh ta mặc đồ thường, Kim Lũ Y lại nói, anh ta cùng hành động với chúng tôi. Thế hả, ông cụ vẫn còn một chút không tin tưởng. Có điều, thấy Diệp Lâm không mang theo thứ gì, lại thêm có người của đội cận vệ Yến Kinh bảo đảm, ông ta đành phải tạm thời bỏ qua. Được rồi, làm phiền Kim đại nhân canh giữ ở đây, còn đám đệ tử Bạch Vân Quan thì đi theo tôi xuống cung điện ngầm. Dứt lời, một đám đạo sĩ nối đuôi nhau đi vào trong cung điện ngầm. Rất nhanh sau đó, bên dưới truyền lên tiếng gào hét giận dữ. Không ổn rồi, pháp thân của lão tổ tông mất rồi. Đúng là gặp quỷ, tìm hết các nơi rồi mà vẫn không phát hiện tung tích ăn trộm. Mau tìm cho tôi, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra được tên ăn trộm kia cho tôi. Nghe thấy phía dưới ầm ĩ rối loạn, Kim Lũ Y giật mình nhìn về phía Diệp Côn Lôn trước mắt, không biết chuyện này có liên quan gì anh ta hay không. Kim đại nhân. Lúc này, ông cụ dẫn đầu đám người lúc nãy quay trở lại, hỏi, vừa rồi thật sự không có ai đi ra ngoài hả? Đối mặt với câu hỏi của ông ta, Kim Lũ Y hơi khựng lại rồi gật đầu nói, không có ai. Dứt lời, Kim Lũ Y nhìn thoáng qua Diệp Côn Lôn, thầm nói, ngoài anh ta ra. Ông cụ vò đầu buồn bực lẩm bẩm, lạ thật đấy, chỗ nào cũng tìm không thấy, chẳng lẽ tên trộm kia chui xuống đất bỏ trốn. Sau đó, ông ta nhìn về phía khuôn mặt xa lạ của Diệp Lâm với vẻ nghi ngờ, cảm giác cậu ta rất đáng nghi. Có điều nghĩ lại thì thấy không đúng, tên trộm pháp thân của lão tổ tông, không thể nào đi tay. Không được, nhìn lại Diệp Lâm, không xách theo thứ gì, thậm chí túi xách cũng không có. Chắc không phải là cậu ta. Ông cụ lắc lắc đầu, sau đó quay lại cung điện. Ngầm, chuẩn bị đi đào ba thước đất để tìm manh mối. Tôi đưa anh ra ngoài, thấy xung quanh không có người ngoài, Kim Lũ Y đưa Diệp Lâm ra khỏi điện lữ tổ. Vì sao muốn giấu thay tôi? Diệp Lâm tò mò hỏi. Bởi vì tôi tin rằng anh không phải là loại người đó, Kim Lũ Y nói bằng giọng điệu chắc chắn. Rốt cuộc thì Diệp Côn Lôn là nhân tài mà ngay cả cha nuôi mình cũng tán thành, muốn dẫn vào trong quân ngay trước mặt nhiều người. Vậy nên anh ta không thể là tên cướp trong miệng đám đạo nhân được. Có lẽ là anh ta chỉ trùng hợp xuất hiện ở đây thôi. Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười, thầm nghĩ, nếu mình đổi về dáng vẻ thật sự thì chắc là cô ta sẽ nói một cách khác nhỉ. Có điều hiện giờ Diệp Lâm không muốn cành mẹ để cành con. Trộm pháp thân chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, anh phải đi một nơi khác bí mật hơn nữa để chôn cất pháp thân theo yêu cầu của ông sở, tất nhiên là không rảnh ở đây lãng phí thời gian. Cảm ơn Diệp Lâm nói vài lời cảm ơn, tôi nợ cô một ân tình. Sau này cô có chỗ nào cần giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Sau khi thuận lợi thoát thân ra khỏi Bạch Vân Quan, Diệp Lâm đi thẳng xuống núi, đi về phía Bắc. Vì lần này là đi làm việc cho ông sở, nên Diệp Lâm không có báo với bất cứ kẻ nào, chỉ đi một mình thôi. Anh vừa đi được vài cây em thì đột nhiên gặp một đám kẻ thù, đúng là oan gia ngõ hẹp. Diệp Lâm. Bệnh thái tuế Hứa Tường, một trong tứ hổ nhà họ Hứa nhìn một cái là nhận ra Diệp Lâm. Sao anh lại ở đây? Anh,
rốt cuộc có đi võ đài Bạch Vân Quan không vậy? Bởi vì đã bị xóa những ký ức liên quan, cho nên một đám người nhà họ Hứa rất giật mình khi thấy Diệp Lâm ở đây. Lúc này, đám người nhà họ Hứa đỉnh ưng chỉ núi Trường Bạch cực kỳ chật vật. Đại đương gia Hứa Đại Mã bổng không hiểu vì sao lại chết. Con trai cả Khai Sơn Hổ Hứa Phúc cõng thi thể của cha, khó khăn mà bước đi. Những người còn lại đều có vẻ mất hồn mất vía, giống như là gà trống bại trận vậy. Điều khiến cho bọn họ buồn bực và giận dữ hơn là bọn họ thậm chí không biết hung thủ giết đại đương gia rốt cuộc là ai, dù có muốn báo thù cũng không thấy người. Anh, Hứa Tường thở hổn hển, Trừng Diệp Lâm lớn tiếng hỏi, cái chết của cha tôi. Có liên quan gì đến anh không hả? Hôm nay vốn dĩ là một trận đấu giữa Diệp Lâm và bảy thị cổ võ, kết quả nhà họ Hứa núi Trường Bạch bọn họ lại bị liên lụy, đại đương gia chết một cách không rõ ràng. Tuy rằng bọn họ không tin một kẻ không dám lộ mặt như Diệp Lâm là hung thủ giết chết đại đương gia, nhưng mà bọn họ gần như có thể khẳng định anh ta và hung thủ sau màn có liên quan đến nhau. Rốt cuộc có phải là mày làm không hả? Hứa Tường lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười, anh đoán thử xem. Tao đoán con mẹ mày. Thái độ của Diệp Lâm hoàn toàn chọc giận bệnh thái tuế Hứa Tường. Anh ta vốn đang nghẹn một bụng tức vì cái chết của cha, còn chưa có chỗ để xả giận, lúc này anh ta đổ đồn hết oán hận lên trên người Diệp Lâm. Dứt lời, Hứa Tường bước lên, định đánh Diệp Lâm. Để xả giận. Lão Tứ. Lúc này, con thứ lan lộ hổ Hứa Lộc của Hứa Đại Mã bổng kéo em trai Tư lại. Em còn chưa lành thương, cứ để anh làm chết thắng nhãi kia. Hứa Lộc là một người đàn ông vạm vỡ, vóc dáng cao to, có thể thấy được bóng dáng của Hứa Đại Mã bổng từ trên người anh ta. Anh ta là người có sức lực mạnh nhất trong tứ hổ nhà họ Hứa, cũng là người duy nhất có thể xách nổi cây gậy ngựa, đồng thời là đứa con mà Hứa Đại Mã bổng yêu thương nhất. Lúc Hứa Đại Mã bổng còn sống, ông ta từng có ý định để Hứa Lộc thừa kế vị trí của mình, ngồi trên vị trí đứng đầu đỉnh ưng trùy. Bây giờ cha chết rồi, Hứa Lộc xách theo cây gậy ngựa mà cha để lại đi lên. Ngay sau đó, cây gậy ngựa khổng lồ giống như một món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay trai dày của anh ta, phát ra một tiếng vang rất lớn. Giống như là gõ sơn chấn hổ, thanh thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhãi danh, rốt cuộc thì cái chết của cha tao có liên quan gì đến mày không? Hứa Lộc hung dữ hỏi, nếu mày có thể nói ra hung thủ sau màn là ai thì tao sẽ cho mày chết một cách thoải mái, dùng một gậy đập nát đầu là xong. Nếu không thì tao sẽ đánh gãy tứ chỉ mày từng chút một, để cho mày nếm đủ mọi đau đớn trên đời. Ở trong mắt Diệp Lâm, lời uy hiếp của Hứa Lộc mềm mại vô lực giống như làn gió. Cho dù là Hứa Đại Mã bổng còn sống, có thực lực một nửa thần cảnh thì mình cũng có thể một kiếm chém chết ông ta, nói một đám người ngay cả hóa cảnh cũng chưa tới. Nếu tôi nói cha anh chết trên tay tôi thì anh có tin hay không? Nhìn từ một mặt nào đó thì Hứa Đại Mã bổng đúng là chết trong tay Diệp Lâm. Hừ, chết đến nơi rồi mà còn dám ăn nói lung tung. Hứa Lộc múa may cây gậy ngựa trong tay, cho dù có phải là mày hay không thì hôm nay mày đều phải chôn cùng cho cha tao. Ong ong ong, ngay tại khoảnh khắc Hứa Lộc sắp ra tay. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng máy bay trực thăng. Đám người họ Hứa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thanh Môn nước ngoài bay vút qua phía trên đầu mình. Cùng lúc đó, vài tên cao thủ Thanh Môn trong máy bay trực thăng cũng thấy tình huống bên dưới. Ha ha, Phương Đông có câu, tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa lúc bị chúng ta bắt gặp rồi kìa. Đúng là đạp mòn giày sắt không tìm được, lúc nãy ở Bạch Vân Quan không bắt được thằng nhãi kia, bây giờ lại ở nửa đường bắt được. Làm chết thằng nhãi kia hả, tính thêm chúng tôi nữa. Đám cao thủ Thanh Môn quan sát bên dưới, thấy được Diệp Lâm thì rất là vui mừng, ai nấy đều sốt ruột đi xuống. Có điều, khi vừa nói xong, trong đầu bọn họ có một chút hỗn loạn, dường như là từng nói những lời kia rồi, và cả một màn trước mắt cũng quen quen nữa. Ba vị cao thủ Thanh Môn nhảy xuống máy bay trực thăng. Hóa ra là các bạn Thanh Môn nước ngoài. Hồ Điệp Mê thấy vậy thì vội vàng ôm quyền chào hỏi, chẳng lẽ các người cũng có thủ với thắng nhãi nữa hả? Đúng vậy. Ông cụ dẫn đầu từ từ gật đầu, thằng nhãi kia giết một vị đường chủ của Thanh Môn chúng tôi. Chúng tôi nhận lệnh đến đây để lấy cái mạng chó của cậu ta. Hồ Điệp Mê nghe vậy thì nảy sinh ý nghĩ hợp tác với Thanh Môn. Rốt cuộc thì hiện giờ đỉnh ưng trụy bọn họ đã mất đi một chiến lực mạnh là đại đương gia, sau này bọn họ ở núi Trường Bạch chắc chắn sẽ bị chèn ép. Nếu có thể nhân cơ hội này kết giao với Thanh Môn nước ngoài thì đỉnh ưng trụy bọn họ vẫn có thể đứng thắng người được.
Nếu mọi người đều có cùng một mục tiêu thì hôm nay chúng ta hãy cùng hợp tác làm chết thằng nhãi kia đi. Hồ Điệp Mê đề nghị. Dì ơi, Hứa Lộc có chút không vui khi để người ngoài xen vào. Anh ta cũng kế thừa luôn cả tính tình nóng nảy của cha mình, cứ gặp chuyện là đánh một gậy, chỉ là phải tự mình ra tay mới được. Hồ Điệp Mê vội vàng khuyên nhủ, lão nhị đừng vô lễ. Vài vị đây đều là cao thủ thanh môn, nếu cậu có thể hợp tác với bọn họ thì cậu sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Với lại hiện giờ, bọn họ cô nhỉ quả phụ, phải kính trọng thanh môn hơn một chút, không thể lơ là chút nào. Không dám, ông cụ cũng cực kỳ khách sáo, nếu cậu Hứa muốn tự mình ra tay thì cứ tự nhiên chỉ căn cuối cùng có thể giao cái đầu của thằng nhãi kia cho chúng tôi mang về bàn giao là được rồi. Nghe vậy, Hồ Điệp Mê cười nói, chuyện này có. Khó gì đâu, chờ lát nữa tôi sẽ bảo lão tứ chém thằng nhãi kia làm tám khối, các vị cứ chọn tự nhiên. Đến lúc ấy, các vị hãy mang thêm tay chân của cậu ta về, coi như là quà gặp mặt của đỉnh ưng chủy núi Trường Bạch chúng tôi gửi cho thanh môn nước ngoài. Hay lắm, bà Hứa rộng rãi, ông cụ phất tay một cái, đám người lùi ra sau vài bước, để lộ một mảnh đất trống để đánh nhau. Đúng lúc này, trên quốc lộ, vài chiếc thương vụ chạy đến rồi đỗ ở ven đường. Cửa xe mở ra, Hoàng Kim Bưu bước xuống xe, bên cạnh anh ta là Thạch Tiên Sinh tông sư hóa cảnh. Tôi bảo sao mà bên này náo nhiệt như vậy? Hóa ra là các vị mở một trận tỉ thí thứ hai ở đây hả? Ha ha, chợ đen Đông Hải chúng tôi không tới muộn đâu nhỉ? Thấy người đến là Hoàng Kim Bưu đại lão Đông Hải và quản lý chợ đen, mọi người sôi nổi ôm quyền chào hỏi. Cậu Bưu đến đúng lúc lắm, ông cụ Thanh Môn cười nói, chúng tôi đang định hợp tác với cổ võ giả núi Trường Bạch làm thịt thằng nhãi kia. Trùng hợp lắm, Hoàng Kim Bưu cười lạnh nói, chợ đen chúng tôi và cậu ta cũng không đội trời chung. Cậu ta xâm nhập Lê Viên ở Yến Kinh, không chỉ phá quán mà còn đoạt khá nhiều bảo bối của tôi. Nói đến đây, Hoàng Kim Bưu cười lạnh nhìn về phía Diệp Lâm, hỏi, đống bảo bối kia của tao đâu? Nếu mày ngoan ngoãn trả lại cho tao thì tao sẽ cho mày chết một cách thoải mái. Nếu không thì tao nhất định sẽ làm cho mày nếm đủ mọi loại tra tấn đau đớn, hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Thấy đại lão Hoàng Kim Bưu quản lý chợ đen Đông Hải cũng có thủ oán với Diệp Lâm, Hồ Điệp Mê cực kỳ vui mừng, bởi vì có thể nhân cơ hội này quen biết nhiều đại lão. Dù là thanh môn nước ngoài hay là chợ đen Đông Hải thì đều là thế lực hùng bá một phương. Hồ Điệp Mê mới vừa trở thành quả phụ, cô ta phải tính toán cho tương lai của mình. Mấy đứa con riêng nhà họ Hứa không hề đáng tin, đứa nào cũng có ý định với chức vị đỉnh chủ, bọn nó tuyệt đối sẽ không ủng hộ mình ngồi lên chức vị đỉnh chủ. Hồ Điệp Mê thấy Hoàng Kim Bưu cũng là kiêu hùng một phương. Cô ta nghĩ hay là nhân cơ hội thử tìm hiểu xem. Anh Bưu, không biết các anh làm mất bảo bối gì vậy? Hồ Điệp Mê cười đi tới bên cạnh Hoàng Kim Bưu, toàn thân đều tỏa ra hương thơm quyến rũ mời gọi, nếu anh muốn giữ người sống thì chúng ta tạm thời không giết chết cậu ta, để cậu ta còn một hơi. Hồ Điệp Mê vừa tới gần, Hoàng Kim Bưu liền giống như là uống thuốc, kích thích hormone toàn thân. Nhìn thân thể mềm mại và gợn sóng trước ngực Hồ Điệp Mê, anh ta điên cưỡng nuốt nước miếng, hận không thể làm cô ta ngay tại đây. Hoàng Kim Bưu giống như là quỷ đói sắc bị Hồ Điệp Mê dụ dỗ không còn biết gì nữa. Anh ta không nhịn được nhéo vài cái trên người Hồ Điệp Mê, khen, hay cho một cái đỉnh ưng chủy. Mấy cái thức rách nát mà tôi làm mất sao có thể so được với bảo bối trên người em. Hồ Điệp Mê cười quyến rũ hơn nữa, vậy hôm nào chúng ta cùng thưởng thức bảo bối trên người tôi nhé. Được được được, Hoàng Kim Bưu chỉ hận không thể lập tức dẫn Hồ Điệp Mê lên xe. Có điều, khi thấy ánh mắt tàn nhẫn của tứ hổ nhà họ Hứa, anh ta tạm thời bỏ qua suy nghĩ này. Lúc này, tứ hổ nhà họ Hứa thấy cái cảnh trước mắt thì tức giận đến mức tái xanh mặt. Cha bọn họ mới vừa chết là gì đã chủ động đi quyến rũ đàn ông bên ngoài ngay trước mặt bọn họ rồi. Thật là buồn cười. Yêu nữ, lăn qua một bên đi. Lúc này, Thạch Tiên Sinh bảo vệ Hoàng Kim Bưu bước lên đấy Hồ Điệp Mê ra xa vài bước. Xua tan mùi hương lạ lùng có thể khiến người ta mất hết tâm trí được tỏa ra từ trong người cô ta, khiến cho Hoàng Kim Bưu hơi bình tĩnh lại. Ây da, anh Bưu, người bên cạnh anh hung dữ quá đi. Hồ Điệp Mê bày ra dáng vẻ sợ hãi. Khụ khụ, Thạch Tiên Sinh, đừng vô lễ. Hoàng Kim Bưu cười rồi ôm quyền nói với đám người nhà họ Hứa, hôm nay chúng ta có chung một kẻ thù, vậy thì chúng ta chính là bạn bè, nhớ tính thêm phần tôi khi đối phó với thằng nhãi kia. Hồ Điệp Mê cười nói. Lão nhị nhà chúng tôi đang định lấy mạng thằng nhãi kia. Các vị cứ nhìn xem. Vậy thì làm phiền cậu hai. Hứa Hoàng Kim Bưu cười ôm quyền,
nếu có cần giúp đỡ, thì vị tông sư hóa cảnh là Thạch tiên sinh bên cạnh tôi có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hoàng Kim Bưu cố ý nhấn mạnh bốn chữ tông sư hóa cảnh, lập tức khiến cho tứ hổ nhà họ Hứa và cao thủ Thanh Môn đều thay đổi sắc mặt. Hứa Lộc hừ lạnh một tiếng, vung cây gậy ngựa lên, muốn xả hết cơn tức giận trong lòng lên trên người Diệp Lâm. Nhãi danh, hôm nay coi như mày xui xẻo rơi vào. Trong tay tao. Đi chết đi. Ở trong mắt đám người kia, Diệp Lâm chính là người chết, bọn họ muốn xử lý thế nào thì xử lý. Bọn họ đâu ngờ ở trong mắt Diệp Lâm, bọn họ chỉ như là con kiến, muốn giết là có thể giết ngay. Các người cùng lên đi. Đối mặt với một chiêu mạnh mẽ của Hứa Lộc, Diệp Lâm bình tĩnh nói, tôi còn có việc, không rảnh ở đây lâu. Mẹ nó, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Hứa Lộc nổi giận gào lên, vung cây gậy ngựa trong tay, để tao đập nát cái miệng thối tha của mày trước đất. Hứa Lộc vừa nói chuyện vừa nện cây gậy ngựa về phía gò má của Diệp Lâm. Một gậy nhanh như chớp, có được phong thái của cha mình. Mọi người xung quanh thấy vậy đều âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên là cha nào con nấy. Nếu nhắm mắt lại không nhìn thì còn tưởng rằng người đang đánh nhau là Hứa Đại Mã Bổng nữa đấy. Ba anh em nhà họ Hứa cũng rất chấn động với uy lực đến từ một gậy kia của lão nhị Hứa Lộc. Hiển nhiên thực lực của lão nhị đã là mạnh nhất trong đám anh em bọn họ. Một nửa hóa cảnh hả? Hồ Điệp mê nhíu mày, thầm nghĩ lão nhị mới tuổi này thôi mà đã bước vào một nửa hóa cảnh, chỉ căn thêm một thời gian nữa là đỉnh ưng chủy sẽ không còn chỗ đứng của mình nữa, mình phải nhanh chóng tính toán đường lui mới được. Thấy vậy, Diệp Lâm vẫn không chút hoang mang. Lúc cây gậy ngựa mang theo tiếng gió lao tới gò má Diệp Lâm, chỉ còn cách khoảng cách một quyền. Diệp Lâm cuối cùng cũng ra tay. Không ai thấy rõ thanh kiếm xuất hiện trong tay Diệp Lâm khi nào. Đến khi mọi người thấy thanh kiếm kia, thì nó đã vung lên chém đứt cây gậy ngựa khổng lồ thành hai khúc rồi. Và chỗ cổ họng Hứa Lộc dường như có một sợi chỉ đỏ quấn quanh. Một giây sau, anh ta đầu mình hai nơi. Gậy gãy. Người chết. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức rơi vào trong yên tĩnh. Không một ai ngờ rằng trận chiến kết thúc nhanh như vậy. Và kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Anh hai. Lão Tam Hứa Chân và lão Tứ Hứa Tường run rẩy đi lại bên cạnh nhị ca đỡ đầu anh ta lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó tin. Chết rồi, lão nhị chết thật rồi. Ngay cả lão đại Hứa Phúc cũng không nhịn được lộ vẻ sợ hãi. Hít hà. Ngay cả đám cao thủ Thanh Môn và Chợ Đen đều sửng sốt, hít hà một hơi. Bọn họ thậm chí chưa thấy rõ Diệp Lâm ra tay như thế nào, thì một vị cao thủ một nửa hóa cảnh đã đầu mình hai nơi rồi. Sốt cuộc là sao vậy? Đây là giả hả? Thạch tiên sinh, thằng nhãi kia sao vậy? Giờ phút này, Hoàng Kim Bưu nhìn thấy một màn khó ngờ trước mắt thì giật nảy mình nói không nên lời. Vốn tưởng rằng đây là một trận đấu nghiêng về một phía, kết quả đúng là nghiêng về một phía. Nhưng mà là nghiêng về phía Diệp Lâm. Tông sư hóa cảnh, Thạch tiên sinh nhíu mày, thật ra thì ông ta cũng không thấy rõ thực lực của đối phương. Có điều, có thể đánh gục một nửa hóa cảnh trong chớp mắt thì chắc chắn là tông sư hóa cảnh. Trong nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt bất ngờ. Thật sự không dám tưởng tượng là một người trẻ tuổi lại có được thực lực khủng bố như thế. Thảo nào anh ta dám tiếp khiêu chiến của bảy thị cổ võ. Nhãi danh. Mày giấu kỹ dữ ha. Hồ Điệp Mê vừa tức giận vừa bất ngờ. Nhà họ Hứa đi một chuyến Bạch Vân Quan, có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ có đại đương gia chết không rõ ràng, mà còn mất thêm một hổ nhà họ Hứa nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế thì đỉnh ưng chủy nhà bọn họ cũng xong rồi. Mày dám giết anh hai của tao hả? Tao liều mạng với mày. Lão Tam Hứa Chân trợn tròn mắt muốn đi lên đánh Diệp Lâm. Nhưng lại thấy mình không phải là đối thủ nên không dám tùy tiện ra tay. Anh ta nhìn về phía anh cả Hứa Phúc cũng đang do dự. Các vị Thanh Môn và Chợ Đen, xin hãy giúp nhà họ Hứa chúng tôi một tay. Lúc này, Hồ Điệp Mê vội vàng xin giúp đỡ. Nếu đại đương gia còn sống thì có thể dễ dàng đánh với hóa cảnh, chỉ là bây giờ không có đại đương gia nên có chút khó khăn. Thắng nhãi kia là tông sư hóa cảnh hả? Vậy thì chúng ta càng phải cùng nhau hợp tác giết cậu ta. Cao thủ Thanh Môn hiểu được sự nguy hiểm của người trước mắt. Nếu cứ để mặc cho Diệp Lâm phát triển thì Diệp Lâm sẽ trở thành mối họa lớn của Thanh Môn bọn họ. Thạch tiên sinh, ông cũng là hóa cảnh, ông mau giết thẳng nhãi kia đi. Hoàng Kim Bưu vội vàng dục. Ừ, Thạch tiên sinh bước lên phía trước, định ra tay đánh chết Diệp Lâm. Mọi người cùng nhau lên đi.
Hồ Điệp Mê phả ra một ngụm khói về phía Diệp Lâm, sau đó nhẹ nhàng phất quạt về phía Diệp Lâm rồi dẫn đầu tấn công. Trong nhất thời, Tam Hổ nhà họ Hứa, ba đại cao thủ Thanh Môn và Thạch Tiên Sinh Chợ Đen cùng nhau ra chiêu về phía Diệp Lâm. Thấy vậy, Diệp Lâm vẫn cứ đứng chắp tay, không một chút hoảng hốt. Ở trong mắt anh, dù là thế công vừa rồi của Hứa Lộc hay là một chiêu hợp lực của đám người kia thì đều không có gì khác nhau. Bất cứ một thế công nào dưới thần cảnh cũng là mưa bụi ở trong mắt Diệp Lâm. Nhãi danh, đi chết đi. Thạch Tiên Sinh dẫn đầu dùng thế như sấm sét đánh về phía trước mặt Diệp Lâm. Thấy Diệp Lâm không tránh không né, trong lòng ông ta lập tức vui mừng, cho rằng mình thẳng chắc rồi. Kết quả là lúc tưởng chừng như sắp đánh trúng Diệp Lâm rồi, thì lại thấy quanh thân Diệp Lâm bùng nổ ánh vàng rực rỡ lóa mắt. Còn một quyền của ông ta thì như đấm vào mặt tường kín kẽ, không thể làm cho Diệp Lâm bị thương. Dù chỉ là một chút. Sao lại vậy chứ? Thạch Tiên Sinh giật nảy mình. Cùng lúc đó, thế công của những người khác cũng đã tới. Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên. Mọi người ngạc nhiên phát hiện rằng một chiêu hợp lực của bọn họ thế mà lại không thể chạm vào đối phương một chút nào. Chấn động. Sợ hãi. Sợ hãi đột nhiên dâng cao. Lúc bọn họ rốt cuộc nhận ra được rằng thực lực của người trước mắt khủng bố hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ muốn thu tay chạy trốn. Muộn rồi. Ánh sáng sắc bén trong tay Diệp Lâm chợt lóe lên. Quy nhất kiếm giống như lưỡi hái tử thần gặt hết đầu người. Thạch Tiên Sinh đứng ở khoảng cách gần nhất, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra là đã bị chém rồi. Sau đó, Tam Hổ nhà họ Hứa cũng liên tục ngã xuống. Ba đại cao thú của Thanh Môn bị một kiếm đâm xuyên tim. Ông cụ kéo đến cuối cùng khó khăn lắm mới tránh đi điểm yếu, nhưng cũng bị thương nặng ngã xuống. Cuối cùng, Hồ Điệp Mê hoảng sợ nhìn thanh kiếm khổng lồ đang bay về phía mình, cả người cứng đờ tại chỗ. Mày rốt cuộc là ai hả? Cô ta không thể nào tưởng tượng ra được thực lực của người trước mắt nữa. Thậm chí cô ta còn nảy sinh một suy đoán lớn gan khiến bản thân cô ta phải sợ hãi, chẳng lẽ người giết đại đương gia là cậu ta? Và một trận ác chiến trong Bạch Vân Quan cũng là việc làm cậu ta. Phụt! Các suy nghĩ miên man của Hồ Điệp Mê đột nhiên im bặt. Một kiếm. Diệp Lâm chỉ chém ra một kiếm. Nhà họ Hứa núi Trường Bạch, Thanh Môn nước ngoài, Chợ Đen Đông Hải. Bảy chết một bị thương nặng. Còn nhà họ Hứa thì đã bị tiêu diệt sạch sẽ, cả nhà không một người sống sót. Giờ phút này, hiện trường chỉ còn lại đại lão Chợ Đen là Hoàng Kim Bưu và ông cụ Thanh Môn bị thương nặng. Diệp Lâm thu kiếm, đi về phía Hoàng Kim Bưu. Đừng qua đây. Hoàng Kim Bưu sợ tới mức chân tay mềm nhũn, ngồi bệt xuống mất đất, nước tiểu chảy ra, anh đừng tới đây. Hoàng Kim Bưu sắp bị Diệp Lâm dọa chết rồi. Ngay cả tông sư hóa cảnh như Thạch Tiên Sinh cũng bị đối phương một kiếm đánh chết. Một đối thủ khủng bố như thế đã là sự tồn tại mà không phải anh ta có thể tưởng tượng nữa rồi. Có điều, Diệp Lâm không định lấy mạng của anh ta, bởi vì còn cần phải dùng anh ta. Chợ Đen là của anh hả? Diệp Lâm hỏi. Đúng vậy, Hoàng Kim Bưu gật đầu rồi cuống quýt lắc đầu, không. Không phải. Chợ Đen, sau này đều là của anh. Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười. Thầm nghĩ, thằng này cũng biết điều đấy chứ. Sau này tôi cần một lượng lớn thiên tài địa bảo để luyện dược, anh có thể thỏa mãn nhu cầu của tôi không? Hoàng Kim Bưu gật đầu liên tục, được, anh muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, nhất định có thể làm anh vừa lòng. Diệp Lâm viết một phần danh sách giao cho Hoàng Kim Bưu, sau này mỗi tháng đều chuẩn bị sẵn dược liệu trên danh sách, gửi đến Cao Ốc Long Môn tại Yến Kinh cho tôi. Hoàng Kim Bưu xem thử, danh sách có rất nhiều dược liệu. Có cả dược liệu mà anh ta không đọc được tên, nói gì đến việc từng thấy hoặc là có tồn tại, dù vậy thì anh ta vẫn gật đầu. Lúc này vì giữ mạng, đừng nói là thiên tài địa bảo, dù là Diệp Lâm có muốn quả nhân sâm hay quả bàn đào thì anh ta cũng sẽ đồng ý. Nhớ rõ là đừng gì cho. Diệp Lâm cảnh cáo, lần này tôi có thể thả anh đi thì lần sau tôi cũng có thể lấy mạng của anh bất cứ lúc nào. Trong tháng này phải có đợt dược liệu đầu tiên, nếu không thấy thì tôi sẽ tự mình đi Đông Hải tìm anh. Hoàng Kim Bưu gật đầu liên tục, tôi chắc chắn sẽ gửi đủ và gửi đúng thời gian. Cút đi, Diệp Lâm phất tay. Hoàng Kim Bưu như được đại xá, vừa gật đầu nói cảm ơn vừa chạy vắt giò lên cổ. Sau đó, Diệp Lâm rời ánh mắt lên người ông cụ Thanh Môn bị thương nặng nằm dưới đất. Nếu cậu có thể tha cho tôi thì ân oán giữa Thanh Môn và cậu xem như thanh toán xong, sau này Thanh Môn tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa. Ông cụ mở miệng xin tha.
Ha ha, Diệp Lâm không chút để ý mà cười nói, ông cho rằng tôi sợ Thanh Môn các ông gây phiền phức cho mình hả? Nghe vậy, ông cụ im lặng, thầm nghĩ, đúng rồi, cậu ta có thực lực rất khủng bố, dù có cho bọn họ thêm 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám đến nữa. Toàn bộ Thanh Môn, chắc là chỉ có 3 vị đứng đầu tự mình ra tay mới có thể đánh lại cậu ta. Vậy cậu muốn cái gì? Ông cụ nói, có thể cho ôi xem thử danh sách không? Thanh Môn chúng tôi cũng có thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu nào của cậu. Diệp Lâm nói, tôi không cần Thanh Môn các ông chuẩn bị mấy thứ kia. Tôi chỉ cần Thanh Môn các ông chuẩn bị một thứ khác cho tôi là được. Là cái gì? Ông cụ đồng ý ngay lập tức, dù là thứ gì thì Thanh Môn chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức lực chuẩn bị cho cậu. Quyền lực, Diệp Lâm nói. Cái gì? Ông cụ sửng sốt, dường như không hiểu ý của Diệp Lâm. Tôi muốn quyền lực trong Thanh Môn các ông. Diệp Lâm lặp lại lần nữa. Nghe vậy, ông ta như bị sét đánh ngang tai, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Để mạng lại cho ông là vì muốn ông truyền lời thay tôi, Diệp Lâm nói, tôi cho Thanh Môn nước ngoài các ông hai lựa chọn. Một là giải tán, hai là sáp nhập Long Môn. Cái gì? Nghe vậy, ông cụ giật nảy mình, cả buổi không nói nên lời. Cho các ông nửa tháng để suy nghĩ. Diệp Lâm gửi lời nhắn cuối cùng, nửa tháng sau. Lúc các ông ở nước ngoài nghe thấy tin tức tôi trở thành chiến thần Ung Châu, cũng là lúc tôi dẫn quân san bằng Thanh Môn. Nghe vậy, ông cụ nghẹn thở, cả người ngây như phỗng. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng thứ mà Diệp Lâm muốn là toàn bộ Thanh Môn. Mong muốn rất lớn. Dã tâm cũng rất lớn. Lúc trở thành chiến thần Ung Châu cũng là lúc san bằng Thanh Môn. Ông cụ luống cuống, ông ta cần phải tồn tại trở về để nhanh chóng báo tin cho tầng lớp quản lý Thanh Môn chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, dưới một gốc cổ thụ xa xa, hai ông cháu đều rất sốc khi tận mắt nhìn thấy một trận chiến vừa ra chiêu là chết người. Ông ơi, chúng ta có cần đi ra ngoài giúp đỡ hay không? Đứa cháu lên tiếng hỏi. Rốt cuộc thì đám cổ võ giá và cả nhà họ Hứa đều sắp bị giết sạch sẽ rồi. Giúp cái rắm, Thiên Cơ Tử nhỏ giọng mắng, cháu không muốn sống nữa hả? Cháu biết thằng nhãi kia khủng bố cỡ nào không? Một trận chiến tại Bạch Vân Quan. Thiên Cơ Tử dựa vào giả chết mới thoát được một kiếp. Có thể nói ông ta là người xem duy nhất giữ lại được toàn bộ ký ức ngoài đạo trưởng thiên cực của Võ Đang và tàng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn. Thấy ba nhà chủ động tìm chết, Thiên Cơ Tử cũng chẳng có cách nào. Các người định đứng đó xem diễn bao lâu nữa? Hành tung của hai người tất nhiên cũng không tránh được pháp nhãn và cảm giác của Diệp Lâm, ra đây. Ha ha, Thiên Cơ Tử cười cười, chủ động ôm quyền chào hỏi, tôi là Thiên Cơ Tử, phó môn chủ của môn bạc. Năm môn cổ võ hả? Diệp Lâm tất nhiên là còn nhớ rõ hai người họ. Tuy rằng môn bạc không có tham gia đấu trên võ đài, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là cổ võ giả. Các ông lén lén lút lút làm gì vậy? Diệp Lâm hỏi, muốn đánh nhau với tôi hả? Không dám, Thiên Cơ Tử vội vàng nói, tuy rằng chúng tôi là cổ võ giả, nhưng mà chúng tôi không thù không oán, cũng không ý xấu với cậu, xin cậu đừng hiểu lầm. Thấy hai người họ đúng là không ý xấu, Diệp Lâm gật đầu nói. Tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Cậu Diệp, xin dừng bước. Lúc này, Thiên Cơ Tử lại cười nói, tôi sở trường bói toán, nhưng lại không thể tính ra được quỹ đạo vận mệnh của cậu, thật sự có chút tò mò. Cậu có thể phối hợp với tôi, để tôi đoán cho cậu một quẻ hay không? Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười. Tính không ra là đúng rồi. Bởi vì vị sư phụ thứ 22 của Diệp Lâm chính là thần tướng. Ông ta có thể biết trước 500 năm. Biết sau 500 năm, có khả năng nhìn trộm thiên cơ, thay đổi vận mệnh. Vận mệnh và tương lai của Diệp Lâm đã bị sư phụ giấu đi, không có kẻ nào có thể nhìn trộm được. Bởi vì không nhìn trộm được, không bắt giữ được, cho nên kẻ xấu sẽ không thể thay đổi được. Đây cũng là một loại bảo vệ. Ừ, ông cứ tính đi. Diệp Lâm không chút để ý mà cười nói. Anh muốn nhìn xem rốt cuộc là sư phụ thần tướng của mình lợi hại hay là Thiên Cơ Tử lợi hại hơn một bậc. Thấy Diệp Lâm phối hợp, Thiên Cơ Tử cực kỳ vui mừng. Những năm qua, ông ta đã từng bói toán cho vô số người hoặc chuyện, gần như là liệu sự như thần, tính không bỏ sót. Chỉ có một mình Diệp Lâm là nhìn không thấu, tinh không ra tương lai, khiến cho Thiên Cơ Tử phải vò đầu bứt tai, vô cùng tò mò. Sau đó, Thiên Cơ Tử dùng hết thủ đoạn của mình, suy tính vận mệnh của Diệp Lâm từ đủ mọi góc độ. Kết quả giống như sương mù xem hoa, không xem ra được một chút nội dung thực tế nào. Lạ quá đi. Thiên Cơ Tử sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, liên tục lên tiếng cảm thán.
Trong toàn bộ kiếp sống nghề nghiệp của mình, ông ta chưa từng gặp loại tình huống quỷ dị thế này. Thiên Cơ Tử nhìn cậu trai trẻ trước mắt bằng ánh mắt khó tin, thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhãi này là thần? Hoặc là một sự tồn tại mà phàm nhân không thể chạm đến? Xem ra, chỉ có thể dùng cách kia thôi. Thiên Cơ Tử dường như đã ra một quyết định gì đó, hít sâu một hơi, định thử một lần. Cháu trai thấy vậy, lập tức nghĩ đến gì đó, vội vàng ngăn cản, ông ơi! Chẳng lẽ ông định đừng mà? Chỉ là Thiên Cơ Tử đã quyết định rồi, không ai có thể khuyên nhủ được. Cả đời tôi chỉ mới mở thiên nhãn có 3 lần, lần nào cũng là bất đắc dĩ mới làm. Nhưng mà hôm nay, tôi sẽ phá lệ một lần, dùng thiên nhãn trên người cậu. Bởi vì nếu tôi không làm rõ được bí mật trên người cậu, thì chắc là sau này tôi sẽ không ngủ ngon được nữa. Người ta nói buổi sáng nghe đạo, buổi chiều có chết cũng không hối tiếc. Diệp Lâm giống như là một vấn đề khó giải trong kiếp sống nghề nghiệp của Thiên Cơ Tử, không biết rõ ràng là sẽ không bỏ qua. Cho dù phải dùng tới thiên nhãn rồi bị giảm thọ thì cũng không tiếc. Ông ơi, mỗi một lần dùng thiên nhãn là sẽ bị giảm thọ ít nhất 1 năm, cháu trai lo lắng, ông đã từng tuổi này rồi. Ha ha, đúng là vì ông đã từng tuổi này rồi, sống đủ rồi, nên muốn theo đuổi cao hơn nữa. Dứt lời, Thiên Cơ Tử nhìn về phía Diệp Lâm, cảm giác Diệp Lâm như là một ngọn núi cao tràn đầy tính khiêu chiến không thể vượt qua được. Cháu trai lại nói, vậy ông viết di chúc chưa? Ông đừng đi quá đột nhiên, lúc về trong môn sẽ loạn mất. Nghe vậy, Thiên Cơ Tử suýt nữa bị lời nói của cháu trai ruột chọc cho ngất xíu. Ông chỉ bói toán thôi, có phải đi tìm chết đâu mà viết di chúc cái gì? Thiên Cơ Tử răn dạy cháu trai một hơi. Cháu trai cực kỳ ấm ức, cháu chỉ là sợ ông xảy ra ngoài ý muốn thôi mà. Thiên nhãn. Diệp Lâm cười nói, ừ, cứ xem đi thôi. Sau đó, Thiên Cơ Tử tập trung tâm thần, không hề bị bên ngoài ảnh hưởng. Hôm nay tôi sẽ mở thiên nhãn nhìn trộn vận mệnh của cậu. Trong 5 thuật của huyền môn, bạc thuật cao nhất trong môn bạc nhà họ là mở thiên nhãn, có thể nhìn trộm quá khứ và tương của một người, thậm chí còn có thể thay đổi bánh xe vận mệnh. Có điều, mỗi lần dùng thiên nhãn nhìn trộm đều trời, nên sẽ bị giảm tuổi thọ. Thiên Cơ Tử lẩm bẩm, đôi tay đặt giữa mày, nhẹ nhàng lướt qua một cái. Ngay sau đó, trên trán ông ta chợt lóe ánh vàng, giống như là thật sự mở ra con mắt thứ 3 có thể nhìn trộm vận mệnh. Ánh vàng chiếu lên gò má Diệp Lâm, tiếp theo là chiếu lên toàn thân Diệp Lâm. Sau đó, ở phía sau Diệp Lâm có một cuộn ánh vàng trải dài, giống như lật mở một bức tranh vận mệnh, khiến người ta phải ngước nhìn. Thiên Cơ Tử tập trung nhìn kỹ phía sau Diệp Lâm. Quỹ đạo vận mệnh vốn dĩ nên xuất hiện, bày ra hết mọi thứ như là cưỡi ngựa xem hoa. Vậy mà lúc này, mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp màu thần bí khiến người ta không thể nhìn trộm. Thiên Cơ Tử giật mình, không ngờ đã dùng tới thiên nhãn rồi mà vẫn không thể nhìn trộm được. Dù vậy, ông ta cũng không hết hy vọng, đã làm tới một bước này rồi, thôi thì dứt khoát tự tay vén màn bí mật vậy. Thiên nhãn mở ra, ngoài có thể nhìn trộm thì còn có thể tự tay vén màn vận mệnh. Nói là dùng tay chứ thực tế thì vẫn dùng thiên nhãn đi vạch lớp khăn che thần bí kia ra, giống như là dùng ý niệm để khống chế vật thể vậy. Có điều, khoảnh khắc Thiên Cơ Tử sắp chạm vào ánh vàng sau lưng Diệp Lâm. A! À, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Thiên Cơ Tử giống như là bị điện giật mà bụng gò má lại, ngã ra phía sau. Ông ơi! Cháu trai vội vàng lại đỡ ông ta, mới miễn cưỡng không để ông ta ngã xuống đất. Thiên Cơ Tử thở hổn hển. Cả buổi cũng chưa hồi hồn lại. Lúc này, trên trần ông ta có một vết máu. Khi nhìn về phía Diệp Lâm, trong mắt ông ta tràn đầy sợ hãi. Bởi vì lúc nãy có trong khoảnh khắc chạm đến vận mệnh của Diệp Lâm, thiên nhãn của ông ta giống như là nhìn thẳng vào mặt trời, chói mắt đến mức không nhìn thấy gì được nữa. Và thiên nhãn của ông ta cũng theo đó mà bị mù. Khó, khó, khó. Thiên Cơ Tử thở dài một tiếng. Không ngờ rằng Thiên Cơ Thần bói tôi. Bói toán cả đời, cuối cùng lại tính toán cho mình thành thiên nhãn mù. Quả nhiên tò mò hại chết mèo, người xưa không lừa tôi. Trong nghề còn có một câu nói, thầy bói không xem cho vua, xem cho vua thì mệnh không dài. Nghĩ đến vừa rồi, khi chạm vào vận mệnh của Diệp Lâm, Thiên Cơ Tử không khỏi toàn thân run lên. Có thể tưởng tượng, số phận của người trước mắt lại bí ẩn khó đoán đến mức không một người bình thường nào có thể dòm ngó được. Chàng trai trẻ, số mệnh của cậu. Thứ lỗi cho tôi mắt kém, thật sự khó nhìn ra một hêu. Thiên Cơ Tử nhận thua nói. Ha ha, ông lão, thừa nhận rồi.
Diệp Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra vẫn là vị thần tướng sư phụ của mình tốt hơn. Anh bạn trẻ, trước khi tạm biệt, cậu hãy lưu lại thêm một chữ đi. Thiên Cơ Tử cuối cùng yêu cầu nói, tôi giúp cậu bói chữ một chú. Bói chữ cũng là một phương pháp bói toán. Nó có thể đo lường xu hướng số phận ngắn hạn và có tác dụng phụ trợ, nhưng nó không mang tính quyết định, hơn nữa cũng không chính xác lắm. Thiên Cơ Tử nghĩ rằng nếu thiên nhãn của mình đã mù và không thể nhìn thấu vận mệnh tương lai người này, chỉ bằng tính toán xem vận mệnh ngắn hạn của anh ta thế nào, cũng không uống với hư danh thần bói thiên cơ của mình. Được thôi, Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp, dùng kiếm trong tay vẽ một đường ngang trên mặt đất, vậy thì đo chữ nhất này đi. Thiên Cơ Tử nhìn kỹ hơn, không khỏi thốt lên kinh ngạc, chữ nhất này viết hay quát nhìn có vẻ như một nét vẽ bất cần, nhưng lại tao nhã, tự do và khác lại. Người xưa có câu, khởi đầu vi sơ, đạo lập từ nhất. Tạo nên trời đất, hóa thành vạn vật. Sự khởi đầu của con số cũng là sự tối thượng của vạn vật. Trời có nhất để sáng, đất có nhất để ổn định, thần có nhất để linh, cốc có nhất để đủ đầy, vạn vật có nhất để sinh sôi, hầu vương có nhất để chính thiên hạ. Cho nên người đi cũng vậy. Nói đến đây, Thiên Cơ Tử lại dùng ánh mắt kính sợ nhìn Diệp Lâm. Anh bạn trẻ dùng kiếm làm bút, đúng là kiếm chỉ đệ nhất. Bất kể cậu làm gì trong tương lai gần, đều sẽ thuận buồm xuôi gió và xuất sắc. Nghe vậy, Diệp Lâm chắp tay cười nói, đa tạ những lời tốt đẹp của lão tiên sinh, tạm biệt. Nói xong, Diệp Lâm tạm biệt hai ông cháu Thiên Cơ Tử. Nhìn bóng lưng của Diệp Lâm, cháu trai của Thiên Cơ Tử rất khó hiểu. Ông nội, cho dù vận mệnh của người này khó đoán, thì cũng bỏ đi. Nhưng cuối cùng ông cũng không cần phải tâng bốc anh ta chứ. Anh ta chỉ tùy tiện viết một chữ nhất thôi, có huyền bí như ông nói không? Còn cái gì mà ự khởi đầu của con số cũng là sự tối thượng của vạn vật. Vừa nói, người cháu vừa dùng ngón chân vẽ một nét trên mặt đất, vậy cháu cũng viết một chữ nhất, có phải tương lai cũng thuận buồm xuôi gió, tốt đẹp không? Lúc này, trên mặt đất xuất hiện hai chữ nhất. Thiên Cơ Tử nói, cháu thì hiểu cái gì? Cùng người không cùng mệnh, cùng một chữ thì sao? Hơn nữa, chữ nhất của người ta là vô tâm mà. Viết, còn chữ nhất của cháu là cố ý, làm sao có thể khái quát hóa được. Vừa nói, Thiên Cơ Tử bắt đầu giải chữ của cháu trai, nhưng chữ nhất này của cháu, đúng là cũng có chỗ đạt được. Như nào ạ, cháu trai đột nhiên trở nên hưng phấn. Thiên Cơ Tử nói, chữ nhất của Diệp Lâm là lấy kiếm làm bút, chinh phục trời đất. Còn cháu dùng chân thay bút, theo từng bước, theo sát phía sau. Khi nói, Thiên Cơ Tử cũng đưa tay ra và nối hai chữ nhất trên mặt đất bằng cách thêm một nét nữa ở giữa. Nó dường như đã trở thành sợi dây dài của số phận, vào lúc này, gần chặt với nhau. Nếu như có thể theo sát phía sau, đi theo người này, tương lai có lẽ có thể bay vọt lên trời. Sau khi chia tay ông cháu Thiên Cơ Tử, Diệp Lâm đi về phía Bắc, theo tin tức ký ức mà lão Sở đã để lại sâu trong đầu mình, cuối cùng đến một vùng đất hoang vu. Lúc này trời đã tối hắn. Xung quanh hoàn toàn im lặng, đến một bóng quỷ cũng không có. Có lẽ chính là ở đây rồi. Diệp Lâm đến gần, kinh ngạc phát hiện gần đó có một nghĩa địa với đủ loại mộ không đầu ngốn ngang. Diệp Lâm đi lòng vòng ở đây, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống. Anh bước ra và tạo ra một cái hố sâu. Rồi từ trong lãnh thổ, pháp thân lộ ra và chôn vùi trong hố sâu. Lập bia. Khắc chữ. Sở vô đạo chỉ mộ. Lão Sở. Tôi đã theo như lời lão nói, tất cả đều làm xong rồi. Diệp Lâm đứng dậy, trong lòng thầm lẩm bẩm mấy câu. Hy vọng lão có thể thành công lấy được pháp thân này. Khi ở Bạch Vân Quan, lão Sở liên tục nói rằng sau khi lấy được pháp thân, sẽ lập tức đến nơi mà lão chỉ định, chôn cất và dựng bia, còn lại không cần lo lắng nữa. Làm xong tất cả những điều này, Diệp Lâm xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa định quay về, Diệp Lâm đột nhiên chú ý tới xung quanh mình có tiếng xào xạ và chuyển động kỳ lạ. Nhưng Diệp Lâm lại không để ý nhiều. Tục ngữ có câu, bình sinh không làm điều hổ thẹn thì nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Huống hồ, vị sư phụ thứ 12 của Diệp Lâm lại là thiên sư chuyên nuôi quỷ, quỷ nhìn thấy bọn họ đều phải trốn đi. Theo lời vị sư phụ đó, khi ông nuôi quỷ tu đạo ở Lao Sơn, tất cả quỷ quái ở cách xa trăm dặm đều chuyển đi chỉ trong một đêm, cũng coi như tạo phúc một phương. Điều khiến vị sư phụ đó không phục nhất là những thiên sư khác bắt quỷ, ông ấy nuôi quỷ, không có sự khác biệt cơ bản nào, tại sao các thiên sư khác lại được người khác kính trọng, còn ông ấy lại bị tố là tà đạo và bị giam vào tù.
Đương nhiên, ở trong tù, Diệp Lâm mặc dù đi theo vị sư phụ này, học được rất nhiều phương pháp hàng yêu trừ ma và nuôi quỷ, nhưng lại không thể thực nghiệm, cũng không biết thật giả. Phù! Lúc này, Diệp Lâm cảm giác được một làn gió lạnh từ sau gáy truyền tới. Dường như có ai đó đang theo sau anh, liên tục thổi hơi vào gáy anh. Thậm chí còn có tiếng cười khúc khích xa lạ của một người phụ nữ bên tai anh. Ở nơi hoang vu như này, gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy, nếu là người khác, bọn họ sẽ sợ chết khiếp tại chỗ. Nhưng, vẻ mặt Diệp Lâm bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì, tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Lâm, lại đang muốn bước ra khỏi nghĩa địa này. Nơi xa, một bóng đen lướt nhanh trong không trung, lầm bẩm, là dũng cảm hay là bị dọa sợ quá không dám quay đầu lại. Lập tức, bóng đen nhanh chóng lan rộng trong không trung, như muốn che khuất bầu trời và mặt trăng, đột nhiên khiến bên dưới chìm vào bóng tối sâu hơn, khiến cho dù chỉ một ngón tay cũng không thể nhìn thấy. Hừ! Diệp Lâm lại đi thêm mấy bước, phát hiện mình đã trở lại chỗ cũ. Ngôi mộ của Sở Vô Đạo ở ngay trước mắt. Ha ha, quỷ đả tường. Diệp Lâm không ngờ rằng lại thật sự gặp phải quỷ ở đây. Hôm nay, người tao giết đã đủ nhiều rồi, có chút mệt mỏi, không muốn đến quý cũng giết, khuyên mày tránh xa tao ra một chút, nếu không hãy tự gánh chịu hậu quả. Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo rồi tiếp tục đi ra ngoài. Tuy nhiên, bóng quỷ giữa không trung dường như phớt lờ lời cảnh cáo của Diệp Lâm. Thậm chí còn kích hoạt quỷ khí và đánh thức người chết dưới lòng đất, dường như muốn giữ Diệp Lâm ở đây mãi mãi. Tiếng xì xì. Xung quanh lại một lần nữa bị bao vây bởi những âm thanh kỳ lạ, mặt đất đang chuyển động, như có thứ gì đó đang chui ra khỏi mặt đất. Đột nhiên, một bàn tay xương sầu từ dưới đất vươn ra, tóm lấy mắt cá chân của Diệp Lâm. Ngay sau đó, ngày càng nhiều xác chết bò ra khỏi mặt đất. Hoặc là những bộ xương màu đỏ hồng, hoặc là những xác ướp không thể nhận dạng được, đều không tự chủ được, lắc lư xung quanh, tụ tập về phía Diệp Lâm. Trong phút chốc, Diệp Lâm dường như bị mắc kẹt trong vương quốc chết chóc, xung quanh đều là xác sống. Dường như cho thấy rằng không ai có thể sống sót ở đây. Cảnh tượng quái dị như thế trước mắt, nếu có người khác vô tình đi vào, có lẽ sẽ sợ chết khiếp tại chỗ, không thể đi được nữa. Tuy nhiên, khi Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi cười lớn. Trong mắt Diệp Lâm, những thi thể này như đồ chơi. Kỹ năng tầm thường cũng dám dở trò trước mặt tao. Sắc lệnh dương dương, mặt trời mọc hướng đông, ban thưởng một tấm linh phù, quét sạch hết thảy xui xẻo. Vừa nói, Diệp Lâm trụng ngón tay, niệm chú, một đạo phủ quang quét ra. Giống như mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, đốt cháy vạn vật. Nhìn những xác sống xung quanh, từng cái giống như một tờ giấy trắng đang cháy, tất cả đều biến thành tro trong chốc lát. Sau đó, Diệp Lâm lại ngẩng đầu nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ chủ mưu đứng sau. Dưới sự ngăn cản của đạo phù quang vừa rồi, cuối cùng cũng xuất hiện hình dạng thực sự rồi. Chỉ thấy nó rất to lớn, có hình dáng giống như một con chim hoặc một con rơi, với đôi cánh dang rộng, che khuất bầu trời và mặt trời, trong đó còn có một khuôn mặt xinh đẹp và sống động. Thì ra là mày ở sau lưng tao, giả thần giả quỷ. Nói rồi, Diệp Lâm đưa tay ra bắt lấy, hét lớn, cút xuống đây cho tao. Đột nhiên, con chim khổng lồ như bị một lực nào. Đó bóp nghẹt, bị kéo từ giữa không trung xuống, nặng. Nề rơi xuống đất. Tao đã nói rồi, đừng chọc tao, tránh xa tao ra, mày lại đến tìm cái chết. Quy nhất kiếm đã phóng ra rồi. Diệp Lâm không chút thương xót, chuẩn bị trực, tiếp chém chết. Xin tha mạng. Tha cho tôi đi. Đại sư, tôi không dám nữa. Con chim quỷ có thể nói được tiếng người lúc này cũng run rẩy vì sợ hãi. Dường như không ngờ hôm nay lại gặp phải cao nhân như vậy, chỉ cần một chiêu đã bị đánh bại. Khi nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Lâm liền liên tục cầu xin tha mạng. Thân hình cũng thay đổi khó lường do quá sợ hãi, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ở giữa lúc tỏ lúc mờ là không có nhiều thay đổi. Ý! Sau khi Diệp Lâm nhìn thấy rõ gương mặt quỷ đó, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng thu quy nhất kiếm lại. Mày là chim Raksasa. Nghe vậy, con chim quỷ vội vàng nói, đúng vậy tôi là một con chim Raksasa được chuyển hóa từ năng lượng xác chết. Xin đại sư hãy tha mạng cho tôi. Diệp Lâm không ngờ ở đây lại gặp phải một con chim Raksasa quý hiếm. Con chim Raksasa này được hóa thành từ năng lượng thi thể thái âm trong nghĩa địa, biến đổi để gây rắc rối, rất hiếm gặp. Điều quan trọng nhất là nó có 10 đại quỷ thể hiếm gặp chim Raksasa.
Theo vị thiên sư nuôi quỷ đó của Diệp Lâm, nếu có thể luyện hóa ngũ quỷ thì có thể thành quỷ tiên. Chỉ đáng tiếc trước khi bị giam cầm, vị sư phụ xui xẻo đó đã luyện chế ra bốn đại quỷ thể, suýt chút nữa đã thành công rồi. Nhìn con chim rác xa xa trước mặt, Diệp Lâm thầm nghĩ nếu vị sư phụ thứ 12 của mình ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng phát điên. Trước mắt không phải là chim rác xa xa, một trong 10 đại quỷ thế mà ông ấy khổ cực tìm kiếm hay sao? Tao có thể tha mạng cho mày. Lúc này, Diệp Lâm lại nói, nhưng mày nhất định phải nhận tao làm chủ nhân thì mới có thể sống sót. Chim rác xa xa nghe vậy, giữa cái chết và trở thành người hầu, nó không còn lựa chọn nào khác. Chỉ đành chấp nhận số phận của mình và nói, tôi đồng ý. Sau đó, Diệp Lâm ngưng tụ một giọt máu, bắn vào giữa lông mày của chim rác xa xa, khắc lên lời thề máu. Nếu nó dám nghĩ đến việc giết chủ nhân của mình, nó sẽ chết một cách đau đớn. Chỉ thấy con chim rác xa xa này, thân hình to đến mức phải có một cái container mới mang nó về được. Bằng không, nếu cứ thế này mang nó về Yến Kinh, trên đường đi sẽ dọa chết rất nhiều người. Diệp Lâm suy nghĩ một chút, lấy chiếc sừng rồng lúc trước ra. Mặc dù chiếc sừng này chưa thể triệu hồi bất kỳ con rồng nào, nhưng nó có thể được dùng để tạm thời chứa cơ thể của chim rác xa xa. Chim rác xa xa là một con quỷ và không có thực thể, toàn bộ cơ thể của nó được biến đổi bởi năng lượng xác chết. Vì vậy, Diệp Lâm đã dùng chiếc sừng để tạm thời hút con rác xa xa vào đó. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Diệp Lâm tiếp tục hành trình trở về của mình. Đến lúc này, trận chiến ở Bạch Vân Quan đã hoàn toàn hạ màn. Toàn bộ cổ võ giới bị tổn thất nặng nề, không chỉ nguyên khí của thất tộc bị tổn hại nghiêm trọng, mà ngay cả nhà họ Hứa một nhánh của dãy núi Trường Bạch cũng bị xóa sổ, diệt môn từ đây. Đồng thời, Lữ quan chủ của Bạch Vân Quan qua đời, pháp thân Lữ Tổ được cất giấu ở Bạch Vân Quân cũng biến mất một cách thần bí. Trận chiến này đầy nghi ngờ vì ký ức của mọi người đã bị xóa. Thậm chí còn không rõ ai đã làm điều đó. Tuy nhiên, Diệp Lâm đã rút lui khỏi trận chiến này, cổ võ thật đáng sợ. Toàn bộ cổ võ giới đều sợ hãi chỗ dựa đáng sợ chưa được biết ở phía sau anh ta. Chỉ có nhà họ Tần của thất tộc mơ hồ đoán được điều gì đó, cũng không nhiều lời. Lục tộc còn lại mặc dù không thể tin được nhưng khi thấy những danh kiếm đã từng bị phân cách biến mất một cách khó hiểu, cũng không thể không đánh vỡ răng nuốt vào bụng, vô cùng lo sợ bất an. Không biết khi nào, kiếm chủ trước đây sẽ quay lại. Cũng không biết lấy mặt mũi nào để đi gặp mặt. Cùng lúc đó, Diệp Lâm một lần nữa giết chết một nhóm cao thủ do Thanh Môn Hải Ngoại cứ đến, điều này cũng làm dấy lên sự sợ hãi và thù địch của các thế lực hải ngoại. Trở thành chiến thần, thì phải đạp bằng Thanh Môn. Lời cảnh cáo này của Diệp Lâm, trong mắt Thanh Môn Hải Ngoại, là một hành động khiêu khích và tuyên chiến. Một long môn nhỏ bé cũng muốn thôn tính Thanh Môn Hải Ngoại chúng ta, chỉ sợ khẩu vị các người không lớn như vậy. Dù sao long môn cũng chỉ là một thế lực của đại hạ mà thôi. Còn Thanh Môn Hải Ngoại, thế lực có ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách trên thế giới, nơi nào có người đường, nơi đó có đất để Thanh Môn bọn họ phát triển. Hai thế lực ngầm này là không thể so sánh được. Thế lực của Thanh Môn gấp 10 lần Long Môn. Theo lẽ thường, cho dù là sáp nhập thì cũng là Thanh Môn sáp nhập Long Môn, làm gì có đạo lý Long Môn lấy nhỏ để sáy nhập lớn. Rất nhanh, ba gã khổng lồ đến từ Thanh Môn Hải Ngoại đã gặp nhau thông qua hội nghị online và đạt được sự đồng thuận. Nếu tên nhóc này muốn quay súng và đối phó với chúng ta sau khi đảm nhận vị trí chiến thần, vậy thì Thanh Môn chúng ta sẽ bằng mọi giá huy động mọi mối quan hệ và lực lượng để ngăn chặn người, trở thành chiến thần mới của Ung Châu, Đại Hạ. Lại nhận được tin tức rằng tháng sau sẽ có cuộc tuyển chọn vào vị trí chiến thần Ung Châu. Vậy thì Thanh Môn Hải Ngoại sẽ dự kiến giết và loại bỏ tên nhóc này vào ngày tuyển chọn chiến thần vào tháng sau, để tránh hậu họa. Muốn trở thành chiến thần, sau đó đối phó Thanh Môn. Lạy chúng ta sẽ khiến cậu, vừa không thể trở thành chiến thần, cũng đừng mong bước được nửa bước ra nước ngoài. Ngày tuyển chọn chiến thần tháng sau chính là ngày chết của cậu. Trong một đêm, Thanh Môn Hải Ngoại đã điều động mọi lực lượng có thể điều động, chĩa mũi kiếm vào Diệp Lâm. Còn một bên, chợ đen Đông Hải. Sau khi Hoàng Kim Bưu trốn thoát trở lại Đông Hải, anh ta làm theo lời dặn dò của Diệp Lâm, chuẩn bị những báu vật trời đất cho anh ta, mặc dù rất nhiều dược liệu trong danh sách rất hiếm. Nhưng chợ đen thông qua các mối quan hệ và các kênh rộng rãi, vẫn miễn cưỡng có thể đáp ứng được. Sẽ không có vấn đề gì lớn để tập hợp được đủ các dược liệu trong danh sách trước cuối tháng. Sau khi giải quyết xong những chuyện vặt vãnh này, Hoàng Kim Bưu cũng không nhàn rồi,
lại lập tức đến thăm hỏi một ông chủ lớn nào đó ở Đông Hải, đó mới chính là một trong những cao thủ thực sự đằng sau thị trường chợ đen. Âu Dương Sơn Trang, tọa lạc trên một hòn đảo xinh đẹp ở Đông Hải. Hoàng Kim Bưu cho thuyền cập bến, mang theo quà tặng bước lên đảo. Sau khi thông báo một tiếng, thậm chí đến chủ nhân thực sự cũng không gặp được. Người gặp Hoàng Kim Bưu là quản gia của nhà họ Âu Dương. Có chuyện gì? Quản gia mặc một bộ vít chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, sau tròng kính có ánh sáng lạnh lẽo, dường như không ai dám nói dối trước ánh nhìn của anh ta. Chợ đen gặp phải một chút rắc rối. Hoàng Kim Bưu nói về những khó khăn mà anh ta gặp phải gần đây, ngay cả thiên phạt cũng khó đối phó với tiểu tử đó. Tổ chức thiên phạt là một tổ chức côn đồ được chợ đen nuôi để đối phó với những kẻ thù tiềm tàng trên thị trường chợ đen. Còn ông Thạch, đã là một trong những cao thủ hàng đầu của tổ chức thiên phạt rồi, kết quả là bị tên tiểu tử họ Diệp đó yếm chém chết. Nhớ lại cảnh tượng đó, Hoàng Kim Bưu vẫn bất giác run lên, lo sợ tên tiểu tử họ Diệp đó sẽ đến giết mình bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian rất dài trong tương lai, Diệp Lâm sẽ trở thành cơn ác mộng của Hoàng Kim Bưu, khiến anh ta không thể ngủ yên. Người này, tôi cũng có nghe nói qua một chút, quản gia cũng có nghe nói về Diệp Lâm. Dù sao trong khoảng thời gian này danh tiếng Diệp Lâm đang nổi lên, muốn không biết cũng khó. Nếu thiên phạt không đối phó được tiểu tử này, vậy thì hãy phái tổ chức sát thủ thế giới thực đằng sau thiên phạt đi. Tôi sẽ liên lạc người của Diêm Vương Điện ra tay. Nghe thấy Diêm Vương Điện, Hoàng Kim Bưu vui mừng khôn xiết. Diêm Vương Điện này là chỉ nhánh của tổ chức sát thủ thế giới ở Đại Hạ, tập hợp tất cả những sát thủ và thích khách tinh nhuệ. Bất kể là tông sư võ đạo hay thuật pháp chân nhân, một khi bị Diêm Vương Điện nhằm tới, thì 90% là chết. Vậy thì làm phiền quản gia đại nhân rồi. Hoàng Kim Bưu khiêm tốn cảm ơn, có những sát thủ hàng đầu trong Diêm Vương Điện ra tay, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng xin hãy nói với Diêm Vương Điện một tiếng, tiểu tử này rất lợi hại, thực lực của anh ta e là cao hơn tông sư hóa cảnh, vẫn mong bọn họ có thể phái đi những người tình nhuệ thật sự. Quản gia nói, yên tâm đi, cái gì mà hóa cảnh với không hóa cảnh. Ngay cả chiến thần, bọn họ cũng đã ám sát thành công, huống chỉ là một kẻ vô danh. Đây không phải là chuyện mà loại cặn bã chiến ngũ như cậu có thể lo lắng. Vâng vâng vâng, Hoàng Kim Bưu liên tục gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, cũng cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng. Người ta là sát thủ chuyên nghiệp đương nhiên sẽ có đánh giá chuyên nghiệp hơn, còn cần một người bình thường như mình đưa ra kế sách. Còn có chuyện gì nữa không? Quản gia lại hỏi. Hoàng Kim Bưu suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra những bảo vật mà Diệp Phong muốn, cùng với danh sách, vậy tôi có chuẩn bị cho anh ta nữa không? Anh ta nói nếu trước cuối tháng mà không chuẩn bị cho anh ta và gửi đến Yến Kinh, tháng sau anh ta sẽ đến Đông Hải tìm tôi. Hoàng Cẩm Bưu không khỏi run rẩy khi nghĩ đến Diệp Lâm có thể sẽ tới tìm mình. Quản gia nhìn lướt qua danh sách, cười lạnh nói, tiểu tử đó không sống nổi qua cuối tháng đâu, cậu sợ cái gì? Gửi cho hắn quả giám. Đều là đồ tốt, không cần gửi tới Yến Kinh, trực tiếp gửi đến cho tôi đi. Hoàng Kim Bưu nghe vậy, hận không thể tự tát mình hai cái, nghĩ rằng sao mình lâm lời như vậy, biết trước thì đã không nhắc tới chuyện này. Lần này lại không tránh được phải tiêu tiền rồi. Sau khi Diệp Lâm trở về nhà thì đã muộn. Bạch Phi Phi thông báo với anh rằng việc chuẩn bị cho thương hội mới đã hoàn tất. Chỉ có điều không có nhiều người thực sự ủng hộ thương hội mới của họ. Việc thương hội mới, chúng ta có nên hoãn lại một thời gian không? Bạch Phi Phi đề nghị, đợi sau khi thu hút được nhiều người ủng hộ chúng ta hơn mới công bố cũng không muộn. Dù sao, từ lúc họ bị thương hội cũ ép bức và bài xích, rồi đến việc chuẩn bị và thành lập thương hội mới, mọi thứ đều quá vội vàng. Nếu muốn có nhiều người ủng hộ hơn thì phải mất một chút thời gian. Không cần, Diệp Lâm nói, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Chuẩn bị là mãi mãi không bao giờ hoàn thành. Khi tập đoàn Bạch Thị hoạt động trở lại, cũng có rất ít người ủng hộ. Hiện tại không phải đã hoạt động bình thường sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Phi Vĩ vẫn cảm thấy việc thương hội và công ty cũng không thể khái quát hóa được. Công ty thì cho dù không có ai ủng hộ, chỉ cần có đủ vốn và được phê duyệt, thì có thể mở cửa kinh doanh bất cứ lúc nào. Nhưng thương hội thì khác, nếu không có ai gia nhập thì chẳng phải nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa sao. Hơn nữa lúc đầu sẽ có rất ít người sẵn sàng, điều này sẽ tạo ra hiệu ứng vòng luẩn quẩn, lâu dần sẽ không có ai dám tham gia. Chúng ta vẫn còn thiếu một chút ủng hộ, sợ sau này. Bạch Phi Ví bày tỏ lo lắng của mình. Yên tâm đi, giọng điệu Diệp Lâm kiên định nói,
người ủng hộ chúng ta đã đủ nhiều rồi. Thành lập thương hội mới ắt phải lấy từ thương hội cũ. Thấy Diệp Lâm kiên trì như vậy, Bạch Vĩ Vĩ cũng không nói gì nữa, nghe theo sự sắp xếp của anh, mọi việc cứ theo đúng kế hoạch ban đầu là được. Sau khi Diệp Lâm trở về phòng, việc đầu tiên là thả con chim Rekhasa trong sừng ra. Trong khoảnh khắc, âm khí lan rộng khắp căn phòng và nhanh chóng lan rộng đến tận mái nhà. Vì mái là lộ thiên nên âm khí này dường như tạo thành một vòng cung và tập trung trên bầu trời phía trên căn phòng. Dưới mái nhà, lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp. Chủ nhân, tính thích nghĩ của chim Rakshasa rất mạnh, vừa đến đã tìm được nơi dừng chân, chúng có niềm yêu thích đặc biệt với những mái nhà lộ thiên. Giống như nữ oa vá trời, chim Rakshasa cũng lấp đầy phần mái nhà còn thiếu bằng âm khí của chính nó. Vậy từ giờ cô ở lại đây đi. Diệp Lâm sắp xếp nói, lúc có người, cô không được hiện thân, nhưng nếu có người dám xông vào biệt thự, cô phải đáp trả bất cứ lúc nào. Trước đây Diệp Lâm nuôi rắn to để bảo vệ biệt thự. Bây giờ con rắn to đã được đưa đến núi Trường Bạch, vừa hay con chim Rakshasa này có thể tiếp quản. Hơn nữa so với kích thước khổng lồ và bắt mắt của con rắn to, con chim Rakshasa là một con quỷ, càng thêm phần thần không biết quỷ không hay, khó thu hút người khác chú ý. Chính là con chim Rakshasa này yếu hơn con rắn lớn rất nhiều. Nó vẫn cần được bồi dưỡng từ từ. Đã hiểu, chim Rakshasa nghe theo sự sắp xếp của Diệp Lâm, rất hài lòng với môi trường thế hệ mới này. Điều quan trọng nhất là ở đây có một linh trận do Diệp Lâm bày ra, chim Rakshasa ở trong đó, cũng không chỉ hoãn việc tu luyện, thậm chí còn thích hợp hơn so với trong nghĩa địa đó. Thậm chí dưới tác động của linh trận, chim Rakshasa có thể tạm thời biến thành hình dạng con người, giống như một quỷ nữ trong thế giới cổ tích, khiến người ta thương xót. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày khai mạc thương hội. Thấy Diệp Lâm và Bạch Vi Vi muốn thúc đẩy thương hội mới, diễn ra như thường lệ, nhưng lại không có nhiều người ủng hộ, người của năm đại gia tộc đều chờ xem trò cười của Diệp Lâm. Đồng thời mọi người bàn bạc và quyết định giúp Diệp lão gia trở lại vị trí đứng đầu nhà họ Diệp trong ngày khai mạc thương hội. Ngày lành tháng tốt, Diệp Lâm và Bạch Vi Vi đã thành lập một thương hội mới, trật tự mới trong tòa nhà của nhà họ Diệp. Nhưng suốt buổi sáng chẳng có ai ở đó cả, chỉ có một số người quen như Hoa Quốc Đống, Triệu Huyền Đình đến ủng hộ. Cũng không có công ty hay ông chủ nào dám mạo hiểm đắc tội năm đại gia tộc bằng cách gia nhập thương hội mới. Ngay cả một số ngành công nghiệp mới nổi không do năm đại gia tộc kiểm soát cũng đang chờ ích. Nếu thương hội mới không phát triển thì việc gia nhập cũng chẳng có lợi ích gì. Thương trường như chiến trường, nếu không có lợi ích thì ai sẽ ủng hộ nó mà không có lý do. 2. Đáng tiếc ngành y dược bên Phụng Thiên chúng ta mới thành lập, còn chưa phát triển, nếu không, thương hội mới hôm nay sẽ có một đám CEO khóc lóc cầu xin đến hợp tác với chúng ta. Hoa Quốc Đống lắc đầu tiếc nuối, cũng cảm thấy sư phụ Diệp Lâm công bố thương hội mới vội vàng như vậy, cũng hơi thất sách. Nếu có thể đợi thuốc mới của Phụng Thiên được đưa ra thị trường, đến lúc đó, các doanh nghiệp muốn hợp tác với họ sẽ phải chen nhau hỏng cửa công ty, làm gì vắng vẻ như giờ. Điều khủng khiếp hơn nữa là một khi việc thành lập thương hội mới không suôn sẻ, không khí thất bại thậm chí sẽ lan ra từ công ty đến tận gia đình. Hoa Quốc Đống nghe nói trong nội bộ nhà họ Diệp vẫn có động tĩnh, Diệp lão gia ở bên ngoài có được sự giúp đỡ của năm đại gia tộc, có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Diệp Lâm không quan tâm đến điều này. Bởi vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ha 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 ha! Người của năm đại gia tộc, đứng đầu là nhà họ Tiền. Lại không mời mà đến, dường như là cố ý đến xem trò cười của Diệp Lâm. Diệp Lâm, cậu rời bỏ thương hội Yến Kinh chúng tôi, tự mình thành lập một thương hội mới, sao lại không thông báo với chúng tôi một tiếng chứ? Chúng tôi cũng tới đây để ủng hộ cậu đấy, nếu không, lại có vẻ như chúng tôi nhỏ mọn. Ông Tiền mỉm cười dương dương tự đắc nói, không biết toàn bộ thương hội Yến Kinh hôm nay có bao nhiêu người sẵn sàng gia nhập thương hội mới của cậu nhỉ? Để tôi xem, chậc, chậc. Xem ra cũng không, có mấy người. Người đứng đầu nhà họ Chu ở một bên cũng cười khẩy, hừ, nếu muốn gia nhập thương hội mới của bọn họ thì phải bị gạch tên khỏi thương hội của chúng ta. Nhưng đến nay doanh nghiệp nộp đơn xin rút lui cũng không có mấy cái. Xem ra thương hội mới của các cậu chỉ có tên trên danh nghĩa. Lúc này, Triệu Thiên Thông của nhà họ Triệu cũng hét lên với cháu gái Triệu Uyển Đình từ xa, Uyển Đình, cháu đừng có đi theo tên nhóc này làm loạn nữa. Lại liên lụy đến nhà họ Triệu chúng ta. Nhà họ Bạch cũng được, hay là cái tên tiểu tử họ Diệp này cũng thôi,
Sau khi bị thương hội chúng ta phong sát, đều sẽ không còn có cơ hội đứng vững, phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, sắc mặt Triệu Uyển Đình vẫn lạnh lùng, đáp lại, đừng mơ cháu sẽ cố gắng hết sức để ủng anh Diệp. Hơn nữa đây chính là ý của ông nội. Hừ, Triệu Thiên Thông khinh thường hừ một tiếng, ông lão hồ đồ rồi, không nhìn rõ rằng tình hình mà thôi, bị tên nhóc kia lừa gạt rồi. Ngay sau đó, ông Tiền lớn tiếng nói với mọi người trong nhà họ Diệp, nhà họ Diệp các người tuy là làm ăn lớn, nhưng cũng không cần dây dưa với tên nhóc này. Từ sau khi bị thương hội chúng tôi phong sát, doanh thu của công ty các người có lẽ đã xuống đến mức thấp kỷ lục rồi nhỉ. Những lời này vừa nói ra, giống như một con át chủ bài, khiến sắc mặt tất cả người nhà họ Diệp có mặt ở đó đều trở nên khó coi, trong lòng cảm thấy chán nản. Kể từ khi bị trục xuất khỏi thương hội và bị đưa vào danh sách đen, toàn bộ tập đoàn Diệp Thị, mấy chục công ty đã phải chịu một tác động chưa từng có. Số lượng công ty dừng hợp tác với họ, mỗi ngày có đến hàng trăm công ty xếp hàng xin hủy hợp đồng. Thị trường chứng khoán cũng đã giảm đến mức giới hạn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tập đoàn Diệp Thị gần như không hoạt động, thiệt hại hàng ngày là không thể đo đếm được. Mọi người trong nhà họ Diệp đều gặp nguy hiểm, những nhân tài của công ty cũng đang tìm kiếm ngôi nhà mới và đường lui. Có thể nói, nhà họ Diệp hiện tại đã đi đến thời khắc tồn vong mấu chốt. Nhưng không đời nào, người đứng đầu Diệp Lâm lại không làm gì, giống như không có chuyện gì, yêu cầu mọi người cứ làm công việc của mình như bình thường mà không có chút cảm giác nguy cơ nào. Ngay cả bây giờ, vẫn đang cố gắng thành lập một thương hội mới chống lại thương hội cũ. Trong mắt nhà họ Diệp và quản lý cấp cao của tập đoàn, điều này không phải là điên rồ sao? Một khi thương hội mới được thành lập, đồng nghĩa với việc con đường thoát thân duy nhất đã bị cắt đứt, không có cơ hội quay lại thương hội Yến Kinh nữa. Biện pháp tuyệt vọng như vậy đã đẩy nhà họ Diệp và tập đoàn xuống vực sâu. Lúc này, ông Diệp cũng đứng dậy nói, Lâm Nhi. Dừng lại đi. Mấy ngày nay cháu làm người đứng đầu gia tộc, chắc cháu đã rõ rồi, cháu không có năng lực gánh vác hoạt động của một gia tộc lớn như vậy, một công ty lớn như vậy. Ông thừa nhận cháu đã học rất nhiều, rất lợi hại, cũng có tiềm lực rất lớn, nhưng dù sao cháu cũng còn quá trẻ, không có kinh nghiệm. Công ty cũng tốt, gia tộc cũng được, vấn đề cũng không thể giải quyết bằng ý chí hay nắm đấm. Vừa nói, ông Diệp vừa dang rộng vòng tay, dùng giọng chân thành nói với Diệp Lâm, để ông nội quay lại, chủ trì đại cục, ông sẽ giúp cháu làm quen từng chút một, từ từ chuyển giao quyền lực cho cháu. Nhiều nhất là 3 đến 5 năm, cháu ở đây với ông, học được tất cả, ông sẽ lại giao tất cả gia tộc và công ty cho cháu. Thế nào? Ông Diệp chân thành bày tỏ sẽ bỏ qua chuyện cũ và mong hai ông cháu có thể quay lại với nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trong nhà họ Diệp cũng cảm động, và đều cảm thấy như vậy rất tốt. Lúc này, ông Tiền cũng bước tới đúng lúc để nói giúp người bạn cũ. Nhà họ Tiền chúng tôi ở đây, trịnh trọng bày tỏ lập trường của mình. Chỉ cần để ông Diệp quay về nhà họ Diệp, chủ trì đại cục, vậy thì lệnh phong sát của thương hội Yến Kinh đối với nhà họ Diệp sẽ được hủy bỏ và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Về phần nhà họ Bạch, vừa nói, ông Tiền lại nhìn Bạch Vi Vi một cái, nói, chúng tôi cũng có thể cho nhà họ Bạch của cô một cơ hội. Tập đoàn Bạch Thị của các người cũng có thể được xóa khỏi danh sách đen và hoạt động bình thường. Nhưng năm đại gia tộc chúng ta mỗi nhà đều phải nắm giữ 10% cổ phần của tập đoàn Bạch Thị. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Diệp dường như đều nhìn thấy hy vọng, gật đầu tỏ vẻ có lý. Nhưng sắc mặt Bạch Vi Vi thay đổi lớn, không thể chấp nhận. Công ty vừa mở ra, những gia tộc khát máu này đã nóng lòng muốn cần một miếng, hơn nữa vừa mở miệng đã đòi 10% cổ phần. Đồng nghĩa với việc trực tiếp chia cắt tập đoàn Bạch Thị. Diệp Lâm, hay là để lão gia chủ quay lại đi. Lúc này, trong nội bộ nhà họ Diệp, tiếng nói phản đối cuối cùng cũng cứng rắn hơn một chút. Bình thường, bọn họ vì áp lực của Diệp Lâm, chỉ đám lén lút phàn nàn, nhưng cũng không dám trực tiếp phản bác anh. Nhưng hiện tại, năm đại gia tộc do nhà họ Tiền dẫn đầu đã đến ủng hộ ông Diệp. Đương nhiên, những kẻ phản đối trong gia tộc lúc này phải lên tiếng và phối hợp với nhau trong ngoài. Lâm Nhi, lúc này, ngay cả cha anh, Diệp Nguyên Cát cũng đứng bên cạnh ông nội và khuyên anh, để ông nội của con về nhà đi. Chúng ta đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý, gia hòa vạn sự hưng. Hơn nữa, ông nội của con đã hứa với cha, nhất. Định sẽ lập con trở thành người kế thừa trong gia tộc, con chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy năm nữa là được, đợi sau khi học cách điều hành công ty, quen với việc của gia tộc, rồi trở thành người đứng đầu gia tộc cũng hợp lý.
Đối mặt với áp lực của đám người này, Diệp Lâm từ đầu đến cuối vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng gì. Lâm Nhi, ông Diệp có chút mong đợi hỏi, cháu nghĩ thế nào? Ngoan, ông là ông nội của cháu, người một nhà chúng ta không nói hai lời. Đã lâu như vậy, cháu có gì tức giận thì cũng nên bỏ đi. Để ông nội về giúp cháu, chúng ta cùng chung tay làm cho nhà họ Diệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhé, ha ha ha. Vừa nói, ông Diệp vừa giang tay đi về phía Diệp Lâm, dường như muốn ôm cháu trai mình, tạo nên cảnh tượng đoàn tụ hạnh phúc đầy cảm động. Mọi người trong nhà họ Diệp thậm chí đã rất nóng, lòng, bắt đầu kìm nén cảm xúc, sẵn sàng vỗ tay và rơi nước mắt. Đối mặt với ông nội đang đi về phía mình, Diệp Lâm chỉ lạnh lùng đáp lại, đừng mơ. Nằm mơ. Câu nói này lập tức khiến ông Diệp chết lặng tại chỗ, nụ cười trên mặt đần đần cứng đờ. Ông ta không ngờ, trong khi tình hình nhà họ Diệp đang vô cùng rối ren, ông ta đã hạ mình đến thế rồi, vậy mà tên nhóc này lại vẫn cứng đầu như vậy. Việc bị chính cháu ruột của mình từ chối một cách lạnh lùng như vậy trước mặt mọi người khiến ông ta vô cùng xấu hổ. Điều này có khác gì việc tát thẳng vào khuôn mặt già nua của ông ta, khiến ông ta không còn đường lui nữa chứ. Trong lúc nhất thời, ông Diệp thẹn quá hóa giận. Nụ cười trên khuôn mặt tắt dần, chuyển thành căm phẫn, chuẩn bị vạch mặt hoàn toàn. Diệp Lâm, thằng nhóc mất dạy này. Mày nói lại một lần nữa thử xem tao xử lý cháu thế nào. Ông Diệp tức giận đến mức thở phì phò, hy vọng Diệp Lâm sẽ biết điều mà sửa lại lời nói. Tuy nhiên, Diệp Lâm cười nhạo, ông Diệp, ông bị điếc à? Hay là ông mắc bệnh Alzheimer, còn cần tôi nhắc lại lần nữa ư? Được rồi, tôi lại nhấn mạnh một lần nữa, ông đã bị trục xuất khỏi gia tộc, kiếp này sẽ không bao giờ trở lại nhà họ Diệp nữa. Chỉ cần Diệp Lâm tôi còn là gia chủ thì ông sẽ không bao giờ được quay trở lại. Cái gì? Nghe xong, ông Diệp gần như ngất đi vì tức giận. Tên nhóc khốn khiếp này thậm chí còn không muốn gọi ông ta là ông nội nữa. Lý nào lại vậy? Thằng nghịch tử này, mày thật sự muốn chọc, tao tức điên đúng không? Trong cơn tức giận, ông Diệp đã giơ tay định đánh anh. Thế nhưng, động tác đó đã dừng lại ở không trung. Bởi vì ông ta chỉ ra vẻ vậy thôi chứ thực tế không dám làm gì. Dù sao ông ta cũng biết thực lực của Diệp Lâm mạnh cỡ nào. Hơn nữa, với dáng vẻ lạnh lùng anh bây giờ, nếu ông ta thực sự ra tay, e rằng sẽ tự rước khổ vào mình. Lâm Nhị, sao con có thể nói như vậy với ông nội chứ? Diệp Nguyên Cát cũng nhanh chóng bước tới thuyết phục, vừa đỡ cha mình, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng ông ta để trấn an. Hừ, ông nội, đừng lấy cái gọi là tình thân ra đe dọa tôi. Diệp Lâm lạnh lùng nói, 5 năm trước, từ giây phút bước vào tù thì chúng ta đã không còn tình cảm gia đình gì nữa rồi. Bây giờ, tôi đã trở về, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Các người đừng mơ có thể tranh giành được với tôi. Diệp Nguyên Cát nghe được lời này thì sửng sốt, dường như trước mặt mình là một người xa lạ. Ông Diệp cũng tức giận nói, được rồi, nếu mày không cho tao quay lại thì nhà họ Diệp sẽ bị hủy hoại trong tay mày. Mày chính là tội đồ của nhà họ Diệp. Lúc đầu mày nói nhà họ Diệp ở trong tay mày có vươn lên đỉnh cao, tiến thêm một bước. Kết quả là thế, nào. Hiện giờ nhà họ Diệp đã bị thương hội cấm cửa, hoàn toàn mất đi đường sống. Nhưng mày lại không có biện pháp gì cả. Mày sẽ phải trả giá đắt cho sự thiếu hiểu biết và ngu ngốc của mình. Những lời này ngay lập tức gợi lại ký ức của mọi người trong nhà họ Diệp. Họ không khỏi nghĩ đến lời nói hào hùng của Diệp Lâm khi tiếp quản nhà họ Diệp, nhưng bây giờ lại giống như một trò đùa. Suy cho cùng, kể từ khi Diệp Lâm tiếp quản nhà họ Diệp, gia tộc này đã loạn từ trong ra ngoài, càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bị thương hội cấm cửa, mất đi số lượng lớn đơn hàng và hợp tác, hoàn toàn rơi vào bế tắc. Lúc này, ông Tiền nhìn thấy ông Diệp gặp phải trở mọi việc không suôn sẻ như họ mong đợi. Vì vậy, ông ta tiếp tục uy hiếp, Diệp Lâm, xem ra cậu thật sự không biết cái gì tốt cái gì xấu. Chúng tôi đã cho cậu một cơ hội nhưng cậu lại không trân trọng. Đợi đến khi cả nhà họ Diệp bị cậu kéo xuống vực sâu vô tận, hoàn toàn phá sản, chỉ sợ hối hận cũng đã muộn. Hôm nay, nếu cậu không chịu nhường bộ, để ông nội cậu quay về thì từ nay, thương hội của chúng tôi sẽ không chỉ để cho cậu không có chỗ đứng ở Yến Kinh, mà còn liên hệ với thương hội các châu khác để cấm vận cậu về mọi mặt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong nhà họ Diệp đều thay đổi rõ rệt. Nếu điều này là sự thật thì nhà họ Diệp sẽ hoàn toàn xong đời. Diệp gia chủ, sao cậu không để ông nội cậu về trước, tạm gác chuyện tranh chấp sang một bên,
đừng để ảnh hưởng đến lợi ích của cả gia tộc. Đúng vậy, hay là chúng ta cứ nhường bộ một bước, quay trở lại thương hội. Nếu bị cấm vận hoàn toàn, gia tộc của chúng ta sẽ chết chắc. Lúc này, các trưởng lão trong tộc cũng lần lượt lên tiếng, hy vọng trước tiên có thể đón ông chủ cũ trở về và để tập đoàn hoạt động bình thường, những khác sẽ bàn sau. Nếu không, bế tắc ở đây sẽ gây tổn hại đến lợi ích của cả gia tộc. Hừ, để ông ta quay lại. Lúc này, Diệp Lâm chỉ cười nhạo một tiếng, trước tiên, các ông phải hỏi rõ xem cái giá để ông ta trở lại là bao nhiêu đã. Cái gì? Cái giá quay trở lại. Nghe vậy, mọi người trong nhà họ Diệp đều bối rối và tỏ ra nghi ngờ. Họ thầm nghĩ, để ông chủ cũ trở về nhà thì phải trả giá gì cơ chứ? Tuy nhiên, khi nghe thấy điều này, vẻ mặt ông Diệp bỗng thay đổi, dường như đang cảm thấy chột dạ. Cái gì có lợi thì người ta mới làm. Ngay sau đó, Diệp Lâm tiếp tục nói, nhà họ Tiền và bốn đại gia tộc khác đều ủng hộ ông Diệp trở về nhà họ Diệp một đường đường chính chính bởi vì việc này có lợi với họ. Ngay từ đầu, việc trục xuất tập đoàn nhà họ Diệp khỏi thương hội Yến Kinh đã là âm mưu của họ. Sau đó, họ liên thủ giúp đỡ ông chủ cũ của nhà họ Diệp trở về, nhưng cái giá phải trả là 10% cổ phần của tập đoàn Diệp sẽ được chia cho bốn nhà bọn họ. Bọn họ liên thủ trấn áp nhà họ Diệp và nhà họ Bạch, cốt chỉ muốn lợi dụng tình hình, phân chia tài sản của hai tập đoàn lớn chúng ta mà thôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Diệp lại một lần nữa sửng sốt. Không ngờ gia chủ cũ lại phản bội lợi ích của gia tộc, đem 10% cổ phần ra làm điều kiện trao đổi. Phải biết nhà họ Diệp chỉ kiểm soát 30% cổ phần của tập đoàn mà thôi. Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Ông Diệp lập tức phản bác, sao tao có thể phản bội lợi ích của gia tộc được cơ chứ? Hừ, nói cứ như thật ấy nhỉ. Ông Tiền cũng cười khẩy, chính tai cậu nghe thấy sao? Lúc này, sắc mặt của mọi người trong năm đại gia tộc đều thay đổi, không biết là ai đã tiết lộ tin tức. May là không có ai bên ngoài nghe được âm mưu của họ. Và bên kia không có bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh điều đó. Nhưng không ngờ, Diệp Lâm lại nói, tuy rằng tôi không nghe thấy, nhưng tôi có một thỏa thuận do các người bí mật soạn thảo. Nói xong, Diệp Lâm bảo Bạch Vi Vi lấy hợp đồng ra. Sau khi năm người họ gặp nhau và âm mưu vào ngày hôm đó, họ đã soạn thảo một thỏa thuận hợp tác, có cả chữ ký của ông Diệp trên đó. Mày, làm sao mày có được bản hợp đồng này? Khi nhìn thấy điều này, vẻ mặt của ông Diệp bỗng nhiên thay đổi, trán đổ mồ hôi lạnh. Giờ đây, ông Diệp hoàn toàn choáng váng khi đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi trước mặt. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng âm mưu bí mật của mình với tứ đại gia tộc sẽ không ai biết được. Tất nhiên, để có thể quay lại, ông ta phải chịu trả giá, nếu không ai sẽ giúp ông ta chứ. Nhưng ông ta không ngờ rằng thỏa thuận họ ký riêng tư lại bị công khai trước mặt mọi người. Để tôi xem. Các trưởng lão của nhà họ Diệp lần lượt bước tới kiểm tra hợp đồng, phát hiện ra đó quả thực là chữ viết tay của ông Diệp và chữ ký của bốn gia tộc còn lại. Nhìn thấy điều này, các trưởng lão nhà họ Diệp vừa bàng hoàng, vừa tức giận. Ban đầu, họ ủng hộ sự trở lại của tộc trưởng cũ. Nhưng sau khi nhìn thấy thỏa thuận sỉ nhục gia tộc này, các trưởng lão đều nổi giận. Nếu điều này thực sự xảy ra, nhà họ Diệp chẳng khác nào nhượng lại quyền lực, chặt mất một cánh tay, tổn thất không thể đo lường được. Ảnh hưởng sẽ rất sâu rộng. Ông Diệp, sao ông có thể ký một thỏa thuận như vậy chứ? Đúng vậy, đây không phải là phản bội nhà họ Diệp chúng ta sao? Cho dù muốn trở về cũng không cần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Ha ha, quả nhiên là ông cháu, hai ông cháu các người không phá nát nhà họ Diệp thì không vừa lòng sao? Trước những câu hỏi chất vấn từ người trong gia tộc, ông Diệp hoảng sợ đến mức đầu óc có chút choáng váng, hồi lâu không nói được lời nào. Mọi người trong bốn gia đình còn lại cũng bàng hoàng và bối rối, tự hỏi ai đã tiết lộ thỏa thuận này. Hơn nữa, thật trùng hợp là nó lại rơi vào tay Diệp Lâm, điều này lại càng phiền toái hơn. Như mọi người đều biết, sư phụ thứ 30 của Diệp Lâm là hacker hàng đầu thế giới, là một vị thần trong thế giới ảo. Dù là máy tính hay điện thoại di động, mọi biện pháp phòng thủ đối với anh ta đều vô dụng. Anh ta dường như có một chìa khóa chính để truy cập Internet và có thể ra vào tùy ý cũng như xem quyền riêng tư của bất kỳ ai. Kể từ khi Diệp Lâm trở lại, mọi hành động của cả nhà họ Diệp đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Âm mưu bí mật của họ đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Diệp Lâm. Ngay sau đó, Diệp Lâm lại lấy ra thêm mấy tấm ảnh, phân phát cho mọi người có mặt. Bức ảnh ghi lại cuộc gặp riêng giữa ông Diệp và bốn đại gia tộc còn lại.
Nhìn thấy bức ảnh này, không chỉ nhà họ Diệp mà cả bốn đại gia tộc kia cũng đều sửng sốt. Trong mơ họ cũng chưa bao giờ nghĩ Diệp Lâm lại có được những bức ảnh này. Là ai đã bí mật chụp những bức ảnh này và chụp? Từ khi nào? Cái này, ông Diệp hoàn toàn chết lặng. Nếu không muốn người khác biết thì đừng có làm. Diệp Lâm lạnh lùng nói, ông sẵn sàng vì lợi ích của mình mà phản bội lợi ích của gia tộc, vậy ông có tư cách gì để làm người đứng đầu gia tộc này? Ông mới đúng là tội đồ. Tôi sẽ vĩnh viễn trục xuất ông ra khỏi gia tộc, ông còn có gì để bào chữa nữa không? Đây là một bằng chứng thép. Đối mặt với những câu hỏi hùng hồn của Diệp Lâm, từng lời nói dường như xuyên thủng tâm lý phòng thủ của ông Diệp. Mày. Ông Diệp không thể nói lại, miệng lắp bắp, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi vì tức giận. Thấy vậy, mọi người trong nhà họ Diệp cũng không hề thương hại người đàn ông này, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Suy cho cùng, ông ta đáng thương nhưng cũng đáng hận. Kẻ nào giao bán lợi ích của gia tộc đều là kẻ phản bội, bị mọi người trong nhà họ Diệp vứt bỏ. Lúc này, ông Tiền và những người khác đều tỏ ra khó xử. Họ không ngờ rằng màn kịch này sẽ kết thúc như vậy. Họ vốn muốn được phân chia miếng bánh thơm ngon này, nhưng cuối cùng lại hao quân tổn tướng. Nếu mất đi quân cờ là ông Diệp thì họ sẽ không thể kiểm soát nhà họ Diệp được nữa. Hừ, cho dù ông Diệp nhờ chúng tôi giúp đỡ và phân chia một số lợi ích cho gia tộc chúng tôi thì cũng là điều bình thường thôi. Ái này gọi là thà cắt tay còn hơn chết ngắc. Như vậy còn hơn để nhà họ Diệp các người tiếp tục chìm nghỉm và phá sản hoàn toàn, phải không nào? Nhìn thấy những bằng chứng không thể chối cãi, ông Tiền không còn bào chữa nữa mà bắt đầu thích sự cần thiết phải làm như vậy. Nghe vậy, người nhà họ Diệp cũng cảm thấy có lý. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Lâm đã kích động nội chiến gia tộc, tạo cơ hội cho thế lực khác lợi dụng. Diệp Lâm, cậu vốn không có năng lực chống đỡ gia tộc này, cậu nên ngoan ngoãn cút ra ngoài đi. Nhà họ Diệp sắp xong đời trong tay cậu rồi, cậu còn có lá gan đuổi ông nội của cậu đi sao? Tôi muốn xem sau khi bị chúng tôi cấm vận hoàn toàn, cậu sẽ làm thế nào để phá vỡ tình thế? Ông Tiền tỏ vẻ hách dịch. Ông chủ nhà họ Chu cũng cười nhạo, đừng hy vọng vào thương hội mới của cậu nữa, chẳng có ai thèm vào đâu, cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Cứ chờ phá sản đi, ha ha ha. Tuy đã sử dụng công nghệ để vạch trần âm mưu của năm gia tộc nhưng trước hiện thực tàn khốc, Diệp Lâm vẫn rơi vào thế bị động, bị người đứng đầu của bốn gia tộc kia cười nhạo. Ai nói thương hội mới của tôi không có người? Lúc này Diệp Lâm nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ rồi, ngay sau đây, tôi sẽ cho các ông xem thương hội mới của tôi có thể thay thế thương hội cũ của các ông như thế nào. Muốn thay thế chúng tôi? Nghe vậy, bốn gia trưởng nhìn nhau, càng cười lớn hơn. Cứ như thể họ vừa nghe được một câu chuyện cười hay nhất trong cuộc đời mình. Triệu Thiên Thông thậm chí còn ôm bụng cười sằng sặc. Dựa vào một thương hội mới chỉ có vài người mà muốn thay thế chúng tôi ư? Đúng là châu chấu đá voi, nực cười. Tiếng cười của mọi người vẫn chưa lắng xuống. Đã thấy vài chiếc ô tô sang trọng mang biển số Doanh Châu lần lượt tiến đến. Thấy vậy, ông Tiền và những người khác vô cùng ngạc nhiên, tại sao một chiếc ô tô sang trọng từ ngoại thành lại đột nhiên tới đây? Không phải là đến để ủng hộ tên nhóc họ Diệp này đấy chứ? Hoa Quốc Đông thì không khỏi vui mừng, thầm nghĩ, người nhà họ Trương ở Phụng Thiên tới rồi sao? Quả đúng như dự đoán. Phía cửa xe có một nhóm những gương mặt quen thuộc đang bước ra. Có Trương Tấn Tân, người đứng thứ hai của nhà năng lực, nhưng vì không phải ngạch chính trong gia tộc nên luôn bị đẩy ra bên ngoài, sau đó được Diệp Lâm đề bạt. Đi cùng với họ còn có Hoàng Long và Hoàng Tam gia. Nhưng điều làm ông Tiền ngạc nhiên nhất là một ông già mặc vest, đi giày da, ăn mặc rất thời thượng. Ôi, hội trưởng Từ, cơn gió nào đã đưa ông tới đây vậy? Ông Tiền vội vàng bước tới chào hỏi, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Hội trưởng Từ này không ai khác chính là chủ tịch thương hội Doanh Châu, nhà họ Từ cũng là một trong ba gia tộc giàu có hàng đầu ở Doanh Châu, chỉ đứng sau nhà họ Trương. Ông Trương, ông cũng tới đây à? Chúc mừng, chúc mừng. Tôi nghe nói nhà họ Trương hiện đang do ông đứng đầu. Ông thấy đấy, tôi bận quá nên chưa có thời gian đến Phụng Thiên chúc mừng ông. Thấy hai thế lực lớn ở Doanh Châu là nhà họ Trương và nhà họ Từ đều tụ tập ở đây. Nhóm ông Tiền càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ thật sự tới đây vì cái này tên nhóc Diệp Lâm này sao? Đối mặt với sự chào đón tích cực của năm đại gia tộc, Trương Tấn Tân, hội trưởng Từ và những vị khách khác đều không mấy hứng thú, chỉ vội vàng đáp lại cho có lệ. Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt tiến đến chỗ Diệp Lâm.
Cậu Diệp, tôi xin lỗi, máy bay trễ giờ nên chúng tôi đến muộn. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trong năm đại tộc lập tức trợn tròn mắt. Những gì họ lo sợ đã thực sự xảy ra. Không ai ngờ rằng những ông lớn ở Phụng Thiên này lại đến đây vì Diệp Lâm. Làm sao có thể? Từ khi nào mà tên nhóc đó lại quen biết với những phú hộ giàu có nhất Phụng Thiên? Những thứ tôi bảo các ông chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Lâm gật đầu hỏi. Hội trưởng Từ nói, mọi thứ đã sẵn sàng. Vừa nói, hội trưởng Từ vừa lấy ra một danh sách, trịnh trọng nói, đây là một trong 100 công ty hàng đầu ở Doanh Châu, chúng tôi sẽ cùng hỗ trợ thương hội mới của cậu Diệp. Thương hội Doanh Châu chúng tôi cũng sẽ tạo thành mối quan hệ hợp tác sâu rộng với thương hội mới của cậu, cậu Diệp à. Cái gì? Những lời này vừa nói ra, mọi người trong năm. Đại gia tộc lại lần nữa sửng sốt. Hóa ra không chỉ có nhà họ Trương và nhà họ Từ ở Doanh Châu, mà tất cả 100 công ty hàng đầu ở Doanh Châu đều cùng nhau ủng hộ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao 100 công ty đứng đầu ở Doanh Châu vô duyên vô cớ đi ủng hộ tên nhóc này? Ông Tiền và những người khác rất bối rối. Nhưng mọi người trong nhà họ Diệp thì tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự có sự hỗ trợ từ Thương hội Doanh Châu và 100 công ty hàng đầu ở Doanh Châu thì nhà họ Diệp sẽ được cứu. Ít nhất thì họ không còn phải lo lắng bị năm đại gia tộc chặn đường, bài trừ và không tìm được đối tác nữa. Hội trưởng Từ, ông nói vậy là có ý gì? Ông Tiền có chút bối rối hỏi. Ý trên mặt chữ, hội trưởng Từ nói một cách cứng rắn. Ồ, tôi quên nói với ông rằng trong tương lai, Thương hội Doanh Châu của chúng tôi sẽ dần dần cắt đứt hợp tác với thương hội của ông và thay vào đó sẽ phát triển hợp tác toàn diện hơn với thương hội của cậu Diệp đây. Cái này, ông Tiền càng bối rối hơn. Những người này không chỉ đến ủng hộ Diệp Lâm mà còn sắp xếp để dần cắt đứt quan hệ hợp tác với họ ư. Nói cách khác, Doanh Châu đã hoàn toàn đứng về phía Diệp Lâm. Tại sao? Tại sao tên nhóc họ Diệp này lại khó nhằn đến vậy? Họ vốn tưởng rằng mình hoàn toàn có thể xử lý được tên nhóc họ Diệp này. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng nhóm người Doanh Châu này lại đến gây rối. Họ không hề biết rằng Diệp Lâm đã phụng thiên, giết chết Tọa Sơn Điêu, kết nghĩa anh em với chiến thần Thanh Châu và làm rất nhiều những hành động khác, đã sớm vang danh và trở thành một cái tên quen thuộc Doanh Châu. Một nhóm gia tộc giàu có và danh giá, đứng đầu là nhà họ Trương đều rất kính trọng Diệp Lâm. Ngoài ra, ngành dược phẩm sắp đưa vào sản xuất đang có tương lai tươi sáng, các ông lớn ở Doanh Châu cũng đã thể hiện ý định hợp tác. Nhìn thấy tình cảnh này, ông Thiền và những người khác vô cùng bất lực. Năm gia tộc hợp lực để cấm vận, nhưng họ không thể trấn áp hoàn toàn người tên nhóc họ Diệp này. Tuy nhiên, ông Thiền lại chế nhạo, cho dù Doanh Châu có đến ủng hộ thì cậu cũng có thể làm được gì. Tập đoàn Diệp thị của cậu ở Yến Kinh chứ không phải ở Phụng Thiên. Nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ với sự hỗ trợ của Doanh Châu, việc nhà họ Diệp trở lại đỉnh cao sẽ càng khó khăn hơn. Diệp Lâm cũng cười nhạo, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng nếu nước xa liên tục tới thì sao? Diệp Lâm tin rằng chỉ cần ngành công nghiệp dược phẩm của anh ở Phụng Thiên chính thức bắt đầu thì nó sẽ không chỉ dừng lại Doanh Châu. Đến lúc đó, chín châu của Đại Hạ sẽ có vô số người tìm đến bàn chuyện hợp tác. Và đúng lúc này, hàng loạt những chiếc xe sang trọng lần lượt tiến đến. Tất cả đều mang biển số bên ngoài khu vực, phân bố khắp chín châu, không có chiếc nào giống chiếc nào. Cho hỏi cậu Diệp là ai? Tôi nghe nói hôm nay cậu Diệp thành lập thương hội mới nên đến đây ủng hội. Chủ tịch tập đoàn Dương Thị ở Thanh Châu đã đặt một đơn hàng trị giá 10 tỷ đồng, với hy vọng đạt được mối quan hệ hợp tác sâu sắc với tập đoàn Diệp. Thì, chúng tôi, tập đoàn Kim Đỉnh của Dương Châu cũng muốn đặt một đơn hàng 5 tỷ, hy vọng cậu Diệp sẽ chấp nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đến tìm Diệp Lâm. Các đơn hàng hợp tác giống như những bông tuyết, gộp lại có giá trị hàng trăm tỷ, thật đáng kinh ngạc. Cái này, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi người trong ngũ đại gia tộc đều phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Các ông chủ lớn khắp cả nước, có người thậm chí không tiếp xúc nhiều với ngũ đại gia tộc, lúc này lại lần lượt đến đây, chủ động bày tỏ thiện chí với Diệp Lâm, đề nghị hợp tác. Trong chốc lát, những người ủng hộ thương hội của Diệp Lâm từ khắp năm châu bốn bể lũ lượt kéo tới. Điều này đã có thể hình thành thế cạnh tranh với thương hội cũ do năm đại gia tộc đứng đầu. Đúng như Diệp Lâm vừa nói, dù nước xa không cứu được lửa gần, nhưng nếu nước từ xa liên tục đổ về thì sẽ tạo thành sông hồ, không bao giờ cạn. Lúc này Diệp Lâm cũng có chút bối rối. Bởi vì những ông lớn từ khắp các châu đều không mời mà đến.
Nhưng nhìn kỹ hơn, Diệp Lâm chợt hiểu ra. Những người có mặt này đều là những khán giả đã tới xem trận chiến ở đấu trường Bạch Vân Quan. Mặc dù ký ức của mọi người đã bị xóa sạch trong trận chiến đó. Tuy nhiên, việc Diệp Lâm không xuất hiện nhưng lại gây ra tổn thất nặng nề cho toàn bộ giới võ cổ. Trong nội tâm mọi người đều đồn đoán rằng đằng sau Diệp Lâm nhất định phải có một thế lực đáng sợ có thể áp đảo giới võ cổ. Vì lý do này, sau khi nghe tin Diệp Lâm hôm nay mở thương hội mới, rất nhiều ông chủ lớn không mời mà đến, chủ động tham gia, tạo mối quan hệ hữu nghị, hy vọng có thể làm quen với huyền thoại Diệp Lâm. Ý trên mặt chữ, hội trưởng Từ nói một cách cứng rắn, ồ, tôi quên nói với ông rằng trong tương lai, thương hội Doanh Châu của chúng tôi sẽ dần dần cắt đứt hợp tác với thương hội của ông và thay vào đó sẽ phát triển hợp tác toàn diện hơn với thương hội của cậu Diệp đây. Cái này, ông Thiền càng bối rối hơn. Những người này không chỉ đến ủng hộ Diệp Lâm mà còn sắp xếp để dần cắt đứt quan hệ hợp tác với họ ư. Nói cách khác, Doanh Châu đã hoàn toàn đứng về phía Diệp Lâm. Tại sao? Tại sao tên nhóc họ Diệp này lại khó nhẫn đến vậy? Họ vốn tưởng rằng mình hoàn toàn có thể xử lý được tên nhóc họ Diệp này. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng nhóm người Doanh Châu này lại đến gây rối. Họ không hề biết rằng Diệp Lâm đã phụng thiên, giết chết Tọa Sơn Điêu. Kết nghĩa anh em với chiến thần Thanh Châu và làm rất nhiều những hành động khác, đã sớm vang danh và trở thành một cái tên quen thuộc Doanh Châu. Một nhóm gia tộc giàu có và danh giá, đứng đầu là nhà họ Trương đều rất kính trọng Diệp Lâm. Ngoài ra, ngành dược phẩm sắp đưa vào sản xuất đang có tương lai tươi sáng, các ông lớn ở Doanh Châu cũng đã thể hiện ý định hợp tác. Nhìn thấy tình cảnh này, ông Thiền và những người khác vô cùng bất lực. Năm gia tộc hợp lực để cấm vận. Nhưng họ không thể trấn áp hoàn toàn người tên nhóc họ Diệp này. Tuy nhiên, ông Tiền lại chế nhạo, cho dù Doanh Châu có đến ủng hộ thì cậu cũng có thể làm được gì. Tập đoàn Diệp thị của cậu ở Yến Kinh chứ không phải ở Phụng Thiên. Nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ với sự hỗ trợ của Doanh Châu, việc nhà họ Diệp trở lại đỉnh cao sẽ càng khó khăn hơn. Diệp Lâm cũng cười nhạo, nước xa không cứu, được lửa gần, nhưng nếu nước xa liên tục tới thì sao? Diệp Lâm tin rằng chỉ cần ngành công nghiệp, dược phẩm của anh ở Phụng Thiên chính thức bắt đầu thì nó sẽ không chỉ dừng lại Doanh Châu. Đến lúc đó, chín châu của Đại Hạ sẽ có vô số người tìm đến bàn chuyện hợp tác. Và đúng lúc này, hàng loạt những chiếc xe sang trọng lần lượt tiến đến, tất cả đều mang biển số bên ngoài khu vực, phân bố khắp chín châu, không có chiếc nào giống chiếc nào. Cho hỏi cậu Diệp là ai? Tôi nghe nói hôm nay cậu Diệp thành lập thương hội mới nên đến đây ủng hội. Chủ tịch tập đoàn Dương Thị ở Thanh Châu đã đặt một đơn hàng trị giá 10 tỷ đồng, với hy vọng đạt được mối quan hệ hợp tác sâu sắc với tập đoàn Diệp Thị. Chúng tôi, tập đoàn Kim Đỉnh của Dương Châu cũng muốn đặt một đơn hàng 5 tỷ, hy vọng cậu Diệp sẽ chấp nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đến tìm Diệp Lâm. Các đơn hàng hợp tác giống như những bông tuyết, gộp lại có giá trị hàng trăm tỷ, thật đáng kinh ngạc. Cái này, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi người trong ngũ đại gia tộc đều phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Các ông chủ lớn khắp cả nước, có người thậm chí không tiếp xúc nhiều với ngũ đại gia tộc, lúc này lại lần lượt đến đây, chủ động bày tỏ thiện chí với Diệp Lâm, đề nghị hợp tác. Trong chốc lát, những người ủng hộ thương hội của Diệp Lâm từ khắp năm châu bốn bể lũ lượt kéo tới. Điều này đã có thể hình thành thế cạnh tranh với thương hội cũ do năm đại gia tộc đứng đầu. Đúng như Diệp Lâm vừa nói, dù nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng nếu nước từ xa liên tục đổ về thì sẽ tạo thành sông hồ, không bao giờ cạn. Lúc này Diệp Lâm cũng có chút bối rối. Bởi vì những ông lớn từ khắp các châu đều không mời mà đến. Nhưng nhìn kỹ hơn, Diệp Lâm chợt hiểu ra. Những người có mặt này đều là những khán giả đã tới xem trận chiến ở đấu trường Bạch Vân Quan. Mặc dù ký ức của mọi người đã bị xóa sạch trong trận chiến đó. Tuy nhiên, việc Diệp Lâm không xuất hiện nhưng lại gây ra tổn thất nặng nề cho toàn bộ giới võ cổ. Trong nội tâm mọi người đều đồn đoán rằng đằng sau Diệp Lâm nhất định phải có một thế lực đáng sợ có thể áp đảo giới võ cổ. Vì lý do này, sau khi nghe tin Diệp Lâm hôm nay mở thương hội mới, rất nhiều ông chủ lớn không mời mà đến, chủ động tham gia, tạo mối quan hệ hữu nghị, hy vọng có thể làm quen với huyền thoại Diệp Lâm. Chứng kiến tất cả các ông lớn từ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại. Dường như trước mắt không còn chỉ là một thương hội của một vùng mà giống như thương hội chung của toàn bộ Đại Hạ, vô cùng nhộn nhịp và sôi động. Nhóm ông Tiền, những người vừa đe dọa cấm Diệp Lâm sẽ bao vây cấm vận Diệp Lâm trên khắp cả nước, giờ đây tất cả đều sững sờ.
không ngờ lại có nhiều người ủng hộ đột nhiên xuất hiện như vậy. Chết tiệt thật! Nhìn thấy thương hội mới của Diệp Lâm thay đổi từ đơn phương độc mã đến đông vui nhộn nhịp như vậy. Đám người vốn muốn xem trò đùa của Diệp Lâm đều tái mặt, giờ đây chính họ lại trở thành một trò đùa. Tốt quá rồi, nhà họ Diệp chúng ta được cứu rồi. Có nhiều đơn hàng hợp tác tìm đến quá, thậm chí còn nhiều hơn số lượng đơn hàng trong một năm của những năm trước nữa. Tân gia chủ của chúng ta đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Chẳng trách cậu ấy lại dám bất chấp mọi ý kiến, sáng lập ra thương hội mới, thì ra là vì vậy. Có sự ủng hộ từ khắp nơi trên cả nước, nhà họ Diệp chúng ta không sợ bị Yến Kinh cấm vận nữa, mất một vùng mà được cả nước, tương lai chúng ta sẽ còn hưng thịnh hơn nữa. Thấy cảnh này, mọi người trong nhà họ Diệp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, họ cũng thầm kính phục năng lực của Diệp Lâm, có thể đảo ngược hoàn toàn tình thế bất lợi trong nháy mắt. Những nghi ngờ và bất mãn ban đầu đối với Diệp Lâm đều bị xóa sạch. Giờ đây, mọi người trong nhà họ Diệp đều đã công nhận vị tân gia chủ trẻ tuổi này. Sư phụ, anh tuyệt quá! Hoa Quốc Đống không khỏi thán phục. Anh ta cũng không ngờ rằng sư phụ có thể mời nhiều người từ khắp nơi trên cả nước đến ủng hộ như vậy. Điều này này không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Long Vương đại nhân, lúc này, Hoàng Long cũng bước lên báo cáo tình hình hiện tại của nhà máy dược phẩm Phụng Thiên. Theo yêu cầu của ngài, dây chuyền sản xuất đã được cải tạo hoàn toàn, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tháng sau sẽ có thể đi vào sản xuất hàng loạt. Được, anh làm tốt lắm. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Mọi thứ đều tiến hành từng bước đúng như trong kế hoạch của anh. Điều bất ngờ duy nhất là những ông lớn từ khắp nơi đã đến sớm hơn dự kiến. Hừ, tên nhóc họ Diệp kia, lần này coi như cậu may mắn tìm được nhiều người ủng hộ. Lúc này, ông Tiền và những người khác thấy tình hình không thuận lợi, ở lại đây cũng chẳng ích gì nên chuẩn bị rời đi. Nhưng cậu hãy nhớ cho kỹ, chuyện này còn chưa xong đâu. Năm đại gia tộc chúng tôi sẽ không buông tha nhà họ Diệp các cậu đâu. Cho dù có sự ủng hộ của các ông chủ lớn từ các châu khác, ít nhất chúng tôi cũng có thể khiến các cậu không thể có chỗ đứng ở Yến Kinh này nữa. Gia chủ nhà họ Chu cũng nói, đúng vậy, trừ khi cậu lập tức cuốn gói khỏi Yến Kinh. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nhạo, tôi sẽ chờ xem cuối cùng ai mới là người phải cuốn gói khỏi Yến Kinh. Nhìn thấy nhóm người này tức giận rời đi. Diệp Lâm lại nói, chờ một chút. Sao lại rời đi vội vàng như vậy? Kịch hay thực sự còn chưa bắt đầu mà. Cái gì? Nghe vậy, ông Tiền và những người khác lại do dự, tỏ vẻ nghi ngờ. Không biết kịch hay mà Diệp Lâm nói là có ý gì? Có rất nhiều ông lớn đến ủng hộ anh, đó chẳng phải là con át chủ bài rồi sao? Chẳng lẽ anh còn có lá bài nào mạnh hơn chưa sử dụng? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe công vụ chậm rãi chạy tới. Dù không phải là một chiếc xe sang nhưng biển số đặc biệt vẫn thu hút rất ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không biết là thần thánh phương nào đây? Không, không phải là tới đây đấy chứ. Ông Tiền thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ là đi ngang qua thôi, đừng dừng lại. Nhưng trái với mong ước đó, chiếc xe lại từ từ dừng lại ở đây. Trước sự chứng kiến của mọi người, cửa xe mở ra, một ông già mặc đồ cổ tàu bước ra. Ngay sau đó, có thêm hai vệ sĩ đi theo để bảo vệ hai bên trái phải. Mọi người nhìn kỹ hơn, không khỏi hít một hơi lạnh. Khổng, Khổng đại nhân. Là Khổng đại nhân, Bộ trưởng Bộ Hành Chính ư. Làm sao có thể, Khổng đại nhân sao lại tới đây? Mọi người có mặt tại hiện trường đều tỏ ra sửng sốt và khó tin. Người tới không ai khác chính là Khổng Hữu Vi, Bộ trưởng Bộ Hành Chính. Khi nhìn rõ người đến là ai, ông Tiền không khỏi run rẩy. Hơi thở đần trở nên đồn dập. Đây chính là Bộ trưởng Khổng. Ngay cả ông Diệp, người đang tức đến ngắc ngoải, vừa tỉnh dậy cũng run lên vì sợ hãi, khó thở khi nhìn thấy đối phương. Đây là người chống lưng trước đây của nhà họ Diệp, không rõ vì lý do gì mà đột nhiên cắt đứt liên lạc với ông Diệp, không còn can thiệp vào chuyện của nhà họ Diệp nữa. Kể từ đó, nhà họ Diệp đã trải qua những biến cố to lớn, không còn ai để dựa dẫm nữa. Ông Diệp vẫn luôn thắc mắc. Rốt cuộc ông ta đã xúc phạm Khổng đại nhân ở chỗ nào? Hôm nay, nhìn thấy Khổng đại nhân đích thân đến đây, ông Diệp chợt dấy lên hy vọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ Khổng đại nhân đến đây gặp mình sao? Mọi người trong năm đại gia tộc đều muốn bước tới chào hồi. Kết quả là lại bị bảo vệ ở bên cạnh chặn lại. Sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Khổng Hữu Vi đi thẳng về phía Diệp Lâm.
Tiến lại gần, Khổng Hữu Vi mỉm cười nói, sư đệ, nghe nói cậu thành lập thương hội mới nên tôi tới đây ủng hộ. Tiếng gọi sư đệ của Khổng Hữu Vi ngay lập tức khiến tất cả những người có mặt tại đó phải kinh ngạc, há hốc mồm. Ông Diệp thì kêu lên một tiếng và ngất xỉu tại chỗ. Tiếng gọi sư đệ của bộ trưởng Khổng khiến tất cả những người có mặt tại đây đều sửng sốt, sốc đến mức hồi lâu không ngậm được miệng. Ôi chúa ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi có nghe nhầm không? Sư đệ! Bộ trưởng Khổng lại gọi tên nhóc này là sư đệ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Lâm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đặc biệt là ông Diệp, lúc này như sét đánh ngang. Ai, đồng thời đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Ôi trời ơi, ngày hôm đó người ông ta đến nhờ Khổng Đại Nhân giải quyết hóa ra lại là sư đệ của Khổng Đại Nhân. Cháu trai của ông ta hóa ra lại là sư đệ của Khổng Đại Nhân. Sau khi phát hiện ra mọi chuyện, mặt ông Diệp tái đi vì sợ hãi. Chẳng trách thái độ của Khổng Đại Nhân đối với ông ta lại thay đổi 180 độ sau sự việc kia. Tiếp đó, nhà họ Diệp xảy ra biến cố lớn, ông ta bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi tổng hợp tất cả những điều này lại, ông Diệp nhận ra rằng cháu trai mình có bản lĩnh vô cùng phi thường, vậy mà ông ta còn không biết tự lượng sức mình, muốn chỉ dạy cho Diệp Lâm. Ngay lập tức, hơi thở của ông Diệp ngày càng đồn dập, nhất thời khó thở và ngất đi vì sợ hãi. Ông Tiền ở bên cạnh cũng run lên, toát mồ hôi lạnh. Người đứng đầu họ Hứa càng thêm bàng hoàng, sợ hãi như thể nhìn thấy ma. Triệu Thiên Thông của nhà họ Triệu không bao giờ tưởng tượng rằng người đứng sau tên nhóc Diệp Lâm này lại chính là Bộ trưởng Đại Nhân. Chẳng trách cháu gái Triệu Huyền Đình của ông ta, thậm chí cả ông cụ ở nhà đều kiên quyết ủng hộ tên nhóc đó. Tại sao không ai nói cho ông ta biết tin tức quan trọng như vậy chứ? Đừng nói ông ta là người cuối cùng trong nhà biết chuyện này đấy nhé. Mẹ nói các người giấu tôi hay lắm. Lúc này, đừng nói là mọi người trong ngũ đại gia tộc đều chấn động. Ngay cả những người xung quanh Diệp Lâm cũng phải sửng sốt. Họ vừa phát hiện ra rằng Diệp Lâm và Bộ trưởng, Đại Nhân là sư huynh sư đệ. Thật không thể tin được. Ông Khổng, sư phụ, Hoa Quốc Đống nhìn qua nhìn lại giữa hai người, miệng kéo đến tận mang tai. Phải biết rằng cha anh ta đường đường là thống đống của Phủ Thuận Thiên, khi gặp Bộ trưởng Khổng. Cũng phải cúi đầu chào hỏi, không dám thất lễ. Nhưng giờ đây, sư phụ anh đang cùng Thượng Thư Chủ Tôn Nghiêm trò chuyện vui vẻ. Làm sao có thể không ngạc nhiên được đây? E rằng trong số những người trẻ tuổi, không ai có thể so sánh được với sư phụ của anh ta. Triệu Huyền Đình bên cạnh cũng choáng váng. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy biết phía sau Diệp Lâm còn có một vị đại thần như Bộ trưởng Khổng. Vừa rồi chú của Triệu Huyền Đình, Triệu Thiên Thông còn đang phàn nàn, cho rằng cả nhà đang ông ta chuyện này. Nhưng ông ta nào có biết, ngay cả ông nội của Triệu Huyền Đình cũng ngơ ngác. Nếu biết mối quan hệ của Diệp Lâm có thể đạt đến trình độ này, có lẽ ông Triệu đã đích thân đến kết thông ra rồi. Ôi chúa ơi, Long Vương Đại Nhân, tuyệt thật. Nhóm của Hoàng Long thì vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Ai có thể ngờ rằng Long Vương không chỉ kết nghĩa anh em với chiến thần, mà còn là huynh đệ với Bộ trưởng Đại Nhân cơ chứ. Thân phận như vậy chắc cả nước cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi. Bạch Phi Phi không khỏi giật mình nhận ra. Cô thầm nghĩ, chẳng trách Diệp Lại Lâm nhất quyết muốn thành lập một thương hội mới theo kế hoạch ban đầu, còn tuyên bố rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nữa. Thì ra phía sau anh có Bộ trưởng Bộ Tài chính ủng hộ. Trước mặt quan chức cấp cao như vậy, năm đại gia tộc ở Yến Kinh và thương hội Yến Kinh chẳng khác gì một con kiến, không đáng nhắc tới. Bây giờ ai cấm vận ai còn chưa biết. Lúc này, Diệp Lâm cũng vô cùng kinh ngạc nhìn thấy sự xuất hiện của Khổng Hữu Vi. Sư huynh, sao sư huynh lại đích thân tới đây? Diệp Lâm cười khổ, việc nhỏ như vậy cứ cử người tới là được. Diệp Lâm đã nhờ Khổng Hữu Vi hỗ trợ thương hội mới, dù sao Bộ Tài chính cũng phụ trách việc này. Vốn tưởng rằng Khổng Hữu Vi chỉ ra lệnh sắp xếp rồi tùy ý phái người đi, không ngờ ông ấy lại đích thân tới đây, khiến mọi người đều kinh hãi. Ha ha, nếu là chuyện của người khác, đương nhiên tôi sẽ giao cho người phía dưới xử lý, Khổng Hữu Vi cười nói, nhưng đây là việc của sư đệ, thân là sư huynh, đương nhiên tôi phải đích thân tới, kéo người phía dưới làm không tốt thì hỏng mất việc lớn của sư. Đệ, sư huynh có lòng rồi, Diệp Lâm cảm ơn. Thấy Diệp Lâm đang trò chuyện với Khổng Hữu Vi. Ông Thiền và những người khác thấy tình hình không ổn, chuẩn bị bó chạy, nếu tiếp tục ở lại đây sẽ gặp rắc rối to. Nhưng không ngờ, vừa quay người lại, giọng nói của Khổng Hữu Vi đã truyền đến từ phía sau. Ông Tiền,
hôm nay là lễ khai trương thương hội mới của sư đệ tôi, các ông đã tới cả rồi, sao lại vội vàng rời đi như vậy? Nghe vậy, ông Tiền toàn thân run rẩy, chậm rãi quay người lại, vẻ mặt còn xấu hơn cả khóc, cười khổ nói, Khổng đại nhân, chúng tôi còn có việc khác phải làm, không quấy rầy hai huynh đệ ngài hàn huyên tâm sự nữa. Đúng, đúng, chúng tôi không dám phiền, bốn đại gia tộc còn lại cũng phụ họa. Được rồi, Khổng Hữu Vi gật đầu, nhưng tôi cũng có chuyện muốn thông báo với các ông. Khổng đại nhân, xin ngài cứ nói. Ông Tiền vội tiếp lời. Khổng Hữu Vi nghiêm túc nói, một núi không thể có hai hổ, thương hội cũng không thể có hai chủ được. Bộ tài chính chúng tôi đã thảo luận và quyết định rằng từ nay trở đi, chỉ có một thương hội ở Yến Kinh sẽ được giữ lại, đó là thương hội mới do sư đệ tôi thành lập, còn để thương hội cũ của các ông thì hãy thể đi. Cái gì? Thương hội cũ giải tán. Nghe lời nói của Khổng Hữu Vi, đám người năm đại gia tộc giống như bị sét đánh mà ngây ngẩn cả người. Ông cụ Tiền đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy khó chịu khắp người. Tình huống trước mắt không ổn hơn cả trong dự đoán của ông ta. Thấy Diệp Lâm có bộ trưởng Khổng chống lưng, ông cụ Tiền vốn định nhường một bước chia đều giới kinh doanh Yến Kinh với thương hội mới của Diệp Lâm. Nào ngờ người ta cắn ngược lại một cái, muốn nuốt luôn cả thương hội cũ của ông ta. Ông cụ Tiền rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Các tộc trưởng của năm đại gia tộc định đến xem Diệp Lâm làm trò cười, kết quả bọn họ lại trở thành trò cười lớn nhất. Thương hội mới thuận lợi mở ra, còn thương hội cũ của bọn họ thì bị giải tán ngay tại chỗ. Trên đời này có còn pháp luật nữa hay không? Ở trước mặt bộ trưởng bộ tài chính, ông cụ Tiền giống như là một cô con dâu bị mẹ chồng ức hiếp, trong lòng tràn đầy ấm ức và oán hận, lại không dám mở miệng nói tiếng nào. Bộ trưởng Khổng, cuối cùng, gia chủ nhà họ Chu không nén nổi cơn tức giận, chất vấn, thương hội chúng tôi đã tồn tại vài chục năm, từng được xét duyệt chính quy và có được thủ tục hợp pháp. Mấy chục năm qua, thương hội chúng tôi làm việc chăm chỉ, có những cống hiến tương ứng với sự phát triển của các hoạt động thương nghiệp ở Yến Kinh. Chúng tôi không có công lao thì cũng có khổ lao, hơn nữa chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm nào. Vì sao lại đột nhiên muốn chúng tôi giải tán chứ? Đúng vậy. Nghe vậy, mọi người đều sôi nổi gật đầu tán thành. Bọn họ thầm nghĩ làm vậy là không công bằng một chút nào. Tại sao vậy chứ? Có điều, đám người năm đại gia tộc dù có nhiều oán hận hơn nữa thì cũng không có ai dám nói thẳng mặt Khổng Hữu Vi. Giờ phút này, cái cảnh khó xử mà bọn họ đang gặp giống như là dưới đường là ai, vì sao kiện bản quan, ai nấy đều tức giận mà không dám nói gì. Ừ, tôi biết các vị cảm thấy ấm ức, cảm thấy oán hận, còn có rất nhiều thắc mắc, nhưng đều không dám nói ngay mặt tôi Khổng Hữu Vi nói năng chân thành. Không dám không dám, đám người ông Tiền hô lên. Nếu đã không dám thì còn ở đây rong dài cái gì? Khổng Hữu Vi đột nhiên thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ muốn tôi xin lỗi các vị? Chúng tôi không dám, đám người năm đại gia tộc sợ tới mức không dám thở mạnh, liên tục lùi ra sau. Cuối cùng, Khổng Hữu Vi hừ lạnh, nói, năm nhà các vị thay phiên nhau quản lý thương hội cũng lâu rồi, còn chưa đủ thỏa mãn hả? Chẳng lẽ phải để bộ tài chính chúng tôi đi tra đến cùng những chuyện mà thương hội các vị từng làm các vị mới chịu hay sao? Nhiệm vụ lịch sử của các vị đã hoàn thành rồi bây giờ nên đến lượt người mới lên làm. Vâng vâng vâng, đã nói đến nước này rồi, đám người ông Tiền sao có thế không nghe ra được ý ngầm của bộ trưởng. Trong những năm qua, dù bọn họ có làm sai chuyện gì thì bộ tài chính đều sẽ bỏ qua hết. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, thương hội cũ sẽ phải giải tán, thương hội mới thành lập, thay thế thương hội cũ. Đám người ông Tiền ăn một bụng thất vọng từ chỗ Khổng Hữu Vi, vừa định quay người đi về. Đợi đã. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng gọi bọn họ lại. Cậu còn muốn gì nữa? Đám người năm đại gia tộc vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi. Không biết là Diệp Lâm đang được thế định gây khó dễ gì cho bọn họ. Thương hội cũ đã giải tán, vậy thì tất cả các công ty ở Yến Kinh đều phải tới thương hội mới của tôi đăng ký. Tôi tốt bụng nhắc nhở các người một câu, cho người đến đăng ký sớm một chút đi. Còn về phần khi nào xét duyệt thì phải xem biểu hiện của các người. Cái gì? Nghe những lời nói của Diệp Lâm, đám người ông cụ Tiền đều cảm thấy hoảng hốt cả người. Đối phương có ý gì, bọn họ vừa nghe là hiểu ngay. Rõ ràng là muốn chặn xét duyệt bọn họ đây mà. Thương hội cũ không còn nữa, bọn họ phải tới thương hội mới để đăng ký. Nhưng mà Diệp Lâm muốn chặn xét duyệt, vậy thì chẳng khác gì là đẩy bọn họ ra khỏi giới kinh doanh Yến Kinh. Hôm nay bọn họ kéo bè phái tới đây,
cả cái Yến Kinh đều biết. Sau này trong giới kinh doanh Yến Kinh còn có ai chịu hợp tác với công ty năm đại gia tộc bọn họ nữa? Năm nhà bọn họ hợp tác đóng băng Diệp Lâm không được, ngược lại Diệp Lâm một mình đóng băng năm nhà. Cậu, ông cụ Tiền tức giận đến mức run rẩy cả người. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể cắn răng nuốt hết vào trong bụng. Đám người năm đại gia tộc lúc tới không coi ra gì, lúc đi cực kỳ chật vật, Hoàng Tam gia không nhịn được bật cười ra tiếng ha ha, nhìn dáng vẻ chật vật của bọn họ kìa, chật chật. Đúng là không biết tự lượng sức mình, dám đấu với Diệp Tiên Sinh hả? Diệp Tiên Sinh mau xem kìa, bên kia còn có một ông cụ bị nâng đi, ha ha. Buồn cười chết tôi rồi, có khi nào ông ta bị Diệp Tiên Sinh dọa chết ngất hay không? Diệp Lâm trừng Hoàng Tam ra một cái, nói, người bị nâng đi là ông nội tôi. Tiếng cười của Hoàng Tam ra đột nhiên im bặt. Tuy rằng có một chút không hiểu ra sao, nhưng mà ông ta vẫn vội vàng thay đổi cách nói. Trông vị tiên sinh kia kìa, nhìn một cái là biết không phải người thường rồi. Vậy chắc là ông ấy kích động đến mức ngất xỉu khi thấy Diệp tiên sinh có được thành tựu vĩ đại như hiện giờ. Diệp Lâm tiếp tục nói, ông ta bị tôi đuổi ra khỏi nhà rồi. Ngất xỉu là vì bị tôi chọc tức. Hoàng Tam gia càng thêm không hiểu ra sao, có chút bối rối về mối quan hệ giữa hai ông cháu kia. Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh tốt bụng mà giải thích về mối ân oán giữa Diệp Lâm và nhà họ Diệp. Nghe vậy, Hoàng Tam gia lập tức nổi giận nói, Diệp tiên sinh làm đúng lắm. Già mà không chết là gian dảo, ông già kia nên nhường chỗ cho người khác từ lâu rồi. Thấy thương hội mới thuận lợi thành lập, Khổng Hữu Vi định chào đi về. Sư đệ, tôi có việc đi trước. Khổng Hữu Vi cười nói, cậu hãy làm cho tốt. Tôi cũng yên tâm khi giao thương hội mới cho cậu. Vâng, cảm ơn sư huynh hôm nay đã đến đây để ủng hộ tôi. Diệp Lâm đưa Khổng Hữu Vi ra thẳng xe chuyên dụng. Hai người phất tay tạm biệt. Thấy Khổng Hữu Vi đi rồi, mọi người ở đây vẫn còn cảm thán liên tục, có chút không dám tin vào những chuyện mới vừa xảy ra. Thật sự là rất chấn động, rất kịch tính. Có ai ngờ người người chống lưng cho một Diệp Lâm bị năm đại gia tộc hợp tác chèn ép lại là Bộ trưởng Bộ Tài chính cơ chứ? Đây chính là thâm tàng bất lộ là giả heo ăn hổ. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt kính sợ, đồng thời phục sát đất về thủ đoạn và nhân mạch của Diệp Lâm. Sư phụ, Hoa Quốc Đống thấy khách mời đến đông đủ rồi, nói, đám người Bàng Thiếu đã chuẩn bị tiệc ăn mừng ở gần đây, chúng ta đi thôi. Hóa ra bốn vị đồ đệ của Diệp Lâm đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch. Nếu thành lập thương hội thuận lợi thì sẽ mở tiệc chúc mừng. Còn nếu không thuận lợi thì sẽ không ăn mừng. Hiện giờ, thương hội không chỉ có thành lập thành công, mà còn có bộ trưởng tự mình đến ủng hộ, có thể nói là gấp đôi vui mừng. Vậy nên phải làm tiệc ăn mừng thật hoành tráng mới được. Hoa Quốc Đống đã báo trước với ba người Bằng, Thiếu là chuẩn bị mở tiệc theo quy cách cao nhất. Ok, Diệp Lâm quay người, lên tiếng mời tất cả các vị khách đến ủng hộ vào hôm nay. Mọi người vui vẻ đồng ý. Rất nhanh sau đó, một đám người đi tới khách sạn mà Bàng Văn Hiên đã đặt sẵn. Sư phụ, ba người Bàng Văn Hiên, Khương Thái Thanh, Liễu Thành Đài vội vàng đi ra đón. Hôm bái sư. Sư phụ đã tặng cho bọn họ mỗi người một viên đan dược, nhờ vậy gia tộc rất coi trọng bọn họ, còn rất ủng hộ lần bái sư này của bọn họ, thậm chí cảm thấy bọn họ cuối cùng cũng biết tiến tới. Vậy nên ba vị ăn chơi trác táng ở Yến Kinh càng thêm sùng bái sư phụ Diệp Lâm của mình. Chúc mừng sư phụ trở thành hội trưởng thương hội mới ở Yến Kinh. Bàng Văn Hiên nói, nghe Hoa Thiếu nói lần này sư phụ thành lập thương hội, ngay cả bộ trưởng bộ tài chính cũng đến ủng hộ. Thật sự là trâu bò quá đi. Khương Thái Thanh cảm thán liên tục. Hôm nay thuận lợi thành lập thương hội, vậy là kế hoạch to lớn của sư phụ lại đến gần thêm một bước rồi. Liễu Thành Đài vội vàng nói. Được tôi, Hoa Quốc Đống cắt ngang trận đấu nịnh nọt của ba người họ, chờ lát nữa hãy nịnh nọt, bây giờ để sư phụ vào trong đi, có nhiều người đang chờ bên trong đấy. Nghe vậy, đám người Bàng Văn Hiên lập tức cười dẫn Diệp Lâm và khách mời đi vào bên trong. Hoàng Tam ra đi theo Diệp Lâm. Thấy Diệp Lâm qua lại với con cháu gia đình quyền quý thì rất chấn động và khâm phục. Ông ta thầm nghĩ, không hổ là Diệp tiên sinh, ngay cả bốn thiếu Yến Kinh cũng bái Diệp tiên sinh làm thầy. Mình có thể làm việc cho Diệp tiên sinh, thật sự là rất vinh hạnh. Vậy nên Hoàng Tam gia càng thêm ân cần đi theo Diệp Lâm, giống như là cận vệ của Diệp Lâm vậy. Đám người đi vào đại sảnh xa hoa, bên trong có một số bạn bè cùng giới của bốn thiếu đến đây để ủng hộ. Thấy Diệp Lâm đi vào. Đám người trẻ tuổi sôi nổi đi lên chào hỏi. Có điều,
bàn chính có vẻ đột ngột khi bị đám người trẻ tuổi khác giành ngồi. Thấy chủ bữa tiệc là Diệp Lâm đi vào, bọn họ không chỉ không đứng dậy chào hỏi, mà còn không coi ai ra gì, tiếp tục cười đùa. Buồn cười. Hoàng Tam gia thấy vậy liền nổi giận đùng đùng đi lên đuổi người. Đám nhãi danh các cậu mù rồi hả? Chủ tiệc đã tới rồi mà các cậu còn dám đoạt bàn chính nữa hả? Các cậu được phép ngồi ở đây sao? Còn không mau cút sang một bên đi. Đối mặt với sự trách mắng của Hoàng Tam gia, bọn họ không hề quan tâm, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ông là ai hả? Ông mới mù đấy. Ông biết đại thiếu nhà tôi là ai không hả? Một người trẻ tuổi chỉ vào thanh niên mặc đồ gấm dẫn đầu, ngạo nghễ nói, đây chính là Tôn thiếu Tôn Văn Thành. Nghe cái tên Tôn Văn Thành, người địa phương Yến Kinh đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hoàng Tam gia là người nơi khác, tuy rằng cảm thấy cái tên quen quen, nhưng trong nhất thời không nhớ ra được. Tôn Văn Thành, Tôn thiếu, Hoàng Tam gia mờ mịt hỏi lại, là ai vậy? Người trẻ tuổi khịt mũi coi thường, cười nhạo, vừa nhìn là biết đồ nhà quê đến từ nơi khác rồi. Ngay cả Tôn thiếu nhà tôi cũng không quen biết hả? Nghe đây, Tôn thiếu nhà tôi là Võ Trạng Nguyên năm ngoái, ông nội là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cậu là Chiến thần Kinh Châu. Cái gì? Nghe vậy, Hoàng Tam gia lập tức trợn tròn mắt, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Cháu nội Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cháu trai Chiến thần Kinh Châu, Võ Trạng Nguyên. Cái loại thân phận hiển hách này đủ để nghiền áp loại người con kiến như ông ta. Vậy nên, Hoàng Tam gia vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười, nịnh hót, là tôi có mắt không tròng, các vị cứ ngồi tự nhiên, làm phiền rồi. Dứt lời, Hoàng Tam gia chạy nhanh như chớp đến chỗ Diệp Lâm, nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, cậu ta là cháu nội của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, còn là Võ Trạng Nguyên nữa, chúng ta nhìn cậu ta đi. Nghe vậy, Diệp Lâm nhíu mày nhìn sang Bàng Văn Hiên đi bên cạnh mình, dường như là đang hỏi, anh tìm người tới chia vui hay là tới phá đám vậy? Thấy vậy, Bàng Văn Hiên hơi xấu hổ, trong nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì anh ta không có mời Tôn Văn Thành, là Tôn Văn Thành tự mình tới đây xem náo nhiệt. Bình thường Tôn Văn Thành luôn xem thường đám người ăn chơi trác táng bọn họ. Hôm nay, Bàng Văn Hiên vì chứng minh mình không hề thua kém anh ta, thậm chí còn có chút muốn khoe sư phụ của mình, khiến cho anh ta phải nhìn với ánh mắt khác. Vậy nên Bàng Văn Hiên mới để cho đám người kia đi vào. Nào ngờ bọn họ vừa vào đại sảnh liền bày ra cái vẻ giọng khách hát giọng chủ. Bàng Văn Hiên đành phải ra mặt nói chuyện, Tôn thiếu, nể mặt tôi một lần đi, nhường chỗ cho sư phụ tôi, đó là vị trí của sư phụ tôi mà. Nể mặt cậu hả? Tôn Văn Thành cười lạnh một tiếng, nhà cậu ngoài cha cậu là phó viện trưởng viện kiểm sát ra thì còn có ai có thể làm cho nhà họ Tôn chúng tôi nể mặt. Ba thế hệ nhà họ Tôn đều làm quan trong triều, kể cả Tôn Văn Thành nhỏ tuổi nhất cũng đi lên từ Võ Trạng Nguyên. Hiện giờ đã thăng lên thất phẩm tuần thành, tương lai tươi sáng. Ở trong mắt Tôn Văn Thành, loại người ăn chơi trác táng như Bàng Văn Hiên không xứng được nhắc tới. Hôm nay anh ta đến đây chủ yếu là vì xem trò cười của Bàng Văn Hiên, chỉ là không ngờ Bàng Văn Hiên đã nhận sư phụ gì đó, mà vị sư phụ đó còn dám đến đây. Tôn Văn Thành tới cũng tới rồi, bèn dùng thái độ bề trên coi khinh mọi người. Rốt cuộc thì ở đây có người nào lớn chức hơn anh ta, để anh ta phải cúi đầu đâu chứ? Cậu, rõ ràng là Tôn Văn Thành cố ý đến đây để phá đám, lại còn phá đám ngay trước mặt sư phụ mình, khiến mình mất hết mặt mũi. Tôn Văn Thành, lúc này, Hoa Quốc Đống cũng đứng dậy, hôm nay là tiệc mừng của sư phụ tôi. Nếu cậu không muốn chơi vui vẻ thì cứ đi đi, chúng tôi không chào đón cậu. Đúng vậy, Khương Thái Thanh lập tức lớn tiếng nói, bảo vệ đâu? Mau đuổi hết mấy người này ra ngoài đi. Tôn thiếu, ngày thường chúng tôi đều nhường cậu ba phần. Nhưng hôm nay liên quan đến sư phụ chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu được nước làm tới Liễu Thành Đài cũng kiên quyết đáp lại, cần thiết phải lấy lại mặt mũi ngay trước mặt sư phụ. Dù sao thì trước đây đám người Tôn Văn Thành và đám người Hoa Quốc Đống không có nhiều giao thoa, cả hai bên đều không ưa lẫn nhau. Đã vậy thì dứt khoát xé rách mặt, đuổi bọn họ đi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghe vậy, đám người Tôn Văn Thành đều sửng sốt. Không ngờ hôm nay bốn tên ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp kia lại kiêu ngạo như vậy. Còn dám lên mặt với mình, đuổi mình đi ra ngoài nữa. Rất nhanh sau đó, một đám bảo vệ chạy vào. Đám bảo vệ xem như có ánh mắt, nhìn là biết người bọn họ phải đuổi đi là Tôn Văn Thành, lập tức sợ tới mức không dám nhúc nhích một chút nào. Nói đùa, người ta chính là tiểu thiếu gia nhà họ Tôn, cháu trai của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, còn có cậu là nhân vật lớn cấp bậc chiến thần.
với cái loại thân phận hiển hách như thế, đừng nói là bảo một đám bảo vệ nhỏ nhoi bọn họ đi đuổi người, bọn họ chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi là phải né xa ba thước rồi. Để tôi xem ai dám đuổi Tôn thiếu nhà chúng tôi. Đám đàn em của Tôn Văn Thành lập tức đứng dậy, lớn tiếng cảnh cáo. Đám bảo vệ sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Khương thiếu, anh tha cho chúng tôi đi. Anh ta chính là Tôn thiếu, chúng tôi không dám ra tay. Khương Thái Thanh thấy vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, để mặc cho đám bảo vệ sợ hãi bỏ chạy. Hôm nay Tôn thiếu nhà chúng tôi chịu đến dự tiệc ăn mừng của các người là nể mặt các người lầm rồi, đoạt bàn chính thì có làm sao hả? Chẳng lẽ ở đây còn có người nào có tư cách ngồi chỗ này hơn cả Tôn thiếu nhà chúng tôi? Dứt lời, đám đàn em kia nhìn về phía Diệp Lâm. Nghe nói các cậu bái sư phụ gì đó, rồi anh ta vừa mới lên chức hội trưởng chó má gì đó. Đừng tưởng rằng anh làm hội trưởng tổ chức dân gian là rất trâu bò. Nói cho anh biết, ở trước mặt Tôn thiếu chúng, tôi, anh chẳng là cái thứ gì cả. Tôn thiếu nhà chúng tôi là võ trạng nguyên năm ngoái, hiện giờ đang là quan thất phẩm tuần thành ngự sử. Còn anh là quan mấy phẩm mà dám bảo Tôn thiếu chúng tôi nhường chỗ ngồi cho anh. Nói xong, đám người kia cười rộ lên. Đối mặt với đám người thường Diệp Lâm, Tôn Văn Thành là thất phẩm ngự sử, tự cho rằng mình cao hơn người thường một bậc, cả người đều là cảm giác ưu việt. Ai ra, Hoàng Tam gia thấy vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cho rằng lần này Diệp tiên sinh phải chịu thiệt rồi. Bình thường trước mặt người ngoài, Diệp tiên sinh là người sát phạt quyết đoán, nhưng khi ấy Diệp tiên sinh chỉ đối mặt với một đám bình dân bá tánh. Còn hiện giờ, bọn họ phải đối mặt với tiểu thiếu gia nhà quan hàng thật giá thật, mà bản thân người ta cũng có chức quan trên người, có ai dám động đến chứ? Mẹ nó, đám người Hoa Quốc Đống tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi rồi chẳng thể làm gì. Bọn họ là một đám ăn chơi trác táng, tất cả đều là nhờ có bậc cha chú che chở, còn bản thân bọn họ thì chẳng là cái gì cả. Người ta có cơ quan lớn hơn một bậc đủ đè chết người. Trong một đám người bọn họ, ngay cả một chức quan tép siêu cửu phẩm cũng không có, vậy nên mới bị một tên thất phẩm coi thường chế giễu. Còn đám khách khứa ở hiện trường, bọn họ đều là đại lão một phương đến từ các châu, nhưng khi đổi với con cháu nhà quan lại, bọn họ cũng cảm thấy kém hơn một bậc. Diệp tiên sinh, lúc này, Triệu Huyền Đình bất đắc dĩ mà nhỏ giọng nói, hay là chúng ta đổi sang nơi khác đi. Đúng vậy, đừng để thằng nhãi kia làm mất vui. Đám người Hoàng Long cũng nói. Bọn họ không thể trêu vào, vậy thì bọn họ né xa ra. Hoa Quốc Đống lấy điện thoại ra, nói, tôi lập tức đi sắp xếp. Không cần. Lúc này, Diệp Lâm phất phất tay rồi đi về phía đám người Tôn Văn Thành. Có lẽ người khác sẽ kính anh ta, sợ anh ta, còn Diệp Lâm anh thì sẽ không nhường anh ta. Anh, muốn làm gì hả? Thấy vậy, Tôn Văn Thành không nhịn được mà nín thể, dường như cảm nhận được một lượng áp lực vô hình đập vào mặt. Anh ta cũng xuất thân võ giả, tất nhiên là cảm nhận được hơi thở nguy hiểm truyền đến từ trên người đối phương. Nhãi danh, mày lại đây làm gì? Muốn đánh nhau hả? Đám đàn em bên cạnh Tôn Văn Thành cáo mượn oai hùng, đứng dậy khiêu khích. Ha ha, lúc nãy, Tôn Văn Thành từ từ đứng dậy. Lúc này, Tôn Văn Thành từ từ đứng dậy, cười lạnh nói, muốn đánh nhau hả? Chắc là anh tìm nhầm đối thủ rồi. Nếu tính trong đám bạn cùng lứa tuổi, Tôn Văn Thành chưa từng sợ ai. Biết sư phụ của Tôn thiếu chúng tôi là ai không? Là vương giáo đầu Vương Phàm dạy thương bổng ở Yến Kinh. Tôn thiếu nhà chúng tôi học hết bản lĩnh, thì một lần là đỗ ngay võ trạng nguyên. Trong đám bạn cùng lứa tuổi, chắc chỉ có chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh Kim Lũ Y Kim Đại Nhân là có thể so tài với Tôn thiếu nhà chúng tôi. Nghe thấy cái tên Kim Lũ Y, Tôn Văn Thành trừng mắt, quát, khốn kiếp. Tên của vợ tương lai tôi là tên mà các cậu có thể tùy tiện nói ra sao? Vả miệng. Vâng vâng vâng, đám đàn em phát hiện mình nói sai rồi, liên tục vả miệng xin lỗi, chúng tôi xúc phạm phu nhân tương lai của võ trạng nguyên, là chúng ta sai, chúng tôi đáng chết. Tôn Văn Thành xuất thân hiển hách, bản thân còn là võ trạng nguyên, luôn cho rằng mình cao hơn người ta một bậc, phụ nữ bình thường là sẽ không được anh ta coi trọng. Chỉ có Kim Lũ Y hiên ngang phóng khoáng, được người ta gọi là nữ võ thần mới khiến anh ta vừa gặp đã thương. Tuy rằng hai nhà chưa chính thức nói chuyện hôn nhân, nhưng mà ở trong suy nghĩ của Tôn Văn Thành, Kim Lũ Y đã là vợ tương lai của mình, không ai có thể đoạt được với mình. Sau đó, Tôn Văn Thành nhìn về phía Diệp Lâm, hừ lạnh nói, bọn họ nói sai, nhưng có vài lời là đúng. Trong đám bạn cùng lứa tuổi,
chỉ có vợ tương lai của tôi là Kim Lũ Y có thể ngang sức ngang tài với tôi thôi. Còn những người bình thường khác, không ai có thể khiến tôi coi trọng dù chỉ một chút. Bây giờ là có, Diệp Lâm không nói nhiều, vung tay tát một cái, Tôn Văn Thành bị tát bay ra ngoài. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh như chết. Cho dù là ai cũng không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám ra tay đánh Tôn Văn Thành. Tai họa rơi xuống đầu rồi. Thôi xong. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống giật nảy mình, thầm nói thôi xong rồi. Lúc nãy thấy Diệp Lâm đi về phía Tôn Văn Thành, Hoa Quốc Đống đã có chút lo lắng là sư phụ sẽ không nhịn được mà ra tay đánh Tôn Văn Thành. Anh ta vừa định ra mặt ngăn cản, kết quả vẫn là chậm một bước. Lần này phiền phức lớn rồi. Hoa Quốc Đống lau mồ hôi thay cho sư phụ mình. Đánh người nào cũng dễ giải quyết, chỉ có đối phương là cháu trai của viện trưởng viện kiểm sát. Trong khi Diệp Lâm mới vừa ra tù, lỡ như bị đối phương bắt vào tù nữa thì chắc là khó ra tù lắm. Sư phụ, đám người Bàng Văn Hiên rất chấn động, không ngờ một bữa tiệc mừng vui vẻ lại biến thành thế này. Nhất là Bàng Văn Hiên, anh ta rất hối hận, tất cả là do mình sắp xếp không ổn, nếu biết trước thì mình đã không cho đám người Tôn Thiếu đi vào rồi. Sau đó, Bàng Văn Hiên quyết định rằng nếu Tôn Thiếu làm ầm ĩ lên thì mình sẽ gánh tội thay sư phụ. Xong rồi, Hoàng Tam gia thấy vậy thì sợ tới mức lùi ra sau từng bước một, hận không thể trốn về Phụng Thiên, rời xa vùng đất thị phi này. Lúc này, đám đàn em bên cạnh Tôn Văn Thành dần dần hồi hồn lại từ trong cơn chấn động. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng Diệp Lâm dám ra tay đánh Tôn Thiếu. Điều khiến bọn họ không ngờ hơn nữa là một người mạnh như Tôn Thiếu lại bị Diệp Lâm tát một cái bay ra ngoài. Tôn Thiếu. Đám đàn em vội vàng chạy như bay tới bên cạnh Tôn Thiếu, đỡ anh ta dậy, hỏi han đủ điều. Nhãi danh, mày muốn chết hả? Dám đánh Tôn Thiếu nhà bọn tao? Mày biết Tôn Thiếu là ai không? Biết ông nội Tôn Thiếu là ai không? Biết cậu Tôn Thiếu là ai không? Mày chết chắc rồi, chờ ở tù mọt gông đi. Đối mặt với sự uy hiếp và tiếng quát mắng của đám đàn em, Diệp Lâm không chút quan tâm, cũng không hề sợ hãi. Anh chỉ nhìn chằm chằm Tôn Văn Thành bằng ánh mắt lạnh lùng, để xem anh ta có phục hay không. Mày! Lúc này, Tôn Văn Thành có chút sửng sốt, thậm chí còn chưa hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại bị người ta đánh bay ra ngoài. Thằng nhãi này, có thể một tát tát bay mình. Sao có thể chứ? Sau khi hồi hồn lại, Tôn Văn Thành nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Mình rõ ràng là võ trạng nguyên, vậy mà cũng không thể thấy rõ đối phương ra tay như thế nào. Đúng là gặp quỷ. Tôn Văn Thành không phục. Anh ta lớn từng tuổi này, chưa từng chịu ấm ức như thế. Chỉ nói đến thân phận hiển hách của mình thôi, là có ai dám động đến một đầu ngón tay của mình. Cho dù có động thật đi nữa, thì với bản lĩnh mình học từ sư phụ và thực lực thật sự của võ trạng nguyên thì mình sợ ai chứ? Vậy mà một người trâu bò như mình lại bị một thằng nhãi vô danh đánh bay ra ngoài trước mặt bao người. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì sau này, mình còn mặt mũi đi gặp ai nữa? Mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao hả? Tôn Văn Thành bụng nửa khuôn mặt dần sưng lên, vừa tức giận vừa bất ngờ. Có điều, khi bình tĩnh lại, anh ta vẫn nhận ra rằng thực lực của người thanh niên trước mắt chắc là mạnh hơn mình. Người ta nói người thạo nghề vừa ra tay là biết ngay. Tôn Văn Thành xuất thân võ giả, tuy rằng anh ta tự cho mình giỏi hơn người khác, nhưng mà anh ta không phải là đồ ngu. Khi bình tĩnh lại, anh ta vẫn đoán ra được hai bên ai mạnh ai yếu. Dù rằng có chút khó tin, đối phương trông có vẻ không lớn tuổi, sao lại mạnh hơn mình nhiều như vậy? Nghĩ thì nghĩ như vậy. Tôn Văn Thành vẫn tuân theo nguyên tắc đàn ông phải biết tránh cái thiệt trước mắt, không dám đánh trả ngay tại chỗ. Có điều, anh ta đã ăn một cái tát, tất nhiên sẽ không chịu buông tha. Nếu đánh không lại, vậy thì dùng thân phận để đè chết bọn họ. Sau đó, Tôn Văn Thành trợn to mắt ra chừng bốn người Hoa Quốc Đồng. Các cậu bái một vị sư phụ giỏi lắm, ngay cả tôi cũng dám đánh. Các cậu hãy đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu, tôi sẽ nói với ông nội tôi bắt hết các cậu lại. Tôi nhớ sư phụ các cậu vừa mới ra tù, đúng không? Ha ha, anh ta cứ đợi ở tù mọt gông đi. Nói đến đây, Tôn Văn Thành lại trừng Diệp Lâm một cái, uy hiếp, nửa đời sau của mày đều sẽ phải sống trong tù. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống cảm thấy cực kỳ nặng lòng. Chuyện mà anh ta không mong xảy ra nhất đã xảy ra. Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Tôn Thiếu, chuyện bắt đầu từ
tôi sẵn lòng gánh tội thay cho sư phụ tôi. Lúc này, Bàng Văn Hiên đứng dậy nói, cậu đừng khó xử sư phụ tôi nữa. Hừ, bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Tôn Văn Thành giận dữ, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào trong các cậu. Nhất là sư phụ các cậu. Lúc Hoa Quốc Đống đang do dự có nên bảo sư phụ xin lỗi đối phương hay không. Tuy với tính tình của sư phụ, chắc là rất khó để cúi đầu. Nhưng nhịn trong nhất thời dù sao cũng tốt hơn bị bắt vào trong tù mà nhỉ. Nào ngờ ngay lúc này, Diệp Lâm lại bước lên phía trước, lạnh lùng nói, còn dám lên mặt ngay trước mặt tôi hả? Xem ra một cái tát vừa rồi chưa đủ để anh câm miệng. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, không muốn giết người, vậy nên tha cho anh một mạng. Tôi đếm đến ba, anh phải biến mất ngay ra khỏi tầm mắt của tôi. Cái gì? Nghe vậy, Tôn Văn Thành lập tức nổi giận. Không ngờ thằng nhãi này nói năng láo xược như thế. Đúng là ăn gan hùm mật gấu. Lúc này, Diệp Lâm bắt đầu đếm ngược, ba. Vừa dứt lời, anh liền tát ra một cái, lại tát bay Tôn Văn Thành ra khỏi đại sảnh. Từ chỗ Tôn Văn Thành đến lối vào đại sảnh cách khoảng 100 mét. Với một khoảng cách xa như thế, một cái tát của Diệp Lâm trông có vẻ nhẹ nhàng, lại tát bay Tôn Văn Thành ra ngoài giống như là đánh con quay. Anh ta đâm lướt qua một loạt bàn ăn, cuối cùng đâm mạnh lên trên vách tường ở ngoài đại sảnh. Tôn Văn Thành bị đâm điên đâm cưỡng, cả buổi cũng chưa hồi hồn lại. Giờ phút này, Diệp Lâm ra tay lần thứ hai khiến mọi người ở đây đều rất sốc. Ai cũng không ngờ rằng Diệp Lâm sẽ ra tay và dám ra tay lần thứ hai. Xong rồi, Hoa Quốc Đống căng thẳng mà nuốt nước bọt, trong lòng nặng nề đến cực điểm, thầm nghĩ lớn chuyện thật rồi, không thể cứu Văn được nữa rồi. Một khi nhà họ Tôn truy cứu đến cùng thì không ai có thể hòa hoãn lửa giận của nhà họ Tôn. Những người khác đều nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt vừa bất ngờ vừa khâm phục, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ khó tin. Không thể nào ngờ rằng Diệp Lâm ra tay tát Tôn Văn Thành đến tận 2 lần. Diệp Lâm chưa từng suy xét đến hậu quả hay sao? Tôn thiếu. Ngay sau đó, đám đàn em của Tôn Văn Thành sắp bị dọa ngu người, vội vàng chạy như bay ra đại sảnh. Bọn họ vừa luống cuống tay chân đỡ Tôn Văn Thành bị đánh ngây người vừa hùng hùng hổ hổ, thằng nhãi kia, có phải là mày uống lộn thuốc hay không mà còn dám ra tay nữa vậy? Sau một lúc lâu, Tôn Văn Thành dần dần tỉnh táo lại, hiểu ra được những gì vừa mới xảy ra thì cực kỳ tức giận. Tạm thời không nói đến chuyện mình lại bị đánh, chỉ nói tới chuyện lần này bị đánh oan cực kỳ. Con mẹ nó, mày nói là đếm 3 tiếng mà. Sao mới đếm có, 3 là ra tay rồi hả? Tôn Văn Thành bị cách làm không nói võ đức, không theo kịch bản của Diệp Lâm chọc giận đến mức hộc máu. Tôn Văn Thành không định đánh nhau với Diệp Lâm, rốt cuộc thì đàn ông phải biết tránh cái thiệt trước mắt đấy mà. Nhưng nếu nghe theo lời nói của đối phương, mình lập tức bỏ đi sau 3 tiếng đếm thì chẳng phải là rất mất mặt. Vậy nên Tôn Văn Thành định nói ra vài câu uy hiếp, chờ Diệp Lâm đếm tới 2 rồi thuận thế bỏ đi cũng không muộn. Chỉ là, anh ta tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Lâm lại lật lọng. Mới chỉ đếm có một số là trực tiếp ra tay tát mình một cái, khiến mình không kịp trở tay. Mẹ nó, môn toán mà anh học là do giáo viên thể dục dạy hả? Hay là anh nói đếm 3 tiếng là chỉ đếm 3 thôi? Tôn Văn Thành thẹn quá hóa giận, giận cực kỳ giận. Họ Diệp kia, mày chờ cho tao. Chuyện hôm nay còn chưa xong đâu. Tao thề, cả đời mày đừng mong ra khỏi nhà tù. Tôn Văn Thành nói lời tàn nhẫn xong thì khập khiễng đi ra ngoài khách sạn dưới sự nâng đỡ của đám đàn em. Anh ta vừa bước ra ngoài liền đẩy hết mọi người ra, lấy điện thoại gọi cho ông nội. Ông nội, cháu bị người ta đánh. Ông mau phái người đi bắt thằng nhãi kia đi. Cháu muốn anh ta phải ở tù mọt gông. Nghe vậy, ông cụ Tôn cảm thấy rất ngạc nhiên. Mình chính là viện trưởng viện kiểm sát, ai mà to gan như vậy dám đánh người nhà họ Tôn bọn họ. Là ai? Cháu hãy kể sự thật cho ông nghe. Ông cụ Tôn cảm thấy là lạ, có lẽ không phải chuyện đơn giản, vậy nên bảo cháu trai kế hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mình nghe. Cái gì, cháu nói cậu ta tên gì? Diệp Lâm hả? Nghe thấy cái tên này, ông cụ Tôn sửng sốt, sau đó giận dữ nói, cháu rảnh rỗi lắm hả, đi chọc cậu ta làm gì vậy? Phải biết rằng hôm nay Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi tự mình đi chống lưng cho Diệp Lâm. Thậm chí ủng hộ Diệp Lâm thành lập thương hội mới, chuyện này bị đồn ầm khắp cả nội các, người trong lục bộ đều không còn xa lạ với cái tên Diệp Lâm. Ông nội, tên họ Diệp kia sao vậy? Chẳng lẽ là không thể động đến anh ta? Tôn Văn Thành thấy lạ, thầm nghĩ chỉ là một tên người thường thôi mà, lại còn là một tên mới vừa ra tù, có khác gì con kiến đâu.
Tạm thời bỏ qua chuyện này đi, ông cụ Tôn nghĩ nghĩ rồi quyết định nắm lấy cái nhược điểm này, chờ tới thời điểm thích hợp lại dùng lá bài này sau. Diệp Lâm là người mà Bộ Tài chính muốn bảo vệ, ông cụ Tôn định tương kế tự kế, dùng Diệp Lâm để đối phó với Khổng Hữu Vi, một lần vặn ngã đối thủ một mất một còn kia luôn. Ông nội, Tôn Văn Thành tất nhiên không hiểu được lòng sâu kế xa của ông nội. Anh ta chỉ biết là mình bị đánh, sốt ruột đi đánh trả lại. Ông cụ Tôn không muốn nói nhiều, tùy tiện trấn an cháu trai vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Sau khi tắt máy, Tôn Văn Thành càng nghĩ càng tức giận, gọi một cuộc gọi khác. Cậu cả, cháu bị người ta đánh. Lần này, người mà Tôn Văn Thành nhờ là người cậu Chiến Thần Kinh Châu. Sau khi nghe cháu trai kế sơ qua, Chiến Thần Kinh Châu hứa hẹn, chờ tháng sau cậu về Yên Kinh báo cáo, cậu sẽ tự mình ra tay trả thù cho cháu. Tôn Văn Thành vui mừng nói, vẫn là cậu thương, cháu nhất. Sau đó, anh ta nói thêm vài câu với cậu rồi mới hài lòng mà kết thúc cuộc trò chuyện. Tôn Thiếu, anh bị sao vậy, ai đánh anh hả? Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Trái tim Tôn Văn Thành đập thình thịch nhanh hơn, anh ta quay đầu lại nhìn, thấy là Kim Lũ Y mà mình luôn nhớ nhung. Ngay sau đó, Tôn Văn Thành lập tức quay đầu sang chỗ khác, không muốn dáng vẻ xấu hiện giờ của mình xuất hiện trong mắt người thương, để tránh làm tổn hại đến hình tượng của mình. Kim đại nhân, sao cô lại ở đây vậy? Chức quan của Kim Lũ Y cao hơn Tôn Văn Thành, vậy nên khi thấy Kim Lũ Y, Tôn Văn Thành cũng phải cung kính gọi một tiếng đại nhân. Ừ, hôm nay nghỉ ngơi, ra ngoài đi dạo một lát. Kim Lũ Y nhìn kỹ vết thương trên mặt Tôn Văn Thành, suýt chút nữa cười thành tiếng, rốt cuộc là ai đánh anh bị thương vậy? Có muốn tôi trả thù thay anh không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.